Tám năm trước, một thế lực mạnh mẽ đã bóp méo không gian và thời gian, dẫn đến các sinh vật từ dị giới tới xâm chiếm, giết người bừa bãi, thương vong nặng nề, dân số giảm mạnh. Những người sống sót gọi ngày tận thế này là ma triều. Và sự thay đổi từ trường đã mang lại một hệ thống chức nghiệp làm cho con người mạnh mẽ hơn. Con người có thể đánh thức những thiên phủ ban đầu ngẫu nhiên và lựa chọn các chức nghiệp khác nhau trong hệ thống. Sau khi lựa chọn, con người sẽ có kỹ năng của chức nghiệp đấy và có thể đem về thế giới hiện thực. Hơn nữa, thiên phú được thức tỉnh sẽ quyết định vận mệnh của chức nghiệp giả. Từ đó trở đi, những con người thông minh bắt đầu một cuộc sống và phương thức chiến đấu mới, xã hội tập trung vào việc bồi dưỡng và củng cố các chức nghiệp giả, xây dựng học viện chức nghiệp giả, lấy hiện thực đã xây ra làm bản gốc, dựa vào hệ thống, dung hợp vào trò chơi, tạo nên các độ khó khác nhau, các phó bản với các loại công lực có cấp độ khác nhau để nâng cấp, rèn luyện thế hệ sau. Ở một nơi tên là học viện số 1 Giang Thành, lão hiệu trưởng đang lên tiếng, thưa các em học sinh, các em đã hoàn thành quá trình học tập lý thuyết tại học viện chức nghiệp số 1 của Giang Thành hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, các em sẽ thức tinh thiên phú của mình, cũng là ngày đầu tiên bước chân vào phó bản. Tới nào, hãy tin tưởng vào những năm học tập chăm chỉ đã qua của các em, các em đã được chuẩn bị để trở thành một chức nghiệp giả, bảo vệ nhân loại, thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Dưới đây ta gọi tới tên của em học sinh nào thì sẽ tiến lên để thức tỉnh thiên phú. Học sinh của Học viện chức nghiệp số 1 Giang Thành, Lâm Dạ, cũng là anh mên nhà ta, là một thằng xuyên không từ thế giới khác đến đây cậu ta đang đứng tạo dáng như không có thằng nào chụp ảnh thầm nghĩ mình đã tới thế giới này lâu như thế rồi chỉ để tới được đến ngày thức tỉnh hôm nay cuối cùng nó cũng tới rồi thức tỉnh thiên phú là điều rất quan trọng đối với một chức nghiệp giả phẩm chất thiên phú được phân thành cấp thường cấp hiếm cấp truyền thuyết cấp cận thần cấp thần thoại thiên phủ cấp độ thần thoại từ trước tới nay vẫn chưa nhân loại nào thức tỉnh được nó kiếm khách pháp sư là các chức nghiệp được nhiều người mong muốn nhất sau đó là các hệ thích khách triệu hồi sư chiến sĩ mục sư bởi khả năng trị liệu kém tính cơ động cũng tệ và không có năng lực công kích không thể thay đổi cục diện chiến đấu nên bị xếp dưới cuối chuỗi chức nghiệp dưới sức mạnh của trang bị chất lượng cao và thiên phủ tốt thì ở các phó bản thường các chức nghiệp khác có thể đơn phương dọn sạch quái duy chỉ có mục sư là không làm được mà ở các phó bản cấp cao chỉ cần cao thủ biết cách thao tác pháp sư hay triệu hồi sư cũng có thể thay thế vị trí của mục sư chỉ có thể đứng im sau đội cây kinh nghiệm và tăng máu khiến mục sư trở thành một trò cười đang trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay trắng nõn kéo lấy tay Lâm Dạ mà lên tiếng, "Này, Lâm Dạ, cậu đã nghĩ kỹ xem lựa chọn chức nghiệp nào chưa? Pháp sư, chiến sĩ, hay là thích khách?" Ngắt câu nói một bóng dáng thiếu nữ tóc hồng hiện lên, điện nước đầy đủ, Bạch Khởi thấy vậy cũng chẳng tỏ ra bất ngờ đưa mắt nhìn về cô mà nói, "Mình nói rồi, hiện tại nghĩ tới mấy thứ này cũng vô dụng thôi. Đợi tới khi có kỹ năng thiên phú mới biết được chức nghiệp nào phù hợp với bản thân." Cô gái này tên Tô Mộc Mộc, Mộc Mộc thấy cậu trả lời hờ hững như vậy thì giận dỗi cất tiếng, mình cũng chỉ hỏi vui vui thôi mà mấy thanh niên quần chúng thấy sự xuất hiện của mộc mộc thì nhốn nháo cả lên nữ thần mộc mộc hôm nay đẹp thật đấy lâm dạ nhìn thấy cô tỏ vẻ giận dỗi thì đưa tay xoa đầu cô ánh mắt đá lại phía sau như đang trêu ngươi mấy thằng sim lò kia mấy thằng quần chúng thấy vậy thì mặt cay hơn ăn ớt mà hét lâm dạ bỏ cái tay ra đi một thằng trong số chúng thấy bị ngó ơ thì lên tiếng cà khịa tên lâm dạ này không phải là một tên phế vật ăn bám sao ngày thường tự cho mình thanh cao để xem xem loại hắn sẽ thức tỉnh thiên phú kiểu gì nào Mộc Mộc nghe thấy những lời này thì vẻ mặt không vui quay đầu lại nói, "Này, mấy người đừng có quá đáng quá." Ngay lúc này đột nhiên có một ánh sáng mạnh phát ra từ trên người kẻ nào đó kém theo là thông báo, số 1001 thức tỉnh thiên phú cấp hiếm, cường lực, cường lực, thiên phú cấp hiếm, sức mạnh của các kỹ năng tăng 50%. Đám người kia thấy vậy thì bu lại tên kia mà khen, "Thiên phú cấp hiếm sao, rất phù hợp với chức nghiệp chiến sĩ đấy, anh đẹp trai này chắc chắn sẽ là thủ khoa của kỳ thi đợt này." Hắn ta vừa thức tỉnh xong thì đi xuống dưới ánh mắt đá về phía hai người Lâm Dạ miệng lên tiếng chế giễu để ta xem một thằng mồ côi dựa vào cái gì mà lại có thể thu hút chú ý của nữ thần mộc 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 lúc này thì cay lắm rồi chuẩn bị ra com bát thì đã có một bàn tay đặt lên vai cô cất giọng mộc mộc kệ bọn họ đi cô lúc này liền quay phát đầu lại mà lên tiếng sao cậu không bao giờ quan tâm đến những gì người khác nghĩ thế bạch khởi lúc này liền trầm giọng nói bởi rồi bày ra bộ dáng ngầu đét đèn đen nói mình sẽ trở thành người mạnh nhất chỉ có như thế cậu vừa nói xong lời này hồi ức dần dần được tua lại không cảnh những con quái thú đang tàn sát canh giờ bê tượng cha mẹ cậu chạy trối chết cha cậu vẫn đang ôm cậu trên tay miệng nói phía trước có hầm trú chú ẩn chúng ta tới đó gì con à đừng sợ nhá chúng ta sắp tới nơi rồi nhưng rồi đột nhiên một con quái vật đã chạy ngay bên cạnh gia đình cậu cha cậu lúc này chỉ biết mở chừng mắt nhìn nó ngoạm chặt lấy thân thể vợ mình người cha cậu lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt chỉ có thể cố gắng thốt ra mấy từ bố nhanh vào đi con bố không sao đâu cảnh tượng mà cậu thấy được chắc có lẽ cả đời này không thể quên được cảnh mẹ cậu bị con quái vật kia nuốt sống có người còn sống sót kìa mau đưa thằng bé vào bố mẹ nhưng một người đã đến cứu rỗi lấy tâm hồn của cậu tiểu dạ sau này chúng ta là người một nhà nhá về nhà với cô nào những hình ảnh như những mảnh gương nứt nhưng lại chẳng hề bị phai mờ cậu thầm hạ quyết tâm trong lòng từ ngày đó chỉ có như thế mình mới có thể bảo vệ nhưng ngay lúc này đã có một giọng nói cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu số 1128 lâm dạ bạch khởi khi nghe thấy tên mình cũng liền quay đầu lại xoa đầu mộc mộc đang tỏ vẻ giận dỗi mà nói đợi đây nhá đi đây nhưng sau đó khi lâm dạ quay đầu đi cô lại đưa ánh mắt thâm tình nhìn về phía lâm dạ trong lòng bất giác hiện lên tên của cậu lâm dạ lúc này cũng đã tiến lên đài thức tỉnh cậu đưa chân đạp lên vòng tròn ma pháp dưới chân ngay lập tức đã có những luồng ánh sáng vàng tỏa ra xung quanh ý thức của cậu bị kéo vào một nơi nào đó nhìn rất giống như không gian trong vũ trụ trong lúc cậu đang ngẩn ngơ thì ngay trước mặt cậu xuất hiện một luồng ánh sáng mạnh nhìn vào luồng ánh sáng đó lâm dạ thầm nghĩ đây là nơi thức tỉnh thiên phú sao lâm dạ liền đưa bàn tay từ từ tiến gần lại luồng ánh sáng đó khi bàn tay của cậu vừa chạm vào lại như có một lực hút nào đó thô bạo hút cậu vào bên trong lúc mở mắt ra đã thấy hai đầu dao long một trắng một đen đang uống lượng xung quanh thân thể cậu rồi chỉ một vài giây hai luồng khí thô bạo mà xâm nhập vào cơ thể cậu ngay lúc này hệ thống cũng hiện lên nhận được thiên phú phẩm chất cấp thần thoại nghịch chuyển càn khôn bạn có muốn giấu đi không nhìn thấy bảng thông báo này cậu thầm nghĩ cấp thần thoại sao thiên phú cấp thần thoại chưa từng xuất hiện cậu liền không do dự mà chọn giấu đi ngay sau đó âm thanh máy móc lại vang lên nghi chuyển cân không cấp một đảo ngược và tăng cường sức mạnh cho bản thân cũng như tất cả các kỹ năng tác động lên bản thân có thể bật hoặc tắt tùy ý nếu thăng lên cấp cao hơn có thể thay đổi bản chất kỹ năng hiệu ứng tăng cường hiện tại giảm 10% lượng tiêu thụ mana hiệu ứng chuyển đổi hiện tại hiệu ứng búc trở thành đê búc dê búc trở thành búc điều kiện thăng cấp bản thân phải lên cấp 10. bạch khởi nghe thấy quả năng lực chất lừ thì thầm suy nghĩ có thể đảo ngược toàn bộ hiệu ứng tác động lên bản thân, còn có thể tự ý tất bật thiên phú. Điều này có nghĩa là kẻ địch sẽ không bao giờ có thể giết được mình sao, nhưng nếu chỉ có thể sử dụng những đòn đánh thường không phải kỹ năng, hoặc để mục sư hồi máu cho mình, là có thể phá giải hiệu ứng của nó, tự hại bản thân sao. Hóa ra đây là lý do mà thiên phú này có thể lựa chọn ẩn đi. Ít, ngay lúc suy nghĩ xong cậu lại được đẩy ra bên, giọng nói thông báo cũng được vang lên ngay sau đó, số 1128 lâm dạ, thiên phú thức tỉnh đã được giấu đi vừa thấy cậu đi ra mộc phộc đã ngay lập tức chạy tới sát vào người cậu mà hỏi sao rồi lâm dạ thuận lợi không thiên phú của cậu là nhưng lâm dạ chỉ nhắm mắt hờ hững đáp lại bí mật đám quần chúng ăn dưa lại được một hồi để bàn tán ta nói là cậu ta chắc chỉ thức tỉnh ra cái thiên phú rác rưởi đáng xấu hổ mà thôi thiên phú phế vật đi với phế vật nữ thần đúng là nhìn lầm người rồi lại đi thích loại phế vật đấy ngay lúc này một tiếng thông báo nữa lại được vang lên số một nghìn một trăm hai mươi tám học sinh lâm dạ xin vui lòng nhanh chóng hoàn thành việc lựa chọn chức nghiệp số 1233 học sinh tô mộc mộc, xin bắt đầu tiên thành thức tỉnh thiên phú. Bạch Khởi ngay vậy cũng liền đưa tay ẩy mạnh cô về phía trước miệng nói, mau đi đi. Đồ ngốc này, cô thấy mình bị ẩy mạnh thì vẻ mặt ửng đỏ nói, nhẹ tay với người ta thôi. Tiếng thông báo máy móc lại vang lên một lần nữa, học sinh sau khi hoàn thành thức tỉnh thiên phú, sẽ thông qua tượng nữ thần để tiến hành chọn chức nghiệp. Mấy người bên ngoài liền xì xào nói, tiếp theo là, Bạch Khởi lúc này đã tiến tới dần tượng nữ thần, tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên. Xin vui lòng chọn chức nghiệp mà bạn mong muốn, Lâm Dạ liền đưa mắt nhìn lên tượng nữ thần mà thầm tính toán, nếu chúng ta tuân theo logic bất khả chiến bại ở một mức độ nhất định, thì nghịch chuyển càn khôn chắc chắn là một kỹ năng cấp thần. Phải phát huy thực lực thiên phú đến tối đa, bù đắp khuyết điểm, mình chọn cái này. Nói xong câu nói tay cậu liền đưa lên chỉ vào chức nghiệp được coi là phế vật, đó là chức nghiệp mục sư, mình chọn cái này. Mười cộng cậu phải nói đến hai lần thì tượng nữ thần mới có phản ứng, mà ba chấm, kiểu thằng này chức nghiệp cấp thần mà chọn cái chức nghiệp cổ lùi này ngay lúc đó nó liền hiện lên câu hỏi lại một lần nữa, xin vui lòng xác nhận lại chức nghiệp của bạn, có phải là mục sư không, hiện tại bạn là học sinh đầu tiên lựa chọn trở thành mục sư. Lâm Dạ lúc này vẫn kiên định với quyết định của mình mà đáp, đúng, mục sư. Ngay sau đó hệ thống cũng hiện lên thông báo, chuyển chức đã được xác nhận, chuyển chức thành công, họ tên, Lâm Dạ, chức nghiệp, mục sư, máu, 100 nếu thấp hơn 80 thì sẽ tiến vào trạng thái bị thương, tất cả các thuộc tính sẽ giảm nhẹ, nếu thấp hơn 30 thì sẽ tiến vào trạng thái bị thương nặng tất cả các thuộc tính sẽ giảm vừa phải. Nếu thấp hơn 5 thì nó sẽ tiến vào trạng thái hấp hối, tất cả thuộc tính đều giảm đi đáng kể, nếu về không thì sẽ chết. Giá trị ma lực, 100 thiên phú, nghịch chuyển cản không cấp thần thoại thuộc tính, sức mạnh 4, thể chất 4, trí lực 5, tinh thần 5, nhanh nhẹn 4, kỹ năng thuật trị liệu sử dụng lên một đơn vị mục tiêu, triệu hồi sức mạnh sinh mệnh, khôi phục 50 điểm HP cho mục tiêu, hồi chưa trong 5 giây và tiêu tốn 10 điểm ma lực. Thật thanh tẩy sử dụng lên một đơn vị mục tiêu, triệu hồi tinh linh nguyên tố. Khôi phục 30 điểm ma lực của mục tiêu, hồi chiêu trong 12 giây và không tiêu tốn gì. Xem xong bảng thông báo, cậu liên nhắm mắt lại thử kỹ năng của mình, thử cái này đi, kích hoạt nghịch chuyển càn khôn. Thân thể cậu bỗng nhiên được những luồng khí đỏ bao bọc lấy, ánh mắt cũng từ từ mà chuyển sang màu đỏ. Hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo, thuật trị liệu đảo ngược sử dụng lên một đơn vị mục tiêu để tước đoạt sinh mệnh của đối thủ, giảm thời gian HP của đối thủ đi 50 điểm, hồi chiêu trong 5 giây và tiêu tốn 9 điểm ma lực. Lúc này cậu cũng liền test thử chiêu thức mới của mình. Dùng cây trượng 3TSV kèm ra một luồng sức mạnh về phía trước, tạo ra một vụ nổ trong không gian trong lòng thầm nghĩ, giống như mình tưởng tượng, kỹ năng được phóng thích là giảm HPI, chứ không phải gây sát thương một, không bị áo giáp chống đỡ lại, tương đương với sát thương chuẩn, thấp hơn so với sát thương kỹ năng của pháp sư một chút, nhưng nếu kẻ địch có kháng phép thì mình vẫn hơn hẳn. Lúc này bảng hệ thống lại hiện lên một lần nữa, thuật thanh tẩy đảo ngược sử dụng triệu hồi tinh linh sa ngã trên một đơn vị mục tiêu để giảm 30 điểm ma lực của đối phương thời gian hồi chiêu là 12 giây và không tiêu tốn gì. Nhìn xong bảng thông báo hệ thống Lâm Dạ cũng liền hiện lên suy nghĩ, còn về thuật thanh tây này, tưởng chừng như không có gì, nhưng lại có thể khiến kẻ địch thuộc hệ công kích pháp thuật vào thời khắc cuối cùng không thể ra đại chiêu, để lộ sơ hở. Cậu nhìn vào trên tay cậu, xuất hiện một tiểu loli ác ma, FBI đầu đến bắt thằng này đi. Lâm Dạ vẫn đưa ánh mắt nhìn suô Ong SBANF tay mình mà thầm đánh giá, theo lối suy nghĩ này, cách đánh đã rất rõ ràng rồi, vẫn phải cẩn thận với các kỹ năng búc và hồi máu của đồng đội trong trạng thái nghịch chuyển càn khôn kỹ năng búc của đồng đội sẽ gây ra một cú đánh mạnh vào cơ thể đám quần chúng lại được một hồi bàn tán nhìn lên phía bạch khởi mà nói lại có người đi chọn con đường chức nghiệp vũ em này sao sau đó bọn chúng liền thi nhau mà cười lớn ha 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 nhất định là đang muốn hèn hạ trốn sau đồng đội đây mà ngay lúc này việc thức tỉnh của mộc mộc cũng đã hoàn thành xong cô liền bước ra bên ngoài theo bước chân của cô hệ thống cũng hiện lên thông báo số 1.233 tô mộc mộc thức tỉnh thiên phú cấp truyền thuyết đám người kia liền đổ dồn sự chú ý đến mộc mộc mà cảm thán chúa ơi không nghe nhầm chứ là thiên phú truyền thuyết không hổ là nữ thần mộc mộc thiên phú truyền thuyết duy nhất từ trước tới nay không biết cô ấy sẽ chọn chức nghiệp gì nhỉ nữ thần từ trước vẫn luôn liên tiếp đứng đầu lớp lý luận quả thực là thiên tài một tu sĩ hèn mọn sao có thể xứng đáng ở bên thiên kiêu được nhất định muốn trở thành con chó liếm của nữ thần đây mài nhưng lạ thật đấy phòng sinh chi lệ rốt cuộc là thiên phú kiểu gì vậy anh thử xem ra ôm chân nữ thần ý xin hãy chọn chức nghiệp mà bạn muốn cô cũng bỏ qua mấy tiếng bán tán xung quanh mà tiến lại gần tượng nữ thần miệng cất giọng nói tôi chọn chức nghiệp pháp sư lâm dạ nghe thấy vậy như đã đoán được trước chỉ cười nhẹ nhưng ở một nơi nào đó có những người đang bàn tán với nhau một tên trong số họ lên tiếng quả nhiên pháp sư thiên phú cấp truyền thuyết mà tốt lắm có tiềm lực trở thành thành viên của liên minh chức nghiệp giả người đứng đầu với mái tóc bạc lên tiếng ngắt lưới nhưng ta quan tâm tên nhóc kia hơn đã từ lâu rồi mới có học sinh chủ động lựa chọn chức nghiệp mục sư Lâm Dạ lúc này vẫn đứng đó nhìn về phía Mộc Mộc mà không biết đang có những ánh mắt nhìn vào mình. Một tên trong số đám người đứng trên kia cũng tầm giọng mà lên tiếng, như người trẻ tuổi này, quả thực không hề có cảm giác là bất đắc dĩ mà lựa chọn. Có chút thú vị, ngay lúc này Mộc Mộc như một chú cún con chạy thẳng tới chỗ Lâm Dạ mà nũng nịu lên tiếng, "Lâm Dạ, ngay lúc này trên người cô đang mặc một bộ đồ bó sát lộ ra đường cong mềm mại, này mà thêm cái tai thỏ vào nữa thì vỡ mồm." Cô tiến lại gần tỏ vẻ tinh nghịch khoe ra vóc dáng cơ thể mà nói, "Mình chọn pháp sư này, cùng nhau đi phó bản không lâm dạ đúng kiểu bố mày không mê gái mà nói không được rồi mộc mộc mình có kế hoạch của riêng mình mộc mộc bày ra bộ mặt tiếc nuối ánh mắt chớp chớp nói là sao chẳng lẽ cậu muốn chưa kịp để cô nói hết lời thì tiếng máy móc lại vang lên nhắc nhở phó bản tân thủ rừng sói đã mở đám người kia thấy được thông báo thủ cũng nhìn sang cánh cửa đang có những làn khói tím lượn lờ xung quanh tâm thanh máy móc vẫn đang vang lên mời nhóm học sinh đã hoàn thành việc thức tỉnh thiên phú và chuyển chức vào phó bản tên đầu báo thủ vuốt quả tóc khá bạch Tiến lại gần Bạch khởi né mép kiểu bố mày muốn ăn đấm mà nói, "Này, Lâm Dạ, nói giúp Mộc Mộc giúp tôi chút được không? Tôi muốn mời cô ấy vào đội của tôi." "Thù lao thì tôi có thể đưa cậu theo nhận phần thưởng cùng, chỉ cần cậu nghe theo lời chỉ dẫn của tôi." Một tên báo thủ trong số chúng cũng lên tiếng khinh bỉ hài, "Nếu không phải là vì Tô nữ thần thì chúng ta cũng chẳng cần dùng tới mục sư." Lâm Dạ liền dứt khoát đáp lại ngay, "Tôi từ chối." Thằng cồn lùi kia thấy vậy liền hét lên, "Lâm Dạ mày phải biết điều chứ, phó bản không thể không hợp tác." Dù có đủ thiên phú nhưng cũng khó chống lại đám quái vật, giọng nói đó vang lên là từ miệng của lão hiệu trưởng, mấy người thấy vậy liền quay đầu sang bất ngờ mà nói: "Hiệu, hiệu trưởng, hiệu trưởng vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà nói: "Thanh niên, đối mặt với ma vật, có thù ghét bao nhiêu cũng đều phải buông xuống." Lâm Dạ vẻ mặt vẫn kiên định mà quay đầu lại nói: "Hiệu trưởng, em không có thù hận gì với bọn họ, chỉ là cảm thấy một mình dọn sạch phó bản kinh nghiệm cao, thu lợi nhiều." Hiệu trưởng hiện lên vẻ mặt nghi ngờ mà nói: "Một mình sao? Em một mình mục sư sao có thể làm được vậy?" dù không được cũng có thể đổi đội khác đừng giễu cợt sự an toàn tính mạng của mình suy cho cùng mọi trạng thái trong phó bản đều ảnh hưởng đến hiện thực nếu gặp nguy hiểm cậu sẽ thực sự mất mạng lâm dạ cũng liền đưa tay gãi gãi đầu mình mà nói cảm ơn thầy hiệu trưởng em có thể tự mình dọn phó bản nếu muốn nâng cấp nhanh chóng thì phải chọn cách đánh một mình rồi trong lòng cậu thầm nghĩ hơn nữa trước khi thực lực của mình đủ mạnh thiên phủ cấp thần của mình không thể được tiết lộ cho người khác nghĩ xong lâm dạ liền dứt khoát mà đi về phía cánh cửa dẫn vào phó bạch hiệu trưởng thấy vậy cũng chẳng làm gì được thêm mà chỉ thầm nghĩ cậu lâm dạ này sao lại tự tin như thế lâm dạ lúc này cũng dã tiến đến cánh cửa dẫn vào phó bản âm thanh máy móc của hệ thống lúc này cũng vang lên phó bản thí liên tân thủ nguy hiểm đề nghị tổ đội có muốn tiến vào phó bản lâm dạ ánh mắt đang hiện lên kiểu bố mày cân tất cho mỹ bố còn bố còn làm giả cày răm ba mấy con sói cỏ lúc này lâm dạ đã tiến vào phó bản tiếng thông báo của hệ thống vẫn đang còn vang lên tiến vào phó bản tân thủ rừng sói rừng sói cấp độ cấp 1 đến 3 độ khó cấp tân thủ khó đề nghị tân thủ nên tổ đội cần phối hợp để có thể thông qua ải giới thiệu có một đàn sói khát máu sống trong khu rừng này chúng có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn các bạn nhớ đừng để bị bao vây nhé nếu không thì không có lối thoát đầu lâm dạ nhìn thấy thông báo của hệ thống thì thầm nghĩ trong lòng rừng sói khó khăn cho học sinh lần đầu tiên vào phó bản nhưng chỉ cần phối hợp tốt thì sẽ không có thương vong lấy một con điểm b đã là một thành tích cực kỳ ưu tú rồi trên đường sẽ có nước suối trị liệu hồi máy cho chức nghiệp giả bảo đảm an toàn để thí luyện cho tân thủ đồng thời cũng làm cho địa vị mục sư càng thấp hơn nhưng nếu có người thích tới tìm đường chết không xử lý sạch bọn sói hoang trên đường đi như vậy sẽ dẫn dụ bọn chúng tụ lại một chỗ hoặc nếu đi sau vào trong rừng bước vào khu vực cấm ngay lúc cậu vừa nghĩ xong đã có vài con sói người thấy mùi mà đang tiến về phía cậu rồi cậu liền trầm mặt nói trong lòng sẽ chết ngay trong phó bản nếu đã có thiên phú cấp thần thì làm sao có thể thỏa mãn với điểm số thông thường được rồi lâm dạ liền phất tay áo để áo choàng của mục sư bay lên trong gió vô cùng ngầu lòi lúc này lâm dạ đã tiến vào sâu bên trong rừng sói đứng trước mặt cậu là vài con sói đói hệ thống lúc này lại một lần nữa hiện lên thông báo tên sói hoang cấp độ một sức mạnh ba thể chất ba trí lực một tinh thần hai nhanh nhẹn hai tư chất đồng kỹ năng cắn xé chảy máu ú giới thiệu là các sinh vật xã hội lang thang trong rừng sói chúng thích chiến đấu theo nhóm các đòn tấn công của chúng có tác dụng chảy máu và có thể gây sát thương liên tục vừa dứt xong hệ thống thông báo mấy con sói đã không còn kiên nhẫn mà vọt thẳng về phía lâm dạ chuẩn bị tấn công. Hệ thống lúc này thông báo vẫn còn hiện lên, cắn xé, dùng răng nanh cắn đối thủ, sau khi đánh sẽ kích hoạt chảy máu, thời gian hồi chiêu là 10 giây. Chảy máu, kỹ năng bị động, sau khi được kích hoạt, có thể liên tục gây sát thương cho kẻ địch trong mỗi giây, tổng thời gian tồn tại là 3 giây và không có thời gian hồi chiêu. Lâm Dạ lúc này thấy đàn sói lao về phía mình vẻ mặt lại không hiện lên một chút sợ hãi, còn có vẻ là thưởng thức. Cùng lúc sau đó, nghịch chuyển càn khôn cũng đã được kích hoạt, tạo ra một cột sáng đỏ bắt thẳng lên bầu trời một con sói đi đầu đang lao thẳng về phía lâm dạ cậu chỉ nhẹ nhàng đưa cây trượng của mình lên chỉ thẳng về phía nó giọng lạnh lùng nói trị liệu thuật nhưng ma pháp trị liệu của cậu bị đảo ngược tạo ra một nguồn sáng đỏ từ trên trời bắn thẳng về phía con sói hệ thống lúc này cũng đã hiện ra thông báo gây ra 50 điểm sát thương lên sói hoang giết chết quái mà không bị thương nhận được 10 điểm kinh nghiệm hai con sói kia thấy đồng bọn của mình bị giết thì cũng ngay lập tức lao về phía lâm dạ chuẩn bị cắn xé nhưng lâm dạ vẫn đứng im cho nó cắn kiểu bố mày đếch sợ con sói vừa cắn vào người lâm dạ đã ngay lập tức bị phản đam mà bắn ngược ra sau hệ thống cũng theo đó mà một lần nữa hiện lên thông báo cắn xé đảo ngược công kích bản thân hồi hp cộng hai chảy máu đảo ngược hiệu ứng bản thân hồi hép cộng hai cộng hai cộng hai rồi lâm dạ quay đầu lại tay cầm chặt cây trượng chuẩn bị vụt về phía con sói tiếp theo miệng nói nghi chuyển càn khôn thuật thanh tẩy đảo ngược thuật u cấm ngay lập tức có những sợi xích sắc kèm theo hình ảnh mất cô gái vây khốn con sói kia vào bên trong hệ thống cũng theo đòn tấn công của lâm dạ mà hiện lên nhắc nhở pháp lực trừ 30 thanh tẩy toàn bộ giá trị ma lực kẻ địch, tạo thành trạng thái cấm hành động một mục tiêu. Lâm Dạ lúc này cũng thầm suy nghĩ, quả nhiên, thuật u cấm đối phó với mấy con quái cấp thấp có ít mana vô cùng hiệu quả. Một con sói vẫn không sợ chết gồng cơ đít hít cơ mông mà vọt về phía Lâm Dạ, nhưng Lâm Dạ đã nhanh chóng lách người né được, cuối cùng nó cũng không thoát khỏi số phận mắm tôm, một câu thuật trị liệu em nó đã đi về với nồi rượu mận. Hệ thống lại hiện lên thông báo, gây ra 50 điểm sát thương lên sói hoang, giết chết quái mà không bị thương, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Bạch Khởi nhìn về phía đàn sói vừa mới bị mình xử đẹp mà thầm nghĩ, mỗi con tiểu quái được 10 điểm kinh nghiệm, cứ thế này, nếu mình xử lý hết sạch đám quái nhỏ thì ít nhất cũng tăng lên được cấp 4, mục tiêu của mình là con boss ẩn cuối cùng, cứ coi như cách biệt một cấp thì cũng không có vấn đề gì cả. Vừa nghĩ xong đã có một con sói ngay đằng sau lưng cậu chuẩn bị ngoạm tới, khá đen cho nó là thời gian thuật trị liệu của Bạch Khởi đã kết thúc, Lâm Dạ liều quay sang cho nó ăn một cái, thuật trị liệu, để về với đồng đội, cái hệ thống này thông báo nhiều vãi anh em ạ. À gây ra 50 điểm sát thương lên sói hoang, giết chết quái mà không bị thương, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Lâm Dạ ngay lúc này cũng liền đánh giá trong lòng, để tới được ngày hôm nay, mình đã chuẩn bị rất kỹ. Suy cho cùng, vào thời khắc kẻ địch giết người, thì cấp độ của bản thân ở mức nào cũng không quan trọng. Ngay lúc Lâm Dạ diệt xong mấy con sói cũng liền thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Lâm Dạ cất tiếng như lại đích có thằng nào ở đây nghe tất hiệu ứng của nghịch chuyển càn khôn, thật thanh tẩy, giá trị của bạn đã đạt tối đa. Lâm Dạ khi giết xong đàn sói, đã được lên level 2, hệ thống cùng lúc với sự tăng trưởng của cậu ma thông báo, cấp độ tăng lên level 2, toàn thuộc tính được nâng lên khả năng chiến đấu được tăng lên toàn bộ kỹ năng đã học được tăng cấp, thuật trị liệu được nâng lên cấp 21 họ tên, lâm dạ cấp độ, hai chức nghiệp, mục sư sức mạnh, năm thể chất, năm trí lực, 6 tinh thần, 6 nhanh nhẹn, năm thiên phú, nghịch chuyển cản không cấp thần thoại kỹ năng đơn mục tiêu, thuật trị liệu thuật lực đoạt kỹ năng hỗ trợ, thuật thanh tẩy thuật ủ cấm, nhận được hai điểm thuộc tính tự do, có muốn dùng không? lâm dạ liền không suy nghĩ mà nhấp tay vào núi có trên hệ thống miệng lên tiếng có có toàn bộ điểm cộng vào trí lực ngay lúc được tăng thuộc tính lâm dạ cũng thầm nghĩ trong lòng năng lực của mình có thể không nhận sát thương nào liên tục hồi mana vì vậy mình sẽ thêm tất cả các điểm vào trí lực bằng cách này sau khi nghịch chuyển càn khôn mới có thể tối đa hóa sát thương phép tức giết chết ở một nơi nào đó hiệu trưởng đang nhìn vào bản đồ phó bản mà lên tiếng kinh ngạc khu vực này là khu vực bị cấm khám phá trong quá trình giảng dạy ở trường cậu ta muốn khiêu chiến với bót ấn ám duệ lang vương cấp 5 sao rồi ông ta liền trầm mặc mà suy nghĩ không thể nào nếu thằng nhóc này không phải cố ý tìm đường chết vậy thì thiên phú đang ẩn của thằng nhóc là cấp thần thoại thậm chí còn hơn cả cấp thần thoại sao đáng tiếc cậy ta chọn không công khai thiên phú của mình trước tiên chỉ có thể xem những tuyển thủ hạt giống khác thôi hy vọng học sinh lâm dạ có thể sống sót trở về vừa ngắt lời đã có một người trong số họ cười lên mà lên tiếng ha ha lão già lo lắng như thế sao không làm ván cực đi tôi cực cậu ta có thể lập nên kỷ lục mới đấy nhưng ông nói tuyển thủ hạt giống là cô gái kia sao nhưng tôi cảm thấy có thiếu chút lửa đấy bên trong một phó bản khác tổ đội của mộc đang đi lang thang một người trong số họ lên tiếng ý tưởng thì phong phú nhưng việc thực hiện thì hơi chưa kịp nói xong lời thì mộc mộc đã tung chiêu kéo theo đó là tiếng nói của mộc mộc thuật ngưng băng con sói đang lao tới đã bị những mũi băng bắn ra từ chiêu thức găm thẳng vào thân thể mà chết ngay lập tức ngay lúc này mặt cô liền hiện lên vẻ sừng sốt ngay trước mặt đã có một đàn sói đang cấp tốc tiến về phía đám người họ mộc mộc lúc này không nghĩ nhiều liền kéo hai cô gái bên cạnh chạy đi miệng hét lớn khiến bọn quái khác chú ý tới rồi nhanh chạy đi a a a tiêu rồi tiêu rồi hình tượng nữ thần của mình trong phút chốc đã bay màu rồi rồi đột nhiên bước chân cô dừng lại quay người về phía sau miệng nói hai người ra phía sau tôi đi rồi cô liền vẫn sức vào hai lòng bàn tay tạo ra những luồng khí màu hồng quay người miệng nói phỏng sinh trì lệ ngay lập rêu một thân ảnh giống cô liền hiện ra hai người cùng nhau đưa tay ra vận lực miệng nói lớn thuật ngưng băng đàn sói đang lao tới đã bị những mũi băng của cô thi triển ra mà chết la liệt sau khi đã diệt xong đàn sói cô liền đưa tay lên chán lau mồ hôi mà nói được rồi an toàn rồi lão hiệu trưởng ở phòng quan sát nhìn thấy liền vuốt sâu hài lòng nói sao nào vẫn ổn áp đấy chứ người lúc này liền ngay lập tức phản bác lại không có ý thức chiến đấu chỉ có thiên phú thôi sẽ không thể giúp cô ấy tiến xa được trừ phi ở một nơi nào đó một con sói đã bị một chiêu đánh bay ra ngoài Tiếp sau đó là thân ảnh Lâm Dạ bước ra cùng với lời nhắc của hệ thống, cấp độ đã tăng lên level 3. Lúc này Lâm Dạ cũng thầm nghĩ, thêm chút nữa thôi, tốt lắm, tốc độ này đúng như mình mong đợi. Tiêu diệt đám tiểu quái còn lại để lên cấp 4 nào. Cậu như đã cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại miệng nói, là ở đây. Sau đó liền vạch một bụi cỏ ra, xuất hiện sau đó là một con sói đầu đàn to lớn. Hệ thống cũng hiện lên thông tin, tên, ám duệ lang vương cấp độ, 5 sức mạnh, 10 thể chất, 9 trí lực, 3 tinh thần, 7 nhanh nhẹn, năm tư chất, bạc kỹ năng cần xé chảy máu tiếng gọi hoang dã trao kích giới thiệu ám duệ lang vương lang thang trong rừng sói nó có tinh khí hung dữ và sẽ truy đuổi và giết chết bất kỳ sinh vật nào nó nhìn thấy những con sói trong toàn bộ khu rừng là cấp dưới nó và sẽ tuân theo chỉ dẫn của nó và xé nát bất kỳ kẻ thù nào lâm dạ lúc này cũng thầm nghĩ vô số các thanh thiếu niên thiên tài trong lúc khiêu chiến đã bị trọng thương có khi là tần tật các anh hùng tương lai bị nó cắn chết không thương tình từ đó phía rừng rậm này cũng bị học viện liệt vào là nơi cấm kỵ những con sói hoang này hình vẫn vậy quanh bên cạnh ám duệ lang vương, thực tế cũng giống như động vật bình thường, thỉnh thoảng rời đi tìm nơi thuận tiện. Và khi chúng giải quyết xong, chúng không nhất thiết phải quay về tổ ngay lập tức, mà sẽ đi dạo xung quanh, tần suất đám này rời đi cũng không thấp, cơ hội tiêu diệt từng con một đã có. Một con sói đang đi lang thang trong rừng, lúc này đằng sau nó xuất hiện hình dạng ác ma của lâm dạ, và điều gì đến cũng sẽ đến, thấy hệ thống thông báo là biết kết cục, gây ra 50 điểm sát thương ngược cho sói hoang giết sói hoang và nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Lâm Dạ lúc này cũng đã gần lên tới level 4, ánh mắt dần trở nên băng lãnh nghĩ, tiểu quái phiền toái bây giờ đối với mình lại là túi máu tốt nhất, chờ kinh nghiệm của mình tăng lên thì sẽ đấu một một với Ám Duệ Lang Vương, cứ như vậy, Ám Duệ Lang Vương càng ngày càng có ít thuộc hạ còn sống, đẳng cấp của mình càng ngày càng cao. Nghĩ xong cậu liền đưa tay phất cây trượng mình cây trượng được cậu cầm trong tay phút chốc được nhuộm bởi một màu đỏ. Những đường khí màu đủ cứ lướt qua trong rừng kéo theo đó là xác chết của đám sói cấp độ của lâm dạ hiện tại cũng đã tăng đến level 4. con lang vương hiện giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của cậu lâm dạ đưa ánh mắt chết chóc nhìn về phía nón phát ra âm thanh lạnh lùng cuối cùng cùng phát hiện rồi sao vậy chúng ta bắt đầu trò chơi mới nhá cậu vừa ngắt lời hệ thống cũng đã hiện lên thông tin ám duệ lang vương hp 2000 trên 2000 mana 1000 trên 1000 tấn công 500 phòng thủ 200 lâm dạ nhìn xong bảng thông báo của hệ thống thì thầm nghĩ lượng máu và thuộc tính tấn công đáng sợ này cao gấp 50 lần so với những con sói hoang thông thường nếu là một tân thủ thì sẽ bị đánh thành từng mảnh hoặc bị vòn đến chết vừa ngắt dòng suy nghĩ thì con lang vương đã lao thẳng về phía lâm dạ mà ra đòn một ám ảnh trào kích nhưng lâm dạ cũng không mảy may né tránh đứng im cho nó đánh qua nhưng khi nó đánh vào thân thể của lâm dạ thì hp của cậu lại được cộng lâm dạ vẫn một bộ dạng ung dung mà lên tiếng chế diễu cảm ơn nhà gân cốt đều cảm giác thoải mái hơn rồi đấy nói xong lâm dạ thầm cảm thán trong lòng không hổ là thiên phú cấp thần công cách của nó cũng chỉ là thực phẩm hồi phục cho mình mà thôi cứ tiếp tục tấn công đi cứ như thế càng dễ xử lý ngươi ngay lúc này thuật trị liệu của lâm dạ cũng đã hồi xong mà con sói cũng đã mệt bở hơi tai cậu lúc này cũng liền lên tiếng nói đánh xong chưa nói xong cậu liền tung một chiêu thuật trị liệu về phía nó khiến cây máu của nó bị tụt gần một phần ba hệ thống lúc này hiện lên trạng thái của lang vương ám dậy lang vương kích hoạt tấn công thường trào kích cây máu lúc này của nó đã bị ăn mòn chỉ còn một nửa ích lúc này nó mới đứng dậy như nhận ra điều gì đó cũng ngay lập tức lên tiếng phát hiện rồi sao đáng tiếc là đã quá muộn rồi nghe xong con ám duệ lang vương liền sử dụng cuồng bạo thân thể nó lúc này được bao bọc bởi những làn khí mà xanh lâm dạ thấy nó đang lao thẳng về phía mình thì cũng chẳng tỏ ra sợ sệt mà thầm nghĩ nếu như bên cạnh ngươi bầy sói vây quanh có thể ta còn phải phí khá nhiều sức rồi đáng tiếc người hiện tại chỉ có một mình thôi thật trị liệu lúc này cũng đã hồi chiêu xong chỉ một chiêu trị liệu thuật một đoàn khí đỏ từ trên trời phóng xuống con ám duệ lang vương cũng đã nằm phơi bụng hệ thống của lâm dạ lúc này cũng hiện lên thông báo giết chết ám duệ lang vương nhận được một nghìn điểm kinh nghiệm cất độ tăng lên level 5, hoàn thành phó bản rừng sói bắt đầu tổng kết phần thưởng, nhận được một dương báo đồng hạ cấp, hoàn thành tất cả các yếu tố ẩn, giết chết bot cuối cùng, toàn bộ quá trình không sử dụng kỹ năng gây sát thương nào, đánh chết 30 con sói hoang, điểm đánh giá tăng lên cấp SSS, nhận thêm dương báo bạc thượng cấp, Lâm Dạ nhìn vào bảng hệ thống thầm nghĩ ồ, nếu không phải thuật trị liệu đảo ngược không tính là kỹ năng gây sát thương thì mình có thể sẽ không lấy được đánh giá cấp SSS sao? Lúc này màn hình bên ngoài cũng đã hiện lên thông báo, đã có học sinh vượt quá phó bản rừng sói, đã hoàn thành toàn bộ thành tựu ẩn, cấp đánh giá SSS, cái, đám quần chúng bên ngoài thấy vậy liền phấn khích mà hét lớn, rốt cuộc là ai vậy, mẹ ơi, không phải chúng ta vừa chứng kiến một thời khắc lịch sử đấy chứ, nhanh chụp lại đi, lão hiệu trưởng ở bên trong nhìn ra liền cảm thán, xưa nay chưa từng có, có một không hai. Đạt được điểm đánh giá cấp SSS trong phó bản này có nghĩa là đã hoàn thành hết tất cả thành tựu ấn, trong ấn tượng của ta, chỉ có lâm dạ là người bước vào khu vực cấm. Người bên cạnh liền âm trầm nói, sao có thể chứ điểm đánh giá cấp SSS có một mục yêu cầu không gây sát thương mà qua ải, một mình dọn sạch ải mà không gây sát thương là khái niệm kiểu quái gì thế? Mộc Mộc bên ở bên ngoài mà nhìn lên thông khỏi sừng sốt mà che miệng nói, không ngờ lại có thể hoàn thành cấp SSS, vừa rồi để mình nhận được được điểm đánh giá cấp A đã vô cùng nguy hiểm rồi, không biết là thần thánh phương nào trong kỳ này làm được vậy. Cũng không biết Lâm Dạ bây giờ thế nào rồi, Lâm Dạ lúc này ở bên trong thầm nói, được được được, được lắm, may thật đấy. A, à, nếu đã như thế mở dương báo, Hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo: Kích hoạt Dương Bầu Bạc thượng cấp, nhận được sách kỹ năng Thần Khí Liệu Pháp, nhận được thuộc tính tự do 5x, nhận được trang bị cấp bạc Dao găm Bóng Tối. Lâm Dạ đang đứng trước mặt bảng hệ thống mà trầm ngâm. Hệ thống lúc này cũng không ngừng thông báo: Dao Gầm Bóng Tối, tăng cường thuộc tính tấn công của người đeo lên 50 điểm, tăng 10 điểm xuyên giáp, khi tấn công kẻ địch sẽ có 5% cơ hội khiến kẻ địch rơi vào trạng thái chảy máu. Thần Khí Liệu Pháp Li Vi, kỹ năng chủ động, dùng khí tức thần thánh chúc phúc cho đồng minh trong phạm vi 10m, hồi phục 100 điểm HP đồng thời có hiệu ứng hồi phục kéo dài trong 10 giây, mỗi giây hồi 10 điểm hép. Tiêu hao 50 điểm mana, hồi chưa trong 20 giây, Lâm Dạ thấy vậy liền học ngay, đảo ngược, thân khí liệu pháp tay ách dáng lâm, ly vi, kỹ năng chủ động, dùng khí tức tà ác nguyền rủa tất cả kẻ địch trong phạm vi 10m, tiêu trừ 100 điểm HP, đồng thời gây ra hiệu ứng mất máu kéo dài trong 10 giây, mỗi giây trừ 20 điểm HP, tiêu hao 45 điểm mana, hồi chưa trong 20 giây. Lâm Dạ nhìn cơ thể mình đang được bao bọc bởi huyết sắc mà thầm nghĩ, mặc dù hồi chiêu có vẻ hơi lâu và lượng tiêu thụ mana cũng khá nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ trong thời gian đầu mà thôi, rồi cậu liền phóng chiêu thức mới học ra, tạo ra một vùng không gian động trong huyết khí thầm nghĩ, lượng sát thương bạo phát lớn như thế, đã là đại chiêu mạnh nhất trong thời kỳ đầu rồi. Kết hợp với thuật thanh tây, bù đắp khuyết điểm CD vô hạn, đã vượt qua cả chức nghiệp pháp sư mạnh nhất rồi. Còn về con dao găm này thì cứ bán luôn cho thế hệ thứ hai, coi như phí trang trải cho tương lai. Không thể cứ tiêu tiền của chú và cô được, bọn họ đã chi trả cho mình đủ rồi. Rồi cậu nhìn vào bảng hệ thống thẩm suy tính, điểm thuộc tính tự do, năm nguồn điểm thuộc tính tự do rất hiếm, năm điểm thuộc tính tự do mới là lời nhất ở đây, ngoại trừ hai điểm thuộc tính tự do khi thăng cấp, chỉ có cách khiêu chiến với các nhiệm vụ đặc biệt của phó bản, mở các dương báo ấn để lấy mà thôi. Nếu lần đầu qua ải mà điểm đánh giá không trên cấp S thì sẽ không thể nhận phần thưởng thuộc tính, mà thành tựu cấp SSS lại được thưởng hẳn năm điểm thuộc tính ngoài, toàn bộ điểm thuộc tính tự do cộng vào điểm trí lực. Từ giờ trở đi, lâm dạ ta sẽ đi tới cực hạn của hệ pháp thuật trở thành mục sư tại ách bạo lực nhất lúc này lâm dạ cũng đã tiến ra bên ngoài những tiếng hò hét vang lên không ngừng rồi kìa chắc chắn là tổ đội của đại lão cấp nhưng chưa kịp nói hết lời thì bóng dáng lâm dạ đã bước ra đám người như không tin vào mắt mình mà nói ể đợi đã sao lại chỉ có mình lâm dạ có thể vẫn đang kết toán thật sự muốn xem phần thưởng ẩn phong phú thế nào mà thấy cậu tiến ra mộc mộc cũng ngay lập tức chạy đến vừa chạy tới cô vừa hỏi lâm dạ mau nói đi là cậu đúng không đám dẫn viên quần chúng lúc nãy vẫn chưa tin mà lên tiếng chế giễu dựa vào cái thứ phế vật này sao mộc mộc cô hơi tông bốc tên này rồi đấy nếu ta không nhớ nhầm thì hắn một mình tiến vào đúng không chắc không làm được gì nên đành chạy ra ngoài chứ gì ha 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 vừa cười chưa được hai giây lâm dạ đã lấy ra đạo cụ dao găm mới đoạt được trong phó bản ra khiến đám người kia cứng họng lâm dạ vừa cầm con dao găm lên vừa nói có bạn học nào chuyển chức là thích khách không tôi mở ra một món vũ khí phẩm chất không tồi đâu có ai muốn nó không Đám người kia lúc này chỉ biết há lớn miệng mà nói, vãi bíp cậu lấy được trang bị này sao? Là trang bị cấp bạc đấy, rốt cuộc là có muốn không? Vừa nghe thấy lời nói của cậu đám người bên ngoài liền nhốn nháo cả lên liên tục mà hét giá, tôi muốn, bên này này, giờ tôi đang gọi cho bố tôi để lấy tiền đây, tôi 10.000 nhá. 20.000, này, 20.000 mà cũng muốn trang bị cực phẩm hải tôi 50.000 nhá. Lâm Dạ nghe thấy con số này thì thầm nghĩ, 50.000, giá này cũng đáng với cái vũ khí cực phẩm này rồi, rồi cậu liền làm theo thể lệ đấu giá, 50.000 lần một 50.000 lần, chưa dứt lời một cô gái liền đứng ra mà hết giá gấp đôi 100.000, 100.000 liên minh tệ sao. Đám người kia nghe thấy con số này liền đứng hình cơm mẹ nấu luân, thu nhập của một gia đình bình thường chỉ có 10.000 liên minh tệ. Dâm bỏ ra 100.000 liên minh tệ nghĩa là cần một gia đình phải bỏ ăn bỏ uống 10 năm liền. Đây quả thực là giá trên trời. Lâm dạ nghe thấy con số này cũng thầm nghĩ, 100.000 quả thực là giá cao, cũng chưa tính tới trôn cất giao gần thượng phẩm này. Lâm dạ nghĩ xong liền đồng ý giao dịch. Đám người kia thấy Lâm Dạ bước đi liền súng lại mà hỏi dò, "Lâm Dạ, có thể hỏi cậu chút được không? Cậu hiện tại cấp bao nhiêu rồi?" Lâm Dạ chỉ trầm giọng đáp lại, "Cấp 5." Mấy người trên tầng quan sát đang nhìn đám người ở dưới kia nhốn nháo cả lên, "Lâm Dạ, rốt cuộc cậu đã tham gia tổ đội nào thế? Cấp đánh giá SSS là cậu đúng không? Chẳng lẽ cậu thật sự một mình dọn phó bản sao lên đến cấp 5 sao? Chỉ giúp mình cách vượt ải đi, sao cậu làm được thế?" Lão hiệu trưởng nhìn xuống bắt đầu đánh giá, "Học sinh này, không hề tổ đội." Có nghĩa là một tên trong đó liền ngắt lời ông má nói, không thể nào, không có ai có thể làm được như thế. Cậu ta chắc chắn lúc đi vào phó bản đã tìm được một tổ đội, một lão trung niên cũng lên tiếng ngay sau đó. Một học sinh là tân thủ lại một mình dọn phó bạn rồi nhận được điểm đánh giá cấp SSS. Ông cảm giác có giống một chuyện có thể tồn tại không? Tiêu cầu của nó là một mình dọn quái mà không gây sát thương nào. Hiện tại, tất cả những chức nghiệp giả đứng đầu kim tự tháp đều không thể đạt được thành tích như vậy ở giai đoạn tân bình. Đám người ở bên dưới thì vẫn tiếp tục hò hét còn tên cả khịa lúc nãy thì mặt đã như ăn phải cớt đám đệ tử của hắn còn phải lên tiếng khuyên giải anh đẹp trai chúng ta vẫn muốn gây rối với cậu ta tiếp sao. thằng cồn lùi kia bước đi vẻ mặt vẫn còn ô ma cay lắm mà nói ta thấy hắn chỉ ăn may thôi nói không chừng hắn dùng thủ đoạn chơi bẩn nào thì sao một tên mục sư đi được bao xa chứ đám cháy theo đuôi cũng lên tiếng hưởng ứng đúng đó nhìn bộ dạng đắc chí của tên tiểu nhân đó kìa anh đẹp trai lần sau chúng ta nắm bắt cơ hội dạy dỗ hắn một trận là được Hiệu trưởng ngay lúc này cũng đã bước ra miệng nói, được rồi các em học sinh, bài kiểm tra tới đây là kết thúc. Từ hôm nay trở đi, các em không còn là các học sinh bình thường nữa, mà là những chức nghiệp giả kiến tập có sức mạnh phi thường. Đồng thời, 30 ngày sau, các em cũng đều biết rằng, các em sẽ phải trải qua thời điểm quan trọng nhất đời người chính là kiểm tra chức nghiệp, tương lai, lại lại một lần nữa làm người thường, hay là trở thành anh hùng nhân loại chống lại ma triều, toàn bộ sẽ quyết, định sau màn biểu hiện của các em trong khảo hạch 30 ngày tới. Trong thời gian một tháng này, các em phải lợi dụng các phó bản bí cảnh cấp thấp do trường học bố trí để tăng lên cấp 10 trở lên. Lâm Dạ nghe vậy thì thầm nghĩ trong lòng, kiểm tra chức nghiệp là yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành bằng tổ đội. Là một trong những tiêu chí quan trọng của điểm đánh giá, chính là độ ăn ý của tổ đội. Nhưng, đối tượng hợp tác của mình đã quyết định xong rồi. Cậu đưa mắt nhìn về phía Mộc Mộc đang trầm tư mà nghĩ, "Hai, đừng nhìn cái tiểu nha đầu này cứ suốt ngày là bộ hình tượng cao lãnh, thực ra mới là người đáng lo ngại nhất." Con người vụng về và rất chân thành dễ bị lừa và dễ không chịu nổi mà bộc lộ bản chất thật của mình ngay cả khi cậu ấy đã thức tỉnh được một thiên phú rất mạnh mẽ mình sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi bị tổn hại suy cho cùng đây cũng là lời hứa của mình với chú và cô mình sẽ không để cho bi kịch ngày ấy tiếp diễn thêm lần nữa nghĩ xong cậu liền tiến tới xoa đầu cô mà nói hôm nay không về nhà ăn tối nữa ra ngoài đánh phó bản cùng không hai người lúc này lại tiến vào trong bụi chuối ai nhầm tiến vào cửa của một phó bản khác hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo bí cảnh hang động thạch quật cấp độ Level 3 đến 6 có thể chọn độ khó tổ đội cỡ trung bình, đề nghị tổ đội khoảng 5 đến 10 người để tiến vào giới thiệu, có vô số con bọ cạp độc sống trong hang động thạch quật, hãy cẩn thận, tuy đòn tấn công của chúng không gây tử vong nhưng chất độc có trong đuôi của chúng rất phiền phức, hãy nhớ đừng để bị chúng đâm chúng. Hai người đang đứng trước cửa phó bản, hệ thống vẫn đang hiện lên thông báo, hãy dốc toàn lực để tiêu diệt vua bọ cạp độc. Hãy dùng hết sức lực của mình để tiêu diệt vua bọ cạp độc và cẩn thận để không bị trúng độc. Lưu ý nếu vua bọ cạp độc không bị giết trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo lâm dạ lúc này cũng không do dự mà chọn ngay chế độ khó trong lòng thầm nghĩ khiêu chiến phó bản có thể lựa chọn độ khó độ khó của phó bản sẽ tăng dần theo cấp độ của phó bản độ khó càng cao thuộc tính quái vật và các yêu cầu qua ải sẽ càng khó khăn hơn cần nhiều người hơn và phần thưởng đương nhiên sẽ hào phóng hơn và các phó bản tân thủ thường chỉ có 3 cấp độ là thường khó và ác mộng thôi hang động thạch quật phó bản này thời gian đầu sẽ chỉ có hai cấp là thường và khó ngắt dòng suy nghĩ của cậu mộc mộc liền lên tiếng mặc dù là phó bản tân thủ nhưng cậu tính để mỗi chúng ta khiêu chiến tổ đội cấp độ khó lại còn muốn có được điểm đánh giá cấp sss nữa à lâm dạ cũng liền đáp lại tin mình đi mộc mộc lúc này cũng đang ở ngay phía sau cậu mà lên tiếng đáp lại không phải mình không tin cậu chỉ là mình thấy để không gây sát thương đối với mình có hơi khó sẽ lại làm vướng chân cậu mất lâm dạ lúc này liền quay đầu lại bày ra bộ dạng uy tín như nhà cái đến từ châu âu mà nói phó bản này có một cách để trốn học cô nghe thấy vậy vẻ mặt ngẩn ra đáp theo bản năng trốn học ý cậu là nói kệ quái rồi qua ải hả lâm dạ cũng liền đáp lại câu hỏi của cô ừm quái vật và địa hình trong phó bản này là cố định mình đã tìm thấy tư liệu của một vị tiền bối để lại tổng hợp lại một chút xây lại bố cục của phó bản căn cứ theo tính toán trốn học là có khả năng cô nhìn về phía lâm dạ với ánh mắt thằng này không giống người mà nghĩ lợi hại thật đấy giống như kiểu toàn bộ cảnh tượng được tái hiện lại trong đầu cậu ấy vậy thực ra mình luôn biết lâm dạ đang che giấu thực lực của mình từ sớm cậu ấy đã nghiên cứu đủ các thể loại phó bản và quái vật vận dụng các loại số liệu mỗi lần thi lý thuyết đều đạt điểm tối đa tất cả mọi người đều cho rằng cậu ấy là người đi ức hiếp kẻ ngốc ngắt dòng suy nghĩ của cô lâm dạ liền lên tiếng sao còn đứng ngây ra đấy đi thôi tới đây tới đây nhưng mình luôn tin rằng cậu ấy nhất định sẽ trở thành anh hùng giải cứu trái đất hai người lúc này cũng đã tiến vào trong phó bản cảnh tượng khác đã ngay lập tức hiện ra mộc mộc nhìn vào cảnh tượng bên trong mà cảm thán đẹp thật đấy lâm dạ cũng liền đánh gãy lời cô mộc mộc so với phó bản trước thì phó bản ngoài này còn nguy hiểm hơn nhiều đấy hệ thống ngay lúc này cũng liền hiện lên thông báo do tổ đội người không đủ cưỡng chế ghép với đội với người chơi khác lâm dạ nhìn xong bảng thông báo của hệ thống thì liền nói thầm phó bản không ngờ lại có thể cưỡng ép ghép đội với những người chơi khác trong phó bản đấy rồi ánh mắt của cậu liền trở nên lạnh giá nói thế này thì chúng ta không chỉ phải đối diện với quái vật đâu còn phải cạnh tranh nữa chú ý một chút vậy ngay khi cậu vừa nói xong lời thì một vụ nổ lớn ngay sau lưng hai người liền bùng lên mấy tên báo thủ lúc trước đang bị ăn hành tên báo nhất đã bị đánh cho phun máu ọc ọc dùng tay che lại vẫn không ngăn được dòng máu từ bên trong khoang miệng trào ra hắn nhìn xung quanh mà suy nghĩ không ngờ chỉ cần một con tiểu quái cũng có thể quét sạch toàn bộ tổ đội của chúng ta mức độ nguy hiểm của phó bản ngoài mức độ khô lớn hơn nhiều so với tưởng tượng hệ thống lúc này cũng đã hiện lên thông báo tên bọ cạp độc cấp độ ba sức mạnh năm thể chất bốn trí lực hai tinh thần ba nhanh nhẹn năm tư chất bạc kỹ năng kịch độc ngấu nghiến hoa cưng giới thiệu quái vật bọ cạp có đuôi độc sẽ khiến người bị đâm chúng rơi vào trạng thái tê liệt, khó cử động được, nếu chúng độc nhiều lần thậm chí sẽ tê liệt cả tim. Đám người đang nhìn đàn bò cạp tiến lại phía mình mà run rẩy. Ngay lúc này thì Lâm Dạ và Mộc Mộc đã tiến từ bên trong hang đá mà ra. Đám người kia thấy vậy thì hét lên về phía Lâm Dạ, "Này, Lâm Dạ, còn không mau tới hỗ trợ đánh quái, ngươi quên quy định hỗ trợ của học viện rồi sao?" Lâm Dạ bày ra bộ mặt lạnh nhạt âm trầm mà nói, tự cầu phúc, rồi hai người liền vọt chạy đi về hướng khác miệng nói với Mộc Mộc ngay bên cạnh, chúng ta đi lối này đi đám người kia thấy vậy thì hét lớn tên mục sư đê tiện rồi cậu đứng lại trầm giọng nói về phía sau cậu nhớ kỹ đấy bò cạp nơi này đều cực kỳ sợ nước tất cả lại đều là quái cận chiến không có bất kỳ phương thức công kích tầm xa nào sau cứ đi theo mình nghe theo lệnh của mình mình đảm bảo cậu sẽ không bị trúng độc mộc mộc lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà đáp lại được lâm dạ lại nói tiếp đúng rồi còn một chuyện nữa bọn chúng cũng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh cùng lúc ngắt câu nói một con bọ cạp lớn đã chuẩn bị tấn công hai người lâm dạ cũng ngay lập tức sử dụng thuật lược đoạt chỉ một chiêu con bọ cạp đã về với đội của diêm vương mộc thấy màn đánh quái ngầu lòi của lâm dạ mà cảm thán đây là thiên phú của cậu sao vậy thì điểm đánh giá cấp sss có phải là chưa kịp nói xong lời thì lâm dạ đã ra dấu im lặng lâm dạ lúc này mới lên tiếng yêu cầu để trốn học thành công chính là thông qua con đường đặc biệt tránh hết tại mắt của quái tới nơi bắc của phó bản sau đó điểm yếu là trong bản đồ nơi mà vật sợ nước tụ tập sinh sống có một vũng nước dòng suối này không gây nguy hại cho cơ thể con người là nước có thể uống được nói xong cậu cũng liền nhảy xuống dòng nước ngay trước mặt cũng không quên nhắc nhở mộc mộc nhảy xuống đi cô cũng chỉ trầm ngâm một lúc rồi cũng nhảy xuống theo lâm dạ lúc này hai người đang ở dưới dòng nước chỉ vài phút sau cô cũng đã lên bờ ngay sau lâm dạ lâm dạ lúc này trên tay cầm một cục đá rồi nhanh như cắt cậu đập mạnh nó xuống dưới mặt đất tạo ra một luồng xung kích ra xung quanh xuất hiện sau đó là rất nhiều con mắt lớn làm khuấy động lên cả dòng nước đám mấy tên báo thủ thì vẫn đang chật vật chống đỡ con bọ cạp lớn như đột nhiên mấy con bọ cạp dừng tất công mà quay đầu lại đi về một điểm giữa dòng xoáy lớn có một tảng đá nhô lên ngay ở giữa có hai người là lâm dạ và mộc mộc đang đứng lúc này một con bọ cạp lớn xuất hiện hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo tên vua bọ cạp độc cấp độ 6 sức mạnh 10 thể chất 9 trí lực 5 tinh thần 6 nhanh nhẹn 6 tư chất bà kỹ năng kịch độc ngấu nghiến hoa cứng giới thiệu kẻ ẩn náu trong thích giết chóc có kích thước khổng lồ hoa văn sặc sỡ tượng trưng cho chất độc cực kỳ đáng sợ hãy cẩn thận với nọc độc của nó nó sẽ giết bạn đấy lâm dạ lúc này thấy vậy liền bày ra vẻ mặt bố mày đếch sợ vẫy tay khiêu khích nói ô tới đây nào con bọ cạp chúa thấy vậy thì ô ma cay lắm gầm lên những tiếng rít to lâm dạ lúc này cũng không sợ sệt mà trầm giọng nói các ngươi không dám lên vậy thì tiếp tới đều là lực của bọn ta rồi nói xong tay cậu cũng liền vận sức tung ra tại ách giáng lâm những luồng khí đỏ tạo thành một cái đầu quỷ tàn phát ra xung quanh giết được một đám bọ cạp gần đó hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo tiêu diệt bọ cạp độc x 5 tiêu diệt bọ cạp độc x 50 tiêu diệt bọ cạp độc x 100 nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm đám người kia nhìn vào màn tung chiêu của lâm dạ mà cảm thán mục sư có thể gây sát thương phép mạnh như thế này sao con bọ cạp độc mà chúng ta gặp phải đã phải dùng hết sức của cả tổ đội khó khăn lắm mới đánh bại nó mà giờ lại giống như một con cừu non đang chờ bị hắn làm thịt trên tay chúng ta đã đụng phải quái vật phương nào rồi không không thể nào người ghi kỷ lục chính là hắn sao ngay lúc này phía bên mộc mộc cùng tung chiêu thức của mình mà nói phần còn lại giao cho mình thiên phú phỏng sinh chi lệ tuật ngưng băng lúc này trên người cô những luồng khí trắng tản mát ra tiếp sau đó là một thân ảnh màu đỏ giống y hệt cô hiện ra phóng những tảng băng sắc nhọn về phía đám bọ cạp diệt được một đám bộ cạp đang tiến về phía họ hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo đã giết chết bọ cạp độc x năm nhận được 500 điểm kinh nghiệm tất cả bọ cạp độc đã bị giết chết học sinh tô mộc mộc đã tăng cấp lên level 4, nhận được một điểm thuộc tính tự do mộc mộc thấy mình được thăng cấp thì liền bất ngờ mà lên tiếng không ngờ lại lên cấp nhanh như thế đấy họ tên tô mộc mộc chức nghiệp pháp sư sức mạnh 4 thể chất 5 trí lực 6 tinh thần 5 nhanh nhẹn 4 thiên phú thức tỉnh phòng sinh chi lệ kỹ năng công kích thuật ngưng bằng lâm dạ lúc này cũng liền quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng đáp tiếp theo chúng ta cần đối mặt với vua bọ cạp độc rồi đấy con bọ cạp lớn lắc sờ sờ này cũng đã vô cùng tức giận mà rào lên tạo ra những lùng xung kích vô cùng lớn lâm dạ thấy vậy liền lên tiếng cảm thán không hổ là vua bọ cạp độc lại có đủ khả năng để chống nước mộc mộc lúc này cũng thi triển thật ngưng băng một lần nữa nhưng lại chỉ gây được 10 điểm sát thương lên vua bọ cạp độc thật ngưng bằng gây 10 điểm sát thương lên vua bọ cạp độc mộc mộc thấy vậy liền lên tiếng cảm thán sức mạnh của vua bọ cạp chỉ có 10 điểm sức phòng thủ của vua bọ cạp độc mạnh thế sao làm sao bây giờ nếu chúng ta sai lầm dù chỉ một lần e rằng lâm dạ lúc này liền đứng lên trước cô mà lên tiếng trấn an yên tâm điểm yếu của nó nằm ở trung tâm phần bụng của giai đoạn ht thứ hai chúng ta có thể chưa nói dứt lời con bọ cạp lớn đã phát động tấn công về phía hai người nó đưa cái chân to lớn đập mạnh lên chỗ hai người đang đứng lâm dạ lúc này cũng liền kéo lấy mộc mộc mà nhảy lên né tránh một tảng đá đã bị con bọ cạp đánh văng ra rơi xuống nước tạo nên một mỏm đá nhỏ lâm dạ liền kéo theo mộc mộc đáp xuống miệng lên tiếng mộc mộc tiếp tục tạo chỗ đứng chân mới đi được nói xong lâm dạ cũng liền phóng một đoàn sức mạnh màu đỏ bay thẳng tới phía con bọ cạp lớn nhưng lại chỉ gây được một chút sát thương lúc này nó cực kỳ tức giận đưa chiếc càng lớn phát động tấn công một lần nữa lâm dạ cũng ngay lập tức quay sang cấp tốc nói về phía mộc mộc chính là lúc này mộc 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 lúc này cũng nhanh như cắt thi triển thuật ngưng băng một lần nữa tạo ra thời gian cho lâm dạ nhảy di né tránh vùng công kích ánh mắt cậu lúc này cũng đã bắt được sơ hở của con bọ cạp lớn mà thầm nghĩ vua bọ cạp độc chỉ có vào lúc sử dụng chiêu này mới nhấc người lên để lộ ra điểm yếu ở phần bụng ngay lập tức từ phía của lâm dạ phát ra một tia sáng mạnh bắt xuyên qua người của con bọ cạp khiến nó xuống gặp đại ca diêm vương mộc mộc thấy cảnh tượng này chỉ có thể mở lớn mắt mà nói lợi hại quá hệ thống ngay lúc này cũng liền hiện lên thông báo đã tiêu diệt vua bọ cạp độc nhận được ba nghìn điểm kinh nghiệm hoàn thành phó bản hang động thạch quật bắt đầu tổng kết phần thưởng hoàn thành toàn bộ yếu tố ẩn giết chết bá chủ của bí cảnh vua bọ cạp độc giết chết hết bọ cạp độc không bị trúng độc điểm đánh giá cấp sss nhận được một dương báu vàng x 1 điểm thuộc tính tự do 5 điểm Lâm Dạ lúc này cũng ngay lập tức tăng lên level 6. Hệ thống cũng theo sự nâng cấp của cậu mà hiện lên bảng thuộc tính, họ tên, Lâm Dạ chức nghiệp, mục sư cấp độ, 6 sức mạnh, 10 thể chất, 10 trí lực, 20 tinh thần, 10 nhanh nhẹn, 10 thiên phú thức tỉnh, nghịch chuyển càn khôn kỹ năng đơn mục tiêu, thuật trị liệu thuật lực đoạt kỹ năng hỗ trợ, thuật thanh tẩy thuật u cấm kỹ năng diện rộng, thần khí liệu pháp tại ách giáng lâm, đám người kia hiện giờ mới dám lòi đầu ra, miệng cất tiếng nịnh bợ, cầu dạ đại thần mang theo, tôi nguyện ý phục vụ bất cứ đầu, ngài không phải là một kẻ tiểu nhân nhân lúc người ít tôi là chó của dạ đại thần lâm dạ cũng không quay đầu lại mà chỉ bước đi vừa đi vừa nói chuyện hôm nay mấy người đều phải giữ cho kín miệng rồi cậu quay đầu lại vẻ mặt như tao bạn rượu của diêm vương mà nói nếu nói ra ngoài không thì hậu quả tự chịu trách nhiệm đấy nói xong hai người cũng đã được dịch chuyển ra ngoài ở trong không gian dịch chuyển lâm dạ liền nói mở ở đây đi không ai có thể nhìn thấy nói xong hai người liền mở dương báu vừa mới nhận được Dương báu vừa mới mở ra đã hiện lên một ánh sáng vàng chói mắt. Cùng lúc đó hệ thống cũng thông báo nhận được kỹ năng trưởng thành độc phao, chức nghiệp yêu cầu pháp sư. Nhận được trang bị cấp vàng dày tật phong trang bị cấp bạc đại kiếm thợ săn trang bị cấp bạc nhẫn ngọc bích. Nhận được điểm thuộc tính tự do x5. Mộc Mộc nhìn thấy nhiều phần thưởng như vậy thì liền lên tiếng cảm thán. Năm điểm thuộc tính sao chẳng trách chỉ số cậu cao thế. Hệ thống lúc này vẫn đang hiện lên thông báo tên trang bị đại kiếm thợ săn loại vũ khí cấp rèn cấp một phẩm chất bạc yêu cầu của trang bị chức nghiệp hệ đại kiếm hiệu ứng trang bị tăng sức tấn công thêm 200 điểm tăng thuộc tính sức mạnh thêm 5 điểm và có hiệu ứng bị động phá khiên tên trang bị dây tật phong loại dây cấp rèn cấp một phẩm chất cấp vàng hiệu ứng trang bị tăng nhanh nhẹn lên 10 điểm tăng tốc độ di chuyển lên 30% và có hiệu ứng bị động quỷ bộ quỷ bộ tăng hiệu quả né tránh sách kỹ năng độc phao phẩm chất cấp vàng có thể phát triển yêu cầu chức nghiệp pháp sư hiệu ứng ban đầu sử dụng ma lực để triệu hồi bong bóng độc bong bóng độc sẽ gây sát thương độc cho một mục tiêu sau khi tiếp xúc với cơ thể kẻ địch bong bóng độc sẽ phát nổ và tạo ra sát thương độc trong một phạm vi, trạng thái nhiễm độc kéo dài trong 5 giây. Tên trang bị: Nhẫn ngọc bích loại, phụ kiện cấp rèn, cấp 1 đã đạt giới hạn phẩm chất, cấp bạc yêu cầu trang bị, không có hiệu ứng trang bị, giảm 10% thời gian hồi chiêu cho mọi kỹ năng không thể kết hợp với hiệu ứng hồi chiêu của các trang bị khác. Mộc Mộc thấy mớ trang bị mới nhận được liền che miệng mà cảm thán: "Chúa ơi, đồ rơi ra từ dương báu cấp vàng phong phú tới vậy sao?" Lâm Dạ liền ngắt lời cô mà nói: "Hai món cấp vàng này quả thực hiện tại đúng là cực phẩm của giai đoạn đầu này." nhưng bảo bối tốt nhất chính là chiếc nhẫn cấp bạc này lâm dạ cầm chiếc nhẫn vừa nhận được trên tay trong lòng thầm nghĩ nhẫn ngọc bính này mặc dù là cấp bạc nhưng lại có thể giảm hồi chiêu kỹ năng quả thực là tồn tại sánh ngang với điểm thuộc tính tự do nếu đem ra đấu giá thậm chí có thể đấu giá được trăm vạn đồng liên minh rồi cậu liền quay lại đưa cuốn sách đang cầm trên tay cho mộc mộc miệng nói sách kỹ năng độc phao là cho pháp sư dùng cậu cầm đi cô cũng liền đưa tay nhận lấy miệng nói sách kỹ năng cấp vàng thuộc tính độc sao nhưng mình trước đấy đang là băng hệ rồi sau khi chọn thuộc tính kỹ năng pháp sư chỉ có thể học kỹ năng băng hệ thôi không thể tương thích với kỹ năng thuộc tính khác ngay lúc này hệ thống của cô lại hiện lên thông báo khiến cô bất ngờ kích phát thiên phú ẩn đại sư ngũ hành tiến độ thiên phú hai tên năm lâm dạ thấy cô ngẩn người thì liền cất tiếng hỏi sao thế lúc này cơ thể cô được bao bọc bởi một luồng kim sắc cô vừa nhìn vào thân thể mình đang biến chuyển vừa đáp lại lời lâm dạ thiên phú ngũ hành đại sư đây là sao chưa từng nghe nói qua đạt được kỹ năng mới còn có thể kích hoạt thiên phú ẩn lâm dạ liền đáp lại thú vị đấy rồi cậu liền mở giọng giải thích có vẻ như cậu sẽ cần có nhiều sách kỹ năng hơn nếu cậu thu thập đủ các kỹ năng có thuộc tính khác nhau càng sớm càng tốt chắc sẽ nhận được phần thưởng bất ngờ đấy mình nghĩ đây là lợi thế khác so với những pháp sư khác của cậu nó sẽ là con át chủ bài của cậu hai vợ chồng nhà này bung quá anh ạ à. mộc mộc nghe thấy lời lâm dạ nói thì liền vui sướng mà đáp lại con át chủ bài của mình sao không để cô nói hết lâm dạ đã ngắt lời mà nói đi thôi cũng nên ra ngoài rồi nhỉ thấy lâm dạ đang từ từ bước ra bên ngoài Mộc Mộc liền chạy theo miệng hỏi lớn, nhân tiện, cậu tính phân 5 điểm thuộc tính đó như thế nào, mình có thể tham khảo được không? Lâm Dạ cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, cách của mình không hợp cậu đâu, bởi nó là con đường của mình. Lúc này hai người cũng đã tiến ra bên ngoài, ngay lúc này tiếng bàn tán cũng rộ lên, Chúa ơi! Tân thủ thật sự có thể dọn sạch phó bản ở ngoài sao, đáng sợ thật đấy, tôi sợ bọ cạp này lắm á vớ vẩn, có nói đó là phó bản bên ngoài đầu. Rồi đám con trai thấy hình ảnh mộc mộc tiến ra ngoài thì liền bày ra ánh mắt mê mẩn mà nói, Nữ thần mộc mộc đây sao? Chúa ơi, đáng yêu quá đi. Hai người vẫn đang từ từ tiến về phía trước, nhưng khi mấy thằng diễn viên quần chúng thấy cậu, thì liền bàn tán mạnh hơn. Mọi người có thấy người đứng cạnh nữ thần không? Lâm Dạ, bình thường tướng mạo xấu xí, nhưng gần đây có chút tin tức nói, điểm đánh giá cấp SSS duy nhất kia là hắn một mình làm đấy, thật hả không thể nào? Sao lại không? Hắn bán con dao găm với giá 100.000 đồng liên minh đấy, không biết sao. Khi đám người đang còn bàn tán, thì một con xe Lamborghini đã chạy vọt đến rừng ngay sau lưng họ cái đùi men, xe Lamborghini mà nó chạy được cả trên núi anh em ạ. À. Một tên nhìn mặt ngứa đòn bước ra, miệng nói, lão triệu, ta từ xa đã nhìn thấy em gái mà người nói kia, đích xác là cực phẩm, còn hấp dẫn hơn có phó bản bên ngoài này đấy. Mộc Mộc thấy sự xuất hiện của tên kia thì liền kéo tay Lâm Dạ đi về một hướng khác miệng nói, Lâm Dạ, chúng ta đi mau Lâm Dạ bị kéo bất ngờ chỉ biết nói, lên sao thế, Mộc Mộc chỉ nhẹ giọng đáp lại, mình thấy tên này phiền lắm. Rồi cô thầm đánh giá trong lòng, dựa vào gia thế hào thủ cướp đoạt, xâm chiếm, thuê thiên tài để công lực các loại phó bản sở thích hàng ngày là chơi đùa với những nữ sinh nhà nghèo thực sự kinh tởm nhưng vừa suy nghĩ xong tên kia đã bước tới chắn đường đi của hai người mà cất tiếng trêu ghẹo bạn học đợi một chút nào thằng này là hoàng thiếu phong người thừa kế duy nhất của tập đoàn hoàng hắn vừa bước tới phía hai người đưa tay ra miệng nói người đẹp có cơ hội làm quen một chút không tôi tên là hoàng thiếu phong đám người quần chúng thấy hắn thì lại bàn tán rôm giả hơn đây không phải là hoàng thiếu sao nghe nói hắn một học kỳ không tới trường học đồ ngốc họ chỉ chờ mỗi bài kiểm tra nếu chưa thức tỉnh thì tùy chỉnh một bộ trang bị cấp bạc các cấp phổ thông là được nếu thiên phú đủ mạnh thì không chừng có thể làm trạng nguyên đấy bớt bịa đặt tất cả đều là có người cố ý hại hoàng thiếu thôi một chút chứng cứ cũng không có nghe nói hắn là hải vương nhân phẩm rất kém chát bao nhiêu các em gái hắn nghe thấy những tiếng bàn tán thì liền đắc ý nghĩ quả nhiên dù đi tới chỗ nào bồn thiếu gia đều là trung tâm bàn tán mộc mộc thấy vậy thì liền nấp sau lưng lâm dạ nói không tôi có bạn trai rồi hắn nhìn thấy vậy thì vẻ mặt đen lại thầm nghĩ hử ừ, cái gì cả thân mặc toàn hàng vỉa hè đúng là hoa nhảy cắm bãi cút trầu lâm dạ thấy mộc mộc làm vậy liền quay đầu lại nói đại tiểu thư lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn hả mình còn tưởng cậu quen tên này đấy tên kia thấy vậy liền đưa tay ra tấn công miệng nói cút ra nhưng chỉ với một cái vẫy tay của lâm dạ đã khiến tay hắn văng ra hắn thấy vậy hai tay liền co lại thành nắm đấm lao tới miệng hét lớn tên thua cuộc nào lại dám đánh lão từ hả không biết tự lượng sức mình kỹ năng chiến sĩ xung phong Lâm Dạ thấy vậy cũng chẳng hề né tránh chỉ chỉ đứng im sử dụng kỹ năng đảo ngược thuật lực đoạt, tay hắn khi vừa đánh vào thân thể Lâm Dạ thì đã ngay lập tức bị đẩy ngược ra tự mình trúng đòn của mình, hắn quỵ xuống ôm lấy ngực mình mà hét, đau 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 chết lão tử ta rồi, rồi hắn quay lên hét lớn về phía cậu, ngươi, ngươi đã dùng thủ đoạn gì hả? Lâm Dạ liền bày ra vẻ mặt vô tội nói, hả ta không có động thủ nhà. Mọi người đều thấy mà, rồi cậu liền trầm giọng lại, mà nói, huống chi, chức nghiệp của tôi là mục sư đó đám quần chúng thấy vậy lại được một phen bàn tán vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hoàng thiếu sao đột nhiên lại thành như vậy không biết như lâm dạ đúng là mục sư không có kỹ năng gây sát thương còn mộc mộc thì thầm nghĩ đây là thiên phú của lâm giả dạ sao tên kia vẫn không sợ lao lên tung ra một cú đấm nữa hết quả thì ai cũng biết rồi hắn lại quỳ xuống ôm bụng miệng nói tên khốn chơi bẩn lâm dạ đứng từ trên nhìn xuống hắn thầm nghĩ chỉ là thử nghiệm một chút hiệu quả chuyển ngược của thuật trị liệu đối với chức nghiệp giả mà thôi xem ra thật lực đoạt ngoại trừ thương tổn còn có thể mang lại hiệu quả tiêu cực cho chức nghiệp giả có chút yếu nhỉ còn chưa dùng đón một nửa sức lực thằng hoàng thiếu lúc này thì ô ma cay lắm đứng dậy mà hét lớn có gan thì thả ta ra có dám dùng kỹ năng của chức nghiệp giả đánh một trận hay không hả bây giờ hối hận quy xuống nói xin lỗi bố mày đi còn kịp đấy một tên bạn hay cái quần què gì của nó chạy tới miệng hét lên chờ chút đừng quên giữa các chức nghiệp giả không thể dùng kỹ năng thức tỉnh đánh nhau rồi hắn từ từ bước ra trong lòng thầm nghĩ một tên mục sư có thể ngay lập tức trọng thương hoàng thiếu phong người có lớp da sắt thịt một thân đầy cực phẩm trang bị đám người quần chúng vẫn đang bàn tán diễn đàn trường học đều đang bình luận sôi nổi dựa vào thứ đồ lâm dạ bán đấu giá hắn một mình vượt qua phó bản lại còn lên thẳng cấp s vài bíp không bùa đấy chứ không thể nào ngày đầu tiên sau khi thức tỉnh chỉ dựa vào bí cảnh tân thủ và bí cảnh ngoài hoang dã làm sao thẳng cấp 5 được tên nhóc là sao vậy tên mới tiến tới trông có vẻ biết nói chuyện hơn cất giọng thứ lỗi bạn của tôi có hơi kích động tôi xin thay cậu ấy xin lỗi hai vị. Rồi hắn thầm nghĩ lâm dạ, sao trước đây chưa từng nghe qua. Nếu đã tồn tại lời đồn như vậy, vậy nhất định không phải bịa đặt. Hắn đã thức tỉnh thiên phú cực kỳ mạnh mẽ lại còn lựa chọn che giấu, là một đối thủ mạnh. Lâm dạ nghe thấy vậy cũng liền đáp lại, tôi không muốn phá vỡ sự hòa hợp giữa các bạn cùng lớp. Chỉ là vị này hình như không phục lắm, thằng óc bò kia vẫn đang còn ẳng lên cờ mờ lời ý. Triệu Khải Hàng, ngươi nói xin lỗi cái gì hả còn không thay ta dạy dỗ hắn gì người tên triệu khải hàng thấy thằng óc bò này ồn quá liền lấy ra một lá bùa tên kia vừa kịp nói này ngươi làm cái gì thế thì đã bị lá bùa dán lên chán mà bất tỉnh nhân sự hắn đưa tay đỡ tên kia dậy miệng nói về phía hai người hắn là hoàng thiếu phong đại thiếu gia của tập đoàn hoàng thị sau chuyện hôm nay tôi sợ anh ấy sẽ không buông tha sẽ kêu người ta gây rắc rối cho cậu rồi hắn móc ra một cái thể sinh viên tháng này cậu đừng đến trường nữa trong thẻ này có 50.000, coi như là tạ lỗi nếu như cần phó bản thăng cấp có thể liên hệ tôi tôi sẽ thay cậu sắp xếp bảo đảm trước khi kỳ thi tới không bỏ sót tiến độ nào nhưng hy vọng cậu có để lại chút mặt mũi cho tôi tránh xa tên này một chút trong thời gian này lâm dạ liền đáp lại tôi không thể đảm bảo điều đó rồi trong lòng thầm nghĩ người này có chút thú vị không phải không có não mà bao che khuyết điểm cũng không muốn gây thù còn muốn bán nhân tình cho mình nghĩ xong lâm dạ liền quay đầu bước đi miệng vẫn nói người không phạm ta ta không phạm người kỳ thật ta ngược lại muốn xem hắn có thể để cho bao nhiêu người tới tìm ta gây rắc rối vừa hay thí nghiệm một chút năng lực thực chiến của tại ách giáng lâm khi lâm dạ về nhà liền giao bán những đồ vật nhận được trong phó bản chấn động hang động thạch quật cấp khó được công lực trong một phút 30 giây sơ đồ âu hoàng trấn nhẫn ngọc bảo không có sẵn đại kiếm thợ săn đại kiếm thợ săn vũ khí cấp bạc có thể thương lượng giá cả công lực cách vượt ải hang động thạch quật cấp sss yêu cầu mở khóa năm liên minh tệ 10 lai đăng lại 4, đám mua hàng shop be kiểu vãi nồi nhẫn ngọc bảo giảm 10% thời gian hồi chiêu, khiếp thật đấy, có điều quá không nhận Ngọc Bảo có bản không, bản nhà lấy tiền, hang động thạch quật cấp khó mà cũng dọn nhanh thế sao, không lừa đấy chứ, 5.000 đồng liên minh tệ, muốn có tiền tới phát điên rồi, đúng không, có miễn phí ship không, có giao hàng toàn quốc không, mộc mộc nhìn vào điện thoại quay sang hỏi lâm dạ vẻ mặt không tin tưởng, lâm dạ, công lực này thực sự có thể bán giá cao như thế trên diễn đàn chức nghiệp giả sao, lâm dạ cũng liền đáp lại lời của cô, tin mình đi, không có ai sẽ từ chối có được thêm điểm thuộc tính tự do đâu. ở một cửa phó bản nào đó có bốn tên đang bàn luận. địa hình hang động thạch quật cực kỳ tối, điều kiện cấp SSS còn hạn chế hợp tác tổ đội, căn bản không thể làm được. bốn người kia đang súng lại nhìn vào chiếc màn hình điện thoại mà bàn luận. hài, tôi vốn cũng có chút tò mò, không biết thật hay giả, thử mua một lần xem xem. này, thế cậu tiêu đi, suy cho cùng cũng là điểm thuộc tính tự do mà. xem kìa đã có một người mua rồi đấy lúc này ở bên phía lâm dạ cũng đã nhận được tiền nhận được năm nghìn liên minh tệ nhận được năm nghìn liên minh tệ một lúc sau một tên trong số chúng bước ra từ phó bản mà lên tiếng được thật này lên cấp sss thật này trên diễn đàn của lâm dạ bắt đầu nhốn nháo cả lên tôi thử nghiệm thành công rồi nha đại lão vip bổ rồi luôn mặc dù phải mất 2 phút nhưng đây là lần đầu tôi thử nếu chú ý thời gian thì có thể đi nhanh hơn thật hả nhanh thế sao kết hợp với thủy quân hả được bao nhiêu tiền thế thông báo chuyển tiền cứ thế mà ngập tràn màn hình đám người được vượt qua phó bản thì nhốn nháo hết cả lên những dòng tin nhắn liên tục hiện lên phục thật đấy nguyên lý đơn giản như thế lại không có ai phát hiện ra đại lão là người đầu tiên nghiên cứu ra sao bỏ học đi lên núi làm tổ sư thôi đã qua ải cấp sss thường thì hang động thạch quật rất tối điều kiện thì cũng kỳ lại ai lại tự nguyện cần miếng bà này chứ qua ải cấp sss thực lực chịu rồi đừng có cho bản thân thêm lý do nữa được không qua ải cấp sss đại lão tôi khuyên ngài nên đi tuyên truyền đi Thu phí hợp lý không sợ gì hết, số tiền này xứng đáng với ngài. Qua ái cấp SSS, phương thức bỏ học này không ngờ lại đơn giản thế thôi sao? Thông báo chuyển tiền phải gọi là tràn màn hình như này iPhone 16 còn lác. Diễn đàn của Lâm Dã lúc này phải gọi là hot hơn MV mới của Sơn Tùng. Thông báo thông báo, bí tích bỏ học trong hang động thạch quật của đại lão thần bí. Bạn cũng muốn được cấp SSS mà không phải chịu đau sao? Tìm ra người đăng bài này dù bằng cách nào, dù anh ta có là ai tôi cũng muốn bái anh ta làm sư các người mau đến xem bài đăng này, đi theo lâu chủ đại thần, là sẽ có điểm thuộc tính tự do. Mộc Mộc lúc này ngồi ở nhà đếm tiền mà lên tiếng cảm thán, sợ thật đấy, lại có 100 đơn nữa, cứ thế mà có 500 nghìn rồi. Ở một nơi nào đó, có một đám người đang nhìn vào bài đăng của lâm dạ người đầu tiên cất tiếng ra lệnh, có chút thú vị, đã tra được thông tin người đăng tin của người đăng chưa. Hai người đứng đằng sau liền lên tiếng đáp lại, vẫn chưa có, bài đăng này trước khi đăng lên đã thủ đạn hách để giấu thông tin bản thân đi, nhưng đại khái có thể tra ra ip đại khái là ở học viện chức nghiệp giả Giang Thành rồi cô ta liền quay đầu lại cười một điệu cười có chút sần gai ốc đáp nghe nói học viện năm nay cũng có chút chuyện khá thú vị nhỉ ở nơi của Lâm Dạ tiếng của Mộc Mộc lên tiếng đúng có vị đại ca rất hứng thú với đại kiếm của cậu rất vội chốt đơn luôn đại kiếm bán nhanh thế sao ở chỗ Lâm Dạ Mộc Mộc lúc này đang lên tiếng mà cảm thán Lâm Dạ cậu giàu rồi tính cả đại kiếm thì cậu đã kiếm được gần ba trăm nghìn lâm dạ ngay lúc này cũng chỉ bình tĩnh mà đáp lại cũng được đều trong dự liệu của mình vì giá cả cũng hợp lý mà nội dung có giá trị cao mọi người cũng chủ động giúp mình quảng cáo nhưng rồi cậu lại trầm tư nói tuy nhiên chúng ta cần thêm nhiều phó bản hơn nữa vũ khí tốt nghiệp cấp bạc là trang bị rất tốt vào giai đoạn đầu nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị thay đổi thôi ngay cả khi có trang bị đỉnh của chóp mà thiếu đi ý thức chiến đấu thì chỉ có hại người trong lúc thí luyện mà thôi mộc mộc nghe những lời nói của lâm dạ thì liền lên tiếng hỏi lâm dạ Thời gian trước khi kiểm tra quý giá như vậy, cậu lại luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sao lại muốn phí thời gian đi điều chỉnh công lực cố gắng đi kiếm tiền thế? Cậu liền quay đầu cười tươi mà đáp lại câu hỏi của Mộc Mộc, bởi với số tiền này là để bảo vệ người mà tôi coi trọng nhất. Nói xong cậu liền trầm tư hồi tưởng lại, suy cho cùng những năm gần đây, bọn họ đã luôn bảo vệ mình, mình kiếp trước không cha không mẹ, chưa từng hiểu được hơi ấm tình thân. Tới được thế giới này, ngược lại là vận may của tôi. Bởi tôi có được một bố mẹ dùng cả tính mạng để yên tôi, bảo vệ tôi, nhưng 10 năm trước, khi ma chiều kết thúc, những người thân ghê tởm của tôi coi tôi như một miếng mồi ngon và ước rằng tôi sẽ chết trong ma chiều đó giống như cha mẹ tôi, như thế, bọn họ mới có thể lấy được tài sản của cha mẹ tôi để lại. Cậu thầm hồi tưởng lại những lời nói cay nghiệt của những người được gọi là họ hàng, nếu mấy người không muốn nhận cái thứ lộn xộn này thì tôi miễn cưỡng nhận nó được đồng thời 90% số tài sản của chị tôi sẽ là của tôi, không ý kiến gì chứ. Nhìn thằng bé nhìn cô kìa thằng danh sao chổi này, dù có ném vào nhà phúc lợi cũng không ai biết đâu. Không không chết đói mà đánh cũng không chết thì cho làm con chó luôn đi. Tôi nghĩ mấy người cũng chỉ muốn một phần miếng bánh đấy thôi, ngươi cũng đâu có tốt bụng gì, ta cũng đã cố hết sức rồi, tại ngươi cũng tham làm quá đấy. Lúc đó, cố gắng chống lại bọn chúng cũng giống như con bọ ngựa cố chặn một chiếc ô tô để tránh bị đánh tan xương nát thịt, tôi đã trốn thoát. Kế hoạch lúc đó là cố ăn cho no và sống sót để những người kia phải trả giá. Nhưng lúc đó, chú và dì đã đứng lên đưa mình về nhà coi tôi như con ruột để tôi từ từ tin tưởng họ sau đó bọn họ giúp tôi cướp lại số di sản bố mẹ đã để lại không để cho tôi có ý đồ báo thù nào tận tâm tận lực chăm sóc tôi những người được gọi là người thân đó cũng bị đưa ra tòa và nhận hình phạt xứng đáng nếu như không có bọn họ tôi căn bản không thể được đi học bình thường tiếp như cuộc sống của người bình thường bây giờ tôi không biết mình sẽ phải chịu bao nhiêu bất bình thế nên nói trắng ra kiếm tiền là để báo đáp mạnh lên cũng là dùng sức mình để bảo vệ ba người quan trọng nhất với mình để không lặp lại lỗi lầm trong quá khứ ngắt dòng hồi tưởng của Lâm Dạ à một câu nói ừm xin chào hiện ra sau đó là một tiểu lo ly. tôi thấy tình hình là phải gọi FBI rồi anh em ạ à. cô gái thấy cậu quay đầu lại thì liền ấm úng mà lên tiếng xin hỏi anh anh là đại lão bán đại kiếm thợ săn đúng không ạ à? Bạch Chỉ em tên là Bạch Chỉ cậu nhìn thấy cô bé thì liền lên tiếng đáp lại em là học sinh trong trường sao anh trai cơ bắp tôi không chấp nhận giao dịch chung ra đầu cô bé thấy bị hiểu lầm thì liền xua tay nói em là chính chủ ạ à? ngại quá thật ra vừa rồi điện thoại cũng hết tin rồi cô liền bày ra bộ mặt đáng thương mà nói đại lão em là chính chủ thật lâm dạ nhìn dáng hình cô bé thì thầm nghĩ thân thể này chơi đại kiếm sao chẳng lẽ đứa nhỏ này trời sinh có quái lực lại còn cộng hết điểm vào sức mạnh nữa cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều liền lấy thanh kiếm ra từ bên trong không gian hệ thống miệng cất tiếng vậy em xác nhận lại đồ đi thuộc tính của đại kiếm thợ săn đây xem cho kỹ đã bán rồi thì không hoàn trả đâu Nói xong cậu liền ném mạnh thanh kiếm, khiến nó bay với một vận tốc bàn thờ ánh sáng về phía cô gái, ảo thật đấy thằng mê nhìn con bé có một tí thế kia mà nó ném vậy, nhưng mà cô gái tên Bạch Chỉ kia chỉ nhẹ nhàng đưa một tay lên bắt lấy thanh đại kiếm, còn thuận tiện vung lên mấy cái, rồi Bạch Chỉ liền quay lại hỏi Lâm Dạ: "Đại lão, thanh đại kiếm này thật sự chỉ có 80.000 thôi sao? Là trang bị tốt nghiệp cấp bạc đó, tới giờ cũng coi như là một thanh tốt nhất của khóa chúng ta đấy, em cũng ra ngoài thị trường hỏi rồi, đại kiếm thợ săn phải hơn 200.000." lâm dạ liền gãi gãi đầu nghi hoặc đáp thầy cô giáo của mấy em không dạy các em về giá bình thường trên thị trường sao cô liền quay đầu lại ngây ngô đáp em từ bé đã học rốt toán rồi em cũng không có khái niệm gì với tiền lâm dạ lúc này cũng chỉ đưa điện thoại ra để cho cô chuyển tiền miệng nhắc nhở lần sau mua đồ gì thì nhớ hỏi giá cho kỹ đấy đừng để bị lừa cô cũng liền đáp lại ngay đa tạ địa lão em biết rồi với cả em cũng muốn cảm ơn ngài một chút để em có thể mua được đại kiếm rẻ thế này Hệ thống của Lâm Dạ lúc này cũng hiện lên thông báo, Ngân hàng Tài phú Liên minh, bạn đã nhận được 80.000 tệ và số dư đã vượt quá 1 triệu tệ. Chúc mừng bạn đã trở thành người sử dụng thẻ vàng và tận hưởng những lợi ích của thẻ vàng. Lâm Dạ lúc này cũng chỉ quay đầu bước đi, miệng nói lại, cần gì thì cứ tới tiếp nhá. Nhưng đột nhiên có một ánh sáng vàng bắt vào sau gáy của cậu. Thân thể Lâm Dạ lúc này được bao bọc trong một luồng kim sắc. Hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo, bạn đã được sử dụng một sức mạnh vô danh và nhận được bút đặc biệt sự chú ý của nữ thần may mắn. Lâm Dạ nhìn vào cơ thể của mình mà lên tiếng, "Hử, ừ, đây là thiên phú của em sao?" Bạch Chỉ cũng đáp lại ngay sau đó, "Đúng ạ, à, đây là thiên phú của em, nó còn có thể thăng cấp nữa, thế nên em có thể gia nhập đội ngũ của đại lão không?" Nhìn cô gái nhỏ đang ngượng ngùng trước mặt Lâm Dạ thầm nghĩ, bản thân có thiên phú thức tỉnh bốc vận may đôi khi còn hiếm có hơn cả thiên phú truyền thuyết. Nhìn cô ấy có vẻ như không phải đang nói dối, dường như thật sự là một thiên phú có thể tăng may mắn, về ý nghĩa chiến lược có thể nói là vô địch hiệu quả của thiên phú này sẽ không hạn chế phẩm chất của dương khi qua ải cho dù là người có thiên phú kém dưới sự gia tăng của búc cũng có thể mở ra một bảo dương cấp thần thoại nghĩ xong lâm dạ liền lên tiếng đúng rồi hiệu quả thiên phú này của em đã nói cho người khác chưa bạch chỉ liền lắc đầu liên tục mà nói chưa có chưa nói với ai lâm dạ lúc này liền hỏi thêm một câu hỏi nữa vậy thì tốt còn nữa thiên phú này của em có hạn chế gì không bạch chỉ cũng liền đáp lại ngay có cùng lắm thì mỗi tuần chỉ được dùng ba lần thôi mà mỗi lần chỉ có thể cho lên một người lâm dạ nghe xong như đã hiểu mà hắn giọng nhắc nhở đừng để người khác biết đấy không thì cậu cũng không thể tránh bị rơi vào cảnh bị lợi dụng đâu suy cho cùng thì lòng người hiểm ác mà bạch chỉ lúc liền có vài phần sợ hãi mà nói đáng sợ thế sao dạ vâng ạ may mà chưa nói với ai rồi lâm dạ liền giải thích tiếp book của em là một nguồn tài nguyên khan hiếm vô cùng quý giá rồi cậu bày ra bộ mặt đáng sợ mà nói tiếp một khi tin tức bị dò dỉ sẽ gây ra sự phẫn nộ giữa các chức nghiệp giả để độc hưởng năng lực của em thậm chí có thể cầm từ em, cướp đoạt tự do và tương lai. Bạch chỉ lúc này cũng liền nói ra thắc mắc của mình, nhưng không phải liên minh chức nghiệp giả là nơi cuối cùng chúng ta sẽ đến sao? Lâm Dạ lại một lần nữa phải giải thích cho cô hiểu, liên minh chức nghiệp giả là một tổ chức lành tính quy mô lớn dẫn dắt nhân loại chiến đấu chống lại ma triều và trải rộng khắp thế giới. Nhưng trong đó có rất nhiều phe phái, quan hệ rắc rối phức tạp, tranh đấu gay gắt và chuyện ám sát cũng liên tục xảy ra. Thế nên, em gia nhập đội ngũ của anh đi, tạm thời có bọn anh lo cho cô gái nhỏ thấy bị thằng men đa cấp lừa thì vui lắm đôi mắt mở to miệng lắp bắp thật sao được thật sao lâm dạ lúc này bày ra bộ mặt tiêu chuẩn mua một tặng một tình tiền ba mà nói ừm giới thiệu lại bản thân chút nhá anh là lâm dạ chào mừng vào tổ đội của anh đưa em đi gặp mặt đồng đội chút đi nhỉ em gái nghe thấy thì vui lắm mở miệng đáp lại hu hu tốt quá rồi người khác không tin em có thể đứng đầu được nên không muốn lập tổ đội với lâm dạ vừa đi vừa thầm nghĩ cơ thể thì nhỏ con mà lại chơi hệ đại kiếm ai mà tin nổi cuối cùng hai người cũng đã đến được chỗ mộc 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 thấy người mới xuất hiện thì liền cất giọng hỏi thế đây là đại ca cơ bắp đấy hả đồng đội mới cậu tìm thấy sao ba ch giờ chỉ khi nghe thấy tên mình thì liền gặp người 90 độ mà nói a a à, xin xin chào em là bạch chỉ mộc mộc cũng lộ ra nụ cười tiêu chuẩn mà chào lại xin chỉ giáo chị là tô mộc mộc bạch chỉ khi nghe thấy tên cô thì lấy làm phấn khích lắm mà hét lớn là mộc mộc nữ thần chị xinh quá tay cũng mềm thật đó nhưng chỉ một giây sau mộc mộc liền đưa quả ánh mắt tối nay chết với bà mà nhìn về phía lâm dạ lâm dạ thấy ánh nhìn đó thì ba chấm sao lại lườm mình cái gì hả mộc mộc vẫn đưa ánh mắt dao cạo nhìn về phía lâm dạ miệng vẫn nói em đáng yêu thế này không phải là cái tên lâm dạ thấy thế mà nảy sinh suy nghĩ gì không đấy lâm dạ thấy câu hỏi trí mạng quá thì liền ho nhẹ mà hắng giọng đánh lạc hướng hay là mời mọi người bữa đi nhỉ tí nữa sẽ đi tới phó bản tiếp theo mộc mộc liền quay đầu lại bất ngờ hỏi hả phó bản nào lâm dạ cũng liền đáp lại cô ngay sau đó địa thành go bi linh cấp ác mộng vì chúng ta đều có thể lấy được điểm thuộc tính tự do mình sẽ đi trước tiên một mình vào phó bản sau đó lại làm tốt công lực cho mọi người mộc mộc thấy vậy liền hét lớn mà hỏi lại hả cậu khiêu chiến một mình phó bản cấp ác mộng áp cứ thế mà vào cấp ác mộng luôn á lâm dạ cũng từ từ đáp lại lời cả cô cấp ác mộng độ khó cao nhất cho tân thủ có các bí cảnh ngoài hoang dã phần thường cũng phong phú nhất dương báu rơi ra chắc chắn là trên vàng đồng thời thuộc tính ma vật bên trong cũng được tăng cường cực lớn kể cả có là một tổ đội tiến vào thì các chức nghiệp giả tân thủ không để ý là cũng có thể mất mạng trong phó bản có thể nói là độ khó muốn tiền nhưng không muốn mạng mộc nghe vậy thì liền dí sát tới người của lâm dạ mà nói không được cậu muốn đi về đất mẹ luôn hả cứ coi như cậu rất mạnh đi chăng nữa giờ cũng không thể mạo hiểm khiêu chiến một mình ở phó bản cấp ác mộng lâm dạ thấy vậy cũng liền đưa tay ra trấn an miệng đáp lại mộc mộc không sao đâu cậu không tin năng lực của mình sao mộc mộc nghe vậy liền đưa tay nắm lấy cổ áo cậu Mặt lại càng ghé sát hơn, miệng nói, "Tất nhiên là tin, nhưng không được, phó bản Goblin cấp ác mộng ngay cả một số ít chức nghiệp giả cao cấp cũng sẽ xảy ra chuyện, mặc dù là phó bản cấp 10 trở xuống, nhưng rất nhiều chức nghiệp giả trên cấp 10 đều bị trọng thương, đã rất lâu rồi không có người mới nào dám khiêu chiến rồi đó, Bạch chỉ thấy nhiều cẩu lương quá không chịu được thì liền dở bàn chuồn, Lâm Dạ đại thần, Mộc Mộc nữ thần, em đột nhiên nhớ tới em còn có chút chuyện, em xin đi trước, hai người cứ nói chuyện từ từ." Lâm Dạ thấy vẻ mặt tức giận của Mộc Mộc thì vẻ mặt hiện lên sự nhu hòa mà trấn an, "Đừng nóng vội, tôi biết cậu lo lắng cho tôi, phó bản cấp khó trước cũng thế." Lâm Dạ liền đưa tay lên cưng chiều mà xoa đầu, Mộc Mộc trong lòng thầm nghĩ, không ngờ Mộc Mộc lại phản đối như thế, chỉ có thể lừa cậu ấy trước đã. Tối lại nhân cơ hội đi dọn vậy. Mộc Mộc lúc nãy vẫn một vẻ mặt không tin tưởng mà nói, "Vậy được rồi, nếu không mình sẽ tố cáo với bố mẹ." Lâm Dạ lúc này cũng chỉ biết tầm ừ theo, ừm ừm nghe cậu hết, cô thấy dễ dàng khuyên vậy thì thầm nghĩ, Lâm Dạ, thật sự dễ dàng nghe theo thế sao? Lúc này trên diễn đàn những tin đồn về Lâm Dạ ngày càng lan rộng, nghi ngờ đã xuất hiện người mới mạnh nhất, kỳ này năm nay trong số người mới thực hiện kiểm tra, không hề là lời đồn đã có một thiên tài một mình dọn hết bí cảnh. Tôi hôm nay đã nhận được chút hình ảnh ở trong phó bản học viện chức nghiệp, thật hay giả thế cái gì thế, nhìn bóng cũng chỉ như thằng con trai bình thường thôi mà, đừng có cường điệu hóa, các chuyên gia đã phân tích rồi, căn bản không thể một mình mà dọn phó cảnh đấy được. Sao mấy người lại cho rằng là nam thế, sao không phải là nữ giới? tân binh mạnh nhất mà khiêm tốn như thế thì tôi nghĩ là tô mộc mộc nữ thần thiên phú cô ấy hiếm có ngoài ra cũng rất mạnh lại còn là pháp sư có sức tấn công rất cao bình luận trên có lý nha tôi cũng không nghĩ là có người mới mạnh nhất đâu xxx kiếm sĩ tôi có thể học sinh để chứng minh tôi là học sinh khóa này thật sự có một học sinh đã một mình dọn phó bản nhưng tôi lại không nhớ rõ tên của cậu ấy dường như đã qua ải thật ai thế một mình dọn phó bản chắc trang bị không thể không phải hàng đỉnh cấp được chứ nhỉ phú nhị đại nhà nào hay là đại thiếu gia đại tiểu thư gia tộc nào hả dự đoán một phen tân binh mạnh nhất là công tử hoàng thiếu phong của tập đoàn hoàng thị mở tầm mắt ra xa chút nữa trạng nguyên thật sự nhất định là ở học viện chức nghiệp giả số một giang thành sao toàn quốc lớn như thế nhất định còn có cao nhân có thể một mình dọn phó bản ở nơi khác cho dù là ai để có thể một mình dọn phó bản tân binh lấy dương báo ẩn chắc chắn sẽ là người mới ngầu nhất của năm nay luôn cả quá trình không bị thương thiên phú mạnh mẽ lại còn có tư duy lý luận và kiến thức cùng khả năng phân tích cơ chế của phó bản, admin đang thêm ảnh rồi kìa, xem bọn họ đang giao dịch thứ gì kìa, đại kiếm thợ săn đấy, cậu ấy chính là đại thần bán công lực trên diễn đàn, là học sinh của học viện chức nghiệp giả số 1 Giang Thành, còn người được bàn tán lúc này thì chẳng hay biết con mẹ gì, đang nhìn Mộc Mộc nằm lười biếng bấm điện thoại trên sofa mà nói, xem gì thế ăn cơm thôi, thấy Mộc Mộc vẫn không đáp lại cậu liền đưa tay giật lấy cái điện thoại trên tay cô, Mộc Mộc lúc này như chú mèo nhỏ bị giật mất cá giật mình hét lớn. Lâm Dạ, buổi tối hôm đó trên một bàn ăn, gia đình Lâm Dạ bốn người đang quây quần trên một bàn ăn trông rất ấm áp, người phụ nữ cũng là mẹ của Mộc Mộc lên tiếng, hai đứa hai ngày nay vất vả quá rồi, ăn thêm chút đi, chú ý sức khỏe, hai người nghe vậy cũng liền đồng thanh ngoan ngoan mà đáp lại, vâng thưa mẹ, cảm ơn cô ạ. À. Người cha thì cầm ly rượu lên cười nói, tiểu Dạ cảm giác thí luyện thế nào coi như thuận lợi chứ? Lâm Dạ cũng liền lễ phép mà đáp lại, tất cả mọi thứ đều thuận lợi ạ. À. Ông nghe vậy thì liền cười vui vẻ hơn mà nói, ha ha con từ nhỏ đã có cái tính muốn trở nên mạnh hơn rồi. Chúng ta đều biết là con mà đã đưa ra quyết định thì 10 con ngựa cũng không kéo nổi con lại mà. Tuy nhiên, đừng lạm dụng bất cứ điều gì, suy cho cùng, mọi thứ đều rất dễ dàng đổ vỡ. Lâm dạ nghe vậy liền cười nói, chú, có phải có vài người mách lèo gì với chú đúng không? Đúng vậy, chính là người trước mắt chú này. Mộc Mộc thấy mình bị bán đứng thì xù lông nhím lên mà nói, bố sao bố lại nói thẳng ra thế. Mẹ của Mộc nhẹ nhàng múc một chén canh, miệng vẫn dịu dàng nói, cô chú sẽ không can thiệp gì đến chuyện cháu muốn làm gì chỉ là đôi khi hy vọng con cũng có thể giống như mộc mộc rồi bà đưa chén canh về phía lâm dạ vẻ mặt hiện lên sự ôn nhu mà nói một cuộc sống lành mạnh và ổn định là đủ lâm dạ liền đưa tay đón lấy chén canh mà cười nói dạ con sẽ học tập theo mộc mộc ạ à, trở thành con cá muối yên tĩnh mộc mộc lúc này liền lường về phía lâm dạ mà thầm nghĩ sao mình lại cảm thấy như bị chế diễu thế nhỉ nhưng rồi ngay lúc này lâm dạ liền nghiêm túc mà nói con đùa thôi tóm lại thì chú và cô cứ yên tâm ạ à con sẽ không làm những chuyện ngoài phạm vi năng lực của con đầu. Cha Mộc Mộc nghe vậy cũng yên tâm mà nói, thế thì tốt, nhìn chúng thì con cũng phải nhớ, nhà này mãi sẽ là hậu thuẫn của con. Theo lời nói của ông là hành động ẩy một chiếc thẻ ngân hàng 33 banh tới phía cậu, Lâm Dạ thấy vậy liền đưa tay ra từ chối, miệng nói, chú con đã kiếm đủ tiền rồi, những thứ này cứ để lại cho cô chú. Mẹ của Mộc Mộc thấy vậy liền bày ra bộ mặt giận dữ mà nói, con vào kỳ thi sẽ có nhiều chỗ phải tiêu, không nhận là cô giận đấy lâm dạ cũng liền đưa tay nhận lấy miệng cất tiếng thỏa hiệp dạ 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 cô đừng giận mà lúc này vẻ mặt cậu hiện lên sự ấm áp nghĩ bố mẹ thấy không ạ à? may mà có bọn họ đồng hành giờ con sống rất tốt con càng muốn chân trong cuộc sống khó mà có được này vì bọn họ mình sẽ phải càng trở nên mạnh hơn thế nên phó bản cấp ác mộng ta tới đây ở nhà của thằng hoàng thiếu phong óc vật thằng này đúng tiền cả cục mà không cua não nó đang hét lớn đậu má ông nội mày chịu khải hàng mày dám đâm sau lừng tạo Người tên Triệu Khải Hàng vẫn ngồi ung dung mà lên tiếng, "Đại ca, em lúc đó là cứu anh đấy, thay anh trả một khoản tiền đấy." "Ha ha, không có em thì giờ anh chắc đang nằm ở bệnh viện rồi." Thằng óc vật kia vẫn không tin mà hét lớn, "Có khối ý, tao cần mày cứu à? mày cũng chỉ là đồ rác rưởi mà thôi, mẹ nó chứ." Tên Triệu Khả Hàng liền đứng lên rời ra ngoài, thằng óc vật kia vẫn như thằng động kinh mà vùng vẫy hét lớn, "Tao mà đã mặc hết trang bị lên thì nó có khối mà ai ra mẹ nó tên kia cũng chẳng muốn nói chuyện với thằng trí thông minh bằng âm vô cực trừ một này mà chỉ nói anh nghỉ ngơi đi thằng óc vật kia nghe vậy thì cay lắm cầm cái chén trên giường rồi hắn đạp xuống đất mà nói chính là tại cái thứ hèn hạ nhà mày mà tạo mới mất mặt như thế đấy cút anh em cái khối gì chứ khứa kia vẻ mặt vẫn không quan tâm chỉ quay lại nhìn một cái khinh bỉ mà trầm giọng nói anh thật sự nghĩ rằng bản thân là đại thiếu gia của tập đoàn hoàng thị thì có thể muốn làm gì thì làm không quan tâm bác hoàng bảo tôi chăm sóc yêu cầu của anh tôi đánh nhẽ ra không nên đồng ý anh đáng bị người ta nện cho tẻ ra quần đến nỗi mẹ mình cũng không nhận ra cười a à, suýt chút thì quên mất rồi hắn quay lại cười lên quái dị nói mày làm gì có mẹ thằng óc vật kia lúc này phải gọi ô mai sờ cây mà chỉ biết ẳng lên tuyệt sao. cút rồi thì đừng có mà quay lại đấy phế vật ngươi không xứng làm huynh đệ của ta tên kia vừa bước đi ra ngoài vừa bày ra vẻ mặt thằng đại ca mình đần vãi ò mà thầm nghĩ hoàng thiếu phong anh căn bản không biết lần này ngươi chọc phải hạng người gì đâu một tân thủ xuất hiện đột ngột có thể khiến anh trọng thương mà không cần sử dụng bất kỳ kỹ năng chủ động nào thậm chí còn có tin đồn rằng cậu ta có thể solo phó bản mặc dù không có ai xác nhận gần đây có một nhân vật bí ẩn nổi lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều thế lực nhờ bán công lực phó bản và những vật phẩm cấp vàng rơi ra dẫn đến việc các học sinh tự thành lập hội fan xác suất xuất hiện hai tân binh tiêu chuẩn như vậy xuất thân từ giang thành thì tỷ lệ là bao nhiêu thì tự động khác biết thôi Thằng óc vật kia sau một hồi đập phá thì đã nhấc điện thoại lên gọi cho thằng nào đấy mà nói: "Này, giúp ta xử lý một tên. Gọi hết anh em của mày đi, cho bọn chúng mặc trang bị và vũ khí, không đủ thì hỏi ta, tiền ta đây không thiếu." Rồi hắn cắn răng tức giận mà nghĩ về hình ảnh của Lâm Dạ, trầm giọng nói: "Không cần lo, xảy ra chuyện thì tao xử lý, chỉ cần giáo huấn một chút tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này thôi. Cần phải cho nó hiểu rõ, ai mới là người nắm quyền thực sự tại học viện Giang Thành." Ở phó bản lúc này Lâm Dạ đang ở tầng thứ nhất của phó bản ngục tối Goblin. Hệ thống lúc này cũng đã hiện lên thông báo: Thành phố ngầm Goblin cấp độ, level 5 đến 8 độ khó, cấp ác mộng giới thiệu, mê cung ngục tối nơi sinh sống của vô số Goblin, bao gồm 5 tầng, số lượng và sức mạnh của Goblin tăng lên theo từng tầng, nếu bạn không thể vượt qua tầng cuối cùng, vui lòng thoát ra càng sớm càng tối. Lưu ý, nếu không vượt qua được tầng cuối cùng thì sẽ không nhận được bất kỳ vật phẩm nào. Lâm Dạ thấy thông báo thì vừa đi vừa thầm nghĩ, ngục tối Goblin một trong những phó bản khó nhất ở giai đoạn này. Bởi thời gian để vượt ải khá dài, yêu cầu thì vô lý, các chức nghiệp giả có thiên phú khá mạnh cũng không dám tự ý tới đây dọn quái lấy trang bị và điểm thuộc tính tự do. Và hai điểm đặc biệt nhất chính là, mỗi tầng không được vượt quá 10 phút. Hai là vượt qua tầng thứ 5 ngầm tối, dũng cảm chiến đấu chống lại lũ Godlin hung hãn và tiêu diệt bot ẩn vua Godlin. Lâm Dạ lúc này đang lướt nhanh trung khu rừng, đằng sau lại có vài con Godlin đang đuổi theo. Cậu vừa lướt nhanh vừa thầm nghĩ, 2 phút 5 giây, đi sâu vào tầng hầm đầu tiên, đối mặt với đội trưởng Gatlin. 3 phút 59 giây, không khác nhiều so với dự đoán của mình. Lúc này ngay theo dòng suy nghĩ cậu cũng quay đầu lại, cây trượng phát ra ánh sáng đỏ. Ngay sau đó phát động tấn công tai ách giáng lâm, khí liệu pháp tai ách hàng lâm 3 phút 59 giây, nhanh chóng vượt qua tầng thứ nhất. Đám gót Linh ăn một đòn gần như đã tuyệt diệt hết. Hệ thống ngay lúc này cũng liền hiện lên thông báo, thần khí liệu pháp tăng lên level 2, họ tên, lâm dạ chức nghiệp, mục sư cáp độ, 6 sức mạnh, 10 thể chất, 10 trí lực, 25 tinh thần, 10 tốc độ, 10 thiên phú thức tỉnh, nghịch chuyển cản khôn kỹ năng đơn mục tiêu, thuật trị liệu thuật lực đoạt kỹ năng hỗ trợ, thuật thanh tây thuật u cẩm kỹ năng diện rộng, thân khí liệu pháp tai ách hàng lâm le vừa hai. Lâm Dạ đứng trên đám xác gót linh mà thầm nghĩ, trong vòng 5 phút đã có thể nhanh chóng vượt qua tầng thứ nhất, xem ra cách kéo quái về một chỗ của tầng thứ nhất như này cũng không thành vấn đề gì. Ngay cả khi đầu ra không đủ cao, vẫn còn 5 phút để tăng điểm đầu ra. Đám gót linh hiện giờ đang gào thét rất kịch liệt, lâm dạ vẫn cứ tiếp tục phang chúng bay càng phản kháng bố mày càng phang và chỉ sau một lúc đấm nhau cậu cũng đã đến tầng năm đứng trước cánh cửa lâm dạ không do dự mà bước vào dịch chuyên tới cung điện linh. trước mặt cậu là một con linh to lớn đang ngồi trên chiếc ghế cao đặc biệt còn biết nói chuyện nhân loại ngươi dám tự tiện xông vào lãnh địa của ta hệ thống ngay lúc này cũng đã hiện lên thông báo nguy hiểm kỹ năng chấn địa liệt long thương bay nhào cuồng bạo triệu hồi quân đoàn tên vua gót linh cấp độ 8 sức mạnh 12 thể chất 12 trí lực 10 tinh thần, 9 tốc độ, 7 tư chất, vàng, nhìn thấy thông báo của hệ thống cậu cũng không tỏ ra bất ngờ chỉ thầm nghĩ, kỳ lạ, mới tiến vào đã là bí cảnh boss rồi sao, không có tiểu quái nào sao. Chưa kịp để cậu suy nghĩ xong con vua Godlin đã phát động tấn công, nó đạp mạnh cây thương lớn xuống mặt đất, tạo ra một mảng nứt to, kèm theo đó là một luống xung kích cực mạnh lan ra xung quanh. Hệ thống ngay lúc này lại hiện lên thông báo, lãnh chúa của ngục tối Godlin, sở hữu sức mạnh phi thường và lực tấn công khủng khiếp, tốc độ di chuyển của nó hơi chậm, nhưng bù lại nó có cơ bắp rắn chắc, bộ giáp vàng kiên cố và cây giáo vàng có phạm vi tấn công rộng lớn. Nhờ vậy, Lâm Dạ thấy nó phát động tấn công thì thầm nghĩ, nó không cần phải lo lắng về điểm yếu của mình, mở đầu đã là kỹ năng AOE chấn địa liệt rồi sao? Ngay lúc cậu vừa suy nghĩ xong nó đã vọt lên trên đầu cậu chuẩn bị ra đón tấn công. Lâm Dạ nhìn thấy vậy cũng chuẩn bị ra đòn tấn công lại trong lòng vẫn thầm nghĩ, tốc độ không đủ nhanh, phải né sang bên mới được, tránh điểm nó nhảy tới sau đó nằm úp sấp xuống giảm sát thương nhận vào do luồng sóng khí tạo ra khi nó đáp đất, nhưng cậu liền ngay lập tức sử dụng kỹ năng đảo ngược sát thương của chấn địa liệt hồi hép cộng một đảo ngược sát thương sóng khí của chấn địa liệt hồi hép cộng bốn con gót lúc này lấy làm bất ngờ lắm kiểu hỏi chấm nhân lúc nó đang bất ngờ cậu liền quay đầu lại một lần nữa tung ra kỹ năng thuật liệu đảo ngược hp gót bị giảm âm 200 thuật lực đoạt con gót lin hiện giờ nghiến răng ken két a cay lắm ngay lập tức nó đưa tay ra gồng lên một đoàn sức mạnh màu xanh lam ngay lập tức luồng khí kính bắt thẳng về phía lâm dạ tạo ra một luồng ánh sáng như tia xét hệ thống lúc này cũng ngay lập tức hiện lên thông báo vua sử dụng kỹ năng long thương như mà cha lâm dạ này đích sợ đứng im giang hai tay ra còn rất hưởng thụ đòn tấn công của nó hệ thống lúc này vẫn đang thông báo vua gót lên sử dụng kỹ năng bay nhào đảo ngược hiệu ứng kỹ năng ht của bạn hồi phục 140 điểm đồng thời giải trừ trạng thái bị hất tung tên cổn lùi này trông có vẻ còn thông minh hơn thằng óc vật hoàng thiếu vừa nhìn đã nhận ra mà lên tiếng thì ra kỹ năng của ta không có hiệu quả với ngươi sao vậy thì lâm dạ đang trong bất ngờ thì con bót đã rào lên mà hét lớn ta đã đoán được nhược điểm của ngươi rồi ta đã đoán được nhược điểm của ngươi rồi hồi con dân ta hãy nghe lệnh ta hãy xuất hiện và tiêu diệt kẻ thù của ta đi hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo vua gotlin đã vào trạng thái cuồng bạo lúc này những luồng xung kính mà con vua gotlin phát ra vô cùng lớn khiến cho những luồng gió cuộn lại mà rào thét lâm dạ lúc này thấy vậy cũng liền cảm thán trong lòng không hổ là bót bí cảnh cấp ác mộng quả nhiên khó đối phó Lúc này những luồng gió do con gót linh chúa phát ra khiến lâm dạ phải chật vật mà chống đỡ. Trong lòng cậu vẫn đang cấp tốc tính toán, nhưng bây giờ chưa phải lúc sử dụng đại chiêu. Nhưng lúc này bỗng nhiên mắt cậu trừng lớn như vừa thấy thứ gì kinh hãi lắm. Trước mắt cậu là con gót linh chúa đang với vẻ mặt tức giận nói, tấn công trực tiếp vào con kiến này đi, đừng sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, cho nó chết thật đau khổ vào. Một đàn gót linh nhỏ lên đến hàng nghìn đang rào thét, tên vua gót linh lúc này vẫn đang lên tiếng, vì kỹ năng không hiệu quả với ngươi, nên hàng trăm đòn tấn công thường ngươi có thể chịu được không đám quái nhỏ nghe theo lịch của vua gót mà đồng loạt lao thẳng về phía lâm dạ lâm dạ cũng ngay lập tức thi triển lăng ba vi bộ tiểu lý phi đao không bằng tao phi dép đùa thui phong tật nhanh chóng lướt qua đám quái quái nhỏ rồi đáp đất một cách ngầu lòi đám kia lại không chơi dao nữa chúng nó chuyển sang chơi cùng những mũi tên liên tục mà bắn về phía lâm dạ lâm dạ lúc này đã bị chúng một mũi ngay trên vai nhưng cậu chỉ nhếch mép đắc ý nghĩ kể cả có đánh chúng thì sao rồi cậu liền dừng lại sử dụng thuật trị liệu những vết thương trên vai ngay lập tức được lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy con vua gót Linh thấy vậy thì bất ngờ lắm miệng hét lớn như không tin vào mắt mình sao lại thế không đánh chết được sao khốn kiếp nhân loại đáng ghét lâm dạ lúc này cũng liền quay đầu lại nhìn bọn chúng với ánh mắt giết người làm cho nó hoảng sợ mà nghĩ ánh mắt đó của người là sao ngay lúc này cây trượng của lâm dạ tát ra một ánh sáng đỏ rực lan tỏa ra không gian xung quanh chỉ một cái vệt sáng đỏ lướt qua thân ảnh của lâm dạ mờ ảo trong đó trị liệu thuật đảo ngược thuật lượt đoạt đã giết được một mớ ghít lâm dạ lúc này hóa thành hung thần át sát cứ thế mà quét máp đám gót lin lúc này chỉ nhờ một mớ bùn nhão dễ dàng mà nhào nặn lâm dạ lúc này diệt được một mớt gát lin liền đáp đất một cái ngầu lòi con vua gát lin thấy vậy thì a à cay lắm chỉ biết hét lớn lại ôm đầu bỏ chạy con người xảo quyệt không có tinh thần chiến đấu 50 năm còn không mau dừng lại cùng ta đường đường chính chính công bằng quyết đấu một trận đi lâm dạ liền quay đầu lại trầm giọng nói đây là tinh thần dũng sĩ của ngươi sao nhưng quả nhiên cũng nên quay lại chính diện quyết đấu một trận lâm dạ liền quay lại cầm mạnh cây trượng của mình cắm mạnh xuống đất những luồng huyết khí cứ theo vậy mà bùng ra xung quanh đám gót lin thấy vậy thì đồng loạt run rẩy không thế nào đây đây là sức mạnh của ma thần ta sao lại xuất hiện trên thân xác thấp hèn của lũ con người các ngươi lâm dạ lúc này đang đứng trên cây trượng của mình không quan tâm đến lời hắn nói chỉ trầm giọng nói lần này kết thúc hẳn là những tia sét đỏ cứ theo giọng nói của lâm dạ mà bắn mạnh xuống đất đột nhiên có một tia sét cực kỳ mạnh đánh thẳng từ dưới đám mây xoáy xuống thẳng cái lâu đài của đám gatlin một giọng nói trầm đục của lâm dạ vang lên trong đó nhanh lắm đây nhỉ những tia xét theo giọng nói đó dường như trở nên cuồng bạo hơn đám gatlin ở trong chỉ biết la hét đau đớn lúc này hệ thống cũng hiện lên thông báo nhắc nhở bạn đã tiêu diệt toàn bộ quân đoàn gatlin nhận được một nghìn điểm kinh nghiệm nhắc nhở số hp của vua gatlin đã giảm mạnh chỉ còn lại một phần trăm tiến vào trạng thái cận từ toàn bộ thuộc tính giảm mạnh dục vọng tấn công cũng giảm đáng kể con cua gatlin đi ra từ đám bụi mù miệng liên tục lẩm bẩm mạng ta tận rồi mạng ta tận rồi lâm dạ lúc này chỉ đưa bàn tay thần chết của mình lên kết thúc cuộc đời nói hệ thống lúc này đồng loạt hiện ra thông báo bạn đã tiêu diệt vua godlin nhận được năm nghìn điểm kinh nghiệm cấp độ tăng lên cấp bảy hoàn thành phó bản ngục tối godlin cấp ác mộng bắt đầu tổng kết phần thưởng đã hoàn thành toàn bộ điều kiện ẩn điểm đánh giá cấp sss nhận được hiệu ứng đặc biệt từ sự chú ý của nữ thần may mắn dương báu vượt ải sẽ thăng cấp từ dương bầu cấp vàng thành dương báu cấp bạch kim lâm dạ nhìn thấy thông báo cầu hệ thống cũng liền cảm thán đúng là cá chép hóa rồng kỹ năng ban phước của bạch chỉ mạnh thật đấy trực tiếp nâng cấp dương cấp vàng lên cấp bạch kim thời gian còn lại cũng vẫn còn khá nhiều còn thừa 20 tiếng đủ để mình dọn phó bản thêm một lần nữa có muốn mở dương báo không có mở hệ thống cũng liền hiện ra phần thưởng nhận được kỹ năng cấp bạch kim thánh quang nhận được đạo cụ bình hỏa diệm nhận được điểm thuộc tính tự do 15 x nhận được trang bị cấp bạch kim đá lấp lánh nhận được kỹ năng cấp bạch kim những vì tinh tú thần diệu nhận được trang bị cấp vàng cung bão cát sách kỹ năng thánh quang phẩm chất cấp bạch kim yêu cầu pháp sư hệ thánh quang mục sư hiệu ứng ban đầu tiêu hao một lượng pháp lực nhất định tạo thành sát thương ma pháp đính kèm hiệu ứng thần thánh đặc biệt có hiệu quả khắc chế các sinh vật hệ vong linh và hệ ác ma bình hòa diễm đạo cụ cấp vàng ném vào kẻ địch gây 300 điểm sát thương tên trang bị đá lấp lánh phẩm chất cấp bạch kim loại trang bị đang mang theo trước khi được rèn cấp một không thể tiến hành rèn yêu cầu không có hiệu quả trang bị sau khi trang bị tăng toàn thuộc tính lên 20 điểm có kỹ năng chủ động là lấp lánh lấp lánh cứ mỗi 5 phút sẽ nạp đầy một lần ma lực nhiều nhất có thể tích lũy nạp 3 lần, sau khi sử dụng, tiêu hao một lần nạp mã lực thì có thể di chuyển tức thời tới hướng chỉ định trong cự ly 10m. Kỹ năng, những vị tinh tú thần diệu phẩm chất, cấp bạch kim yêu cầu, chức nghiệp mục sư, cấp độ bản thân phải trên LV5, trí lực đạt tới 20 hiệu quả ban đầu, tiêu hai một lượng ma lực nhất định, triệu hồi những vị tinh tú chiếu sáng rực rỡ trong phạm vi 20m xung quanh toàn bộ đồng đội, lập tức hồi 300 điểm HP cho đồng đội, đồng thời gắn hiệu ống miền thương kéo dài 5 giây miền thương, giảm 10% sát thương nhận vào. Cung bão cát, cấp vàng, lúc bắn mũi tên có tỷ lệ triệu hồi bão cát, tạo thành một lần sát thương ma pháp nguyên tố thổ thêm cho kẻ địch, vũ khí chuyên biệt cho chức nghiệp hệ cung thủ. Lâm Dạ nhìn thấy phần thưởng thì lấy làm suy nghĩ, hai sách kỹ năng cấp bạch kim, một trang bị cấp bạch kim. Thánh quang còn có thuộc tính khắc chế một số các loại đặc biệt, tạm không đề cập tới, đá lấp lánh lại có kỹ năng dịch chuyển hiếm có cùng với điểm thuộc tính cộng thêm, hơn nữa những vị tinh tú thần diệu không chỉ có hiệu ứng hồi máu trên diện rộng, còn có thể đồng thời giúp toàn bộ đồng đội nhận hiệu quả miễn thương, Vậy thì sau khi sử dụng Thiên Phú nghịch chuyển càn không thì có nghĩa là sẽ là một kỹ năng sát thương trên diện rộng hơn, khả năng bộc phát sát thương trong nháy mắt mạnh hơn, còn có thể giảm thiểu, thậm chí là hiệu quả miền thương còn khiến sát thương kẻ định nhận phải tăng thêm. Cho dù quái vật có da dày thịt thô dày cỡ nào, đều có thể nhanh chóng chết hết. Kỹ năng quần thể cấp chiến lược mới xuất hiện rồi, học kỹ năng những vị tinh tú thần diệu trước đã, còn về thánh quang có thể không nổi bật lắm, nếu không bán được thì có thể học sau vậy, dù sao kỹ năng cũng không nhiều lâm dạ liền đổi hết thuộc tính tự do thành điểm trí lực trong lòng thầm nghĩ chắc chắc sử dụng 15 điểm thuộc tính tự do cộng vào điểm trí lực chứ không có điểm thuộc tính tự do 15 điểm cộng hết vào trí lực đã học kỹ năng những vì tinh tú thần diệu đã trang bị đá lấp lánh toàn bộ điểm thuộc tính tăng 20 điểm ngay lúc vừa kết toán xong phần thưởng lâm dạ cũng bước ra ngoài vừa bước ra ngoài cậu đã thầm nghĩ lần cập nhật này lại là một bước nhảy vọt về chất lượng hệ thống cũng hiện lên cấp bậc của lâm dạ họ tên lâm dạ chức nghiệp mù sư cấp độ bảy sức mạnh 1020 thể chất, 1020 trí lực, 4220 tinh thần, 1020 tốc độ, không trang bị kích hoạt, ủng tất phong, đá lấp lánh, nhẫn lọc bảo thiên phú thức tỉnh, nghịch chuyển cản khôn kỹ năng đơn thể, thuật trị liệu thuật lực giao kỹ năng hỗ trợ, thuật thanh tẩy thuật u cấm kỹ năng diện rộng, thần khí liệu pháp tai ách dáng lâm le vừa hai, những vị tinh tú thần diệu chưa sử dụng, đang trầm tư nhìn bảng hệ thống thì một giọng nói bất chợt phát ra, bị bắt quả tăng nhà, tiếp sau đó mộc mộc bước ra với vẻ mặt không vui lâm dạ cũng liền giả ngơ hỏi trùng hợp thật đấy cũng cũng tới phó bản sao cô liền không vui nói lại lâm dạ còn giả vờ giả vịt cái gì hả nói xong cô liền thở dài một tiếng rồi tiến lại gần lâm dạ hỏi thế ngục tối gót linh cấp ác mộng cậu vượt qua rồi xa lâm dạ liền tự hào đáp đúng vậy mộc mộc liền đáp lại hư mình biết rồi mình cũng chỉ mới nảy ra ý tưởng cũng muốn thử phó bản này lâm dạ cũng liền đáp lại lời cô a hóa ra là vậy thế mời ngài tới bên này Ánh mắt cô lúc này nhìn vào trong phó bản có chút e ngại, hai người vẫn đang đứng trước cửa vào phó bản, thì đúng lúc này có một chiếc xe đã tiến tới gần chỗ hai người, một tên trong đó lên tiếng, chạy tới mấy điểm truyền tống cuối cùng cũng bắt được, thấy chưa, chính là cái tên khốn từ đầu tới chân đều hiển hiện cái chữ muốn ăn đầm đấy, hóa ra là thằng óc vật hoàng thiếu anh em ạ, à. hắn đang nhìn vào ống nhòm vẻ mặt gian xảo nói, xử lý hắn cho ta, en, rồi hắn nắm đầu thằng đàn em bên cạnh tức giận mà nói, này, tao đang nói mày đây, ngu à, không được, cái người này, quá, quá đáng sợ, bồn, bổ sói không làm nổi đâu, chẹp, biết ngay cái đám học sinh phế vật các người cũng chẳng nhờ và được gì đâu mà. Rồi thằng óc vật này cười ra nụ cười của mấy thằng ngu nói, may mắn là ta đã chuẩn bị sẵn. Lúc này lâm dạ cũng đã về tới nhà, đang chuẩn bị giao bán đồ mới nhận được, công lực cấp 5 ngục tối gót linh cấp ác mộng, không lừa dối. Bán thánh quang cung bảo chất công lực cấp 5 ngục tối gót linh cấp ác mộng, tiêu cầu mở khóa, 8.000 liên minh tệ. Trước mắt cậu trên màn hình máy tính những tiếng bàn luận, cảm thán hiện lên liên tục, vãi nồi đại lão lại lên rồi sao một mình đánh cấp ác mộng sao lại còn đảm bảo được cấp sss tôi không nhìn nhầm đấy chứ biết rồi biết rồi đại lão lại được cấp sss chứ gì đại lão có thể đem theo tôi đi cùng vào lần sau không chưa từng đánh qua cấp ác mộng bao giờ bé rất muốn điểm thuộc tính tự do em lem em lem giờ phương thức công lực quái lại một chỗ của ải một cũng phải mất đến 7 phút mấy người xem thời gian qua ải của đại lão kìa là 4 phút rưỡi thôi không nói nữa tôi đi thử liền đây cái kỹ năng điều chỉnh phạm vi tiếp sau đó những hình ảnh của lâm dạ cũng được đăng lên càng làm diễn đàn nổi lên sôi sục là lâm dạ học sinh của học viên chức nghiệp giả là thí sinh mạnh nhất trong kỳ thi năm nay được đồn đại là người đã bán đại kiếm thợ săn và là người duy nhất một mình dọn phó bản với cấp sss tin pha cây hả chỉ có ba tấm này thì chứng minh được cái gì chứ phó bản tân thủ thì thôi nhưng hang động thạch quật và ngục tối gót linh cấp ác mộng mà nói là để cho một học sinh có thể một mình dọn phó bản sao cười chết má kiểu này là không ổn lắm sau khi Lâm gia thức tỉnh Thiên Phú, Lâm Dạ vẫn rất thần bí, Thiên Phú thì không ai biết, còn chọn chức nghiệp mục sư, vì thế nên tôi nhớ rất rõ cậu ấy. Thứ duy nhất có thể chứng minh là cậu ta thực sự bán dao găm bóng tối. Còn về số liệu tính toán kinh khủng của đại thần thì kiến thức lý luận chắc chắn phải được điểm tối đa, nhưng thành tích của Lâm Dạ thực ra lại rất bình thường. Tán thành với CMT trên. Nhìn qua thì có vẻ như chỉ là một học sinh bình thường, đừng so sánh khập khiễng với những chức nghiệp giả cao cấp. Nhớ được phạm vi nhận thức của quái vật kết hợp với địa hình bí cảnh sau đó thông qua tính toán chính xác mới có thể xác định được phạm vi thù hận thực sự nhỉ hơn nữa lâm dạ là mục sư vậy thì admin chắc chắn không thể là lâm dạ một mục sư lại không cần kỹ năng thanh tẩy như thánh quang sao cùng lúc đó những tiếng nhận tiền cũng được vang lên lâm dạ chỉ âm trầm nhìn vào trong điện thoại mà nhân bán hệ thống của cậu lúc này cũng đã hiện lên thông báo kính gửi khách hàng sở hữu thẻ vàng của ngân hàng tài phú liên minh ngài đã có 500.000 liên minh tệ nâng tổng số dư lên một triệu năm liên minh tệ Lâm Dạ lúc này đang ngồi trước màn hình máy tính mà trầm tư, 500 ngàn, quả thực tốt hơn so với tưởng tượng của mình. Có thể đây là cách qua ải mà không phải chịu sát thương ngoại trừ ải bót ra nhỉ, nhưng ngoài mình ra, cũng chưa ai có thể làm được chuyện này. Công lược làm ra cũng chẳng ai dám mua. Nhưng không sao, phó bản cấp ác mộng vẫn là một bước đột phá chất lượng đối với trang bị và dữ liệu của bản thân mình, kiếm tiền cũng chỉ là thứ yếu. Búc, hiệu quả cá chép, thời gian còn lại, 15 tiếng hiệu quả cá chép chỉ còn duy trì trong 15 tiếng nữa thôi, có thể nghỉ ngơi một chút, lấy lại tinh thần và sau đó tiếp tục chiến đấu ở phó bản tiếp theo. Nghĩ xong Lâm Dạ liền đứng dậy, bước ra ngoài vương vai một cái thầm nói, vậy thì chạy bộ đi, dùng cách rèn luyện để nghỉ ngơi, tiện thể tăng cường thể chất lên một chút. Ở một khu đô thị nào đó, Lâm Dạ đang ung dung chạy trên đường, bỗng nhiên có một chiếc xe thể thao chạy vọt về phía cậu, Lâm Dạ liền đứng lại đưa ánh mắt lạnh băng nhìn về phía sau, chiếc xe liền chạy qua cậu, sau đó đờ zip một vòng chắn ngang đường chạy của tên óc vật Hoàng Thiếu Phong đứng dậy lên tiếng, Do, trùng hợp thật đấy nhỉ lâm dạ lên xe đi tôi đưa cậu tới một nơi lâm dạ mất kiên nhẫn nói triệu khải hàng không nói rõ ràng với anh là đừng tới trêu chọc tôi sao tôi không thích gặp rắc rối nhưng không có nghĩa là tôi sợ rắc rối đầu đấy thằng óc vật kia cay cú hét lên mẹ nó đừng có nhắc tới cái tên của tên khốn phản bội đấy nữa thằng đệ hoàng thiếu phong cũng lên tiếng kiểu chó liếm bớt nói nhảm đi hoàng thiếu muốn quyết đấu với mày nếu mày không đồng ý ha ha cả nhà các người đều đừng nghĩ tới bình an vừa nói xong câu này thì vẻ mặt của lâm dạ đang ngay lập tức hiện lên gây xanh ánh mắt bắt đầu lộ ra sát ý đã tìm tới địa chỉ nhà mình rồi sao được vừa nghĩ xong lâm dạ liền đi lên nói nhưng ta hy vọng ngươi ra dáng quân tử chút đừng có mà đánh thua sau lăn ra khóc gọi người khác ra cứu đấy thằng óc vật kia nghe vậy thì nô ma cay lắm hét lên mẹ nó mày đừng có mà ngậm máu phu người rồi hắn túng lấy tên bên cạnh mà hét chút nữa chúng mày đừng có hỏng ra tay tạo muốn đầu tay đôi với hắn thằng kia liền bất ngờ mà đáp lại hoàng thiếu ngộ nhờ ngài không đánh nổi hắn vừa nghe xong liền ngắt lời tên kia chỉ vào bộ đồ mình đang mặc mà nói hả bộ đồ trên người tao là thứ mà thằng chết bần kia cố gắng cả đời cũng không kiếm được làm sao tạo có thể thua được mày cút đi cho tao nghe chưa lâm dạ nghe xong liền nghĩ thầm ồ hóa ra không chỉ tìm hỗ trợ thằng óc vật kia vẫn nghĩ là lâm dạ chưa nhận ra mà quay sang nói thầm với tên kia dựa theo ế hoạch ban đầu mà làm lâm dạ lúc này đã ngồi lên xe bọn chúng không chút sợ sệt mà nói nhanh lên có bao nhiêu người thì cùng lên hết cũng chẳng sao. Ta bận lắm, không muốn lãng phí thời gian đâu. Thằng kia vẫn chưa biết ác mộng sắp đến mà vẫn đắc ý nói, mày cứ đợi đấy, chút nữa mày hối hận không kịp đâu, tao sẽ bắt mày bò như chó. Lâm Dạ nghe xong lời này ánh mắt bắt đầu lộ ra sát khí, vẻ mặt như hung thần ác sát mà thầm nghĩ, còn ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Khi mặt trăng đang treo trên cao, trong một khu rừng chiếc xe của tên Hoàng Thiếu Phong đang bon bon trên đường, nó dừng lại ngay trước một đám người đám người thấy tên hoàng thiếu phong đi xuống thì liền gọi lớn lão đại lâm dạ từ từ bước xuống xe miệng nói nhiều người đến thế sao nhanh lên solo hay hội đồng nào thằng này không những óc vật mà còn hè nữa anh em ạ à. nó rút thanh kiếm ra mở miệng nói tất cả bọn tao solo với một mình mày lâm dạ lúc này vẫn một bộ dạng cũ mà đáp ta thấy cũng không có gì khác biệt đâu thằng kia nghe vậy thì ô ma cay lắm hét lên ra lệnh chết đi cho tao đàn óc vật con nghe theo óc vật bố mà đồng loạt lao lên mà Lâm Dạ chỉ nhẹ nhàng đứng đó triệu hồi ra cây trượng của mình một tên lao lên chém thẳng vào người Lâm Dạ nhưng cậu đã nhanh như cắt né thoát tên kia vẻ mặt bất ngờ mà thầm suy nghĩ giá trị tốc độ cao quá đám người kia vẫn như đàn sói đói liên tục chạy về phía Lâm Dạ mà tấn công tên lúc nãy đã đứng ngay bên cạnh Lâm Dạ mà hét lớn đột kích chạm tiếp sau đó một đao của hắn vung lên hóa thành một vết chém hình bán nguyệt bay thẳng về phía Lâm Dạ Lâm Dạ lúc này không kịp né tránh trong đầu thầm nghĩ chẹp nhiều người thì mạnh hơn sao Xem ra vẫn phải dùng Thiên Phú đảo ngược rồi nhỉ. Ngay lúc đó nhát chém cũng ngay lập tức đâm thẳng vào thân thể Lâm Dạ, tạo ra một vụ nổ lớn. Tên kia thấy vậy thì đắc ý cười to nói: "Ha ha ha thằng nhóc hôi sữa, may cũng chỉ tới thế thôi." Nhưng cây trượng đỏ của Lâm Dạ từ từ hiện ra. Ngay lúc đó tên kia cũng cảm nhận được một cảm giác vô cùng lạ, cuối cùng không chịu được nôn ra một ngụm máu lạnh. Hắn đau đớn đưa tay lau vết máu trên miệng thầm nghĩ: "Cái gì? Đây là chiêu thức gì vậy? Rõ ràng chưa hề kích hoạt tấn công mà, năng lực thật quỷ dị." đánh tan phòng ngự của trang bị cấp vàng đám người kia thấy đại ca mình bị thương thì vội tiến tới hỏi han đại ca đại ca ngài sao không tên kia vẫn còn gáy to lắm lão tử còn khỏe chán kệ mẹ chiêu thức của thằng danh này đi cũng chỉ là mục sư thôi mà chúng ta đông anh em đã thế toàn thân đều là trang bị vàng nữa cùng nhau đánh bay hắn đi rõ đại ca nói đúng đấy đám sĩ tốt kia lại một lần nữa lao lên liên tục các chiêu thức được tung ra thiếm cương thiết quyền phi kích liệt diễm hỏa pháo thiên diệp trọng hòa lâm dạ lúc này bắt đầu lên cơn điên rồi trầm giọng nói những vì tinh tú thần diệu đảo ngược xung quanh luồng huyết khí của lâm dạ bắt đầu xuất hiện những sợi xích sắt đỏ như máu lâm dạ lúc này giọng như diêm vương đòi mạng nói thiên địa ngục những hình hài mặt quỷ bắt đầu xuất hiện tên lão đại đầu tiên đã bị một sợi xích đâm xuyên qua người những tên khác cũng như vậy đám người bắt đầu ngã xuống mà la hét đau đớn tên lão đại lúc này mới bắt đầu biết sợ quỵ xuống mà lẩm bẩm không thể nào chúng ta cứ như thế mà bị giết trong chớp mắt thế sao một tiếng nói bất chợt phát ra đúng là dựa vào tiền vẫn hơn là dựa vào người khác tên kia bắt đầu cởi chiếc áo ra trên thân thể hắn xuất hiện một bộ giáp miệng nói đây chính là tác phẩm được tạo mua tại buổi đấu giá của so thebi bộ trang bị không giới hạn cấp độ cấp kim cương với cái giá lên tới hàng chục triệu hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo bộ trang bị cấp kim cương thuộc tính linh hoạt không giới hạn cấp độ toàn thuộc tính tăng cộng 100. tên kia thấy bộ giáp thì sững sờ nói so so thebi đó là hội trường đấu giá đỉnh cao nhất cả hoa hạ này chỉ là vé vào cửa thôi giá trị đã phải trên trăm triệu rồi tài lực như thế này không hổ là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Hoàng Thị. Bộ trang bị đấy không cần nghĩ khẳng định cũng là bảo vật quý hiếm trên thế giới có cấp độ truyền thuyết, rồi hắn tiến lên đắc ý nói, Lâm Dạ lần này tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống dưới chân tao. Thằng óc vật kia thấy Lâm Dạ không nói gì thì đắc ý lắm, lên tiếng chế giễu, sao nào, sợ rồi hả? Rồi hắn đưa chân bước qua thân thể tên trước mặt, tiến lại gần chỗ Lâm Dạ, hắn cười lên đắc ý nói, giờ cầu xin tha thứ còn kịp đấy. Lâm Dạ nhìn thằng óc vật này tự luyến chỉ biết lắc đầu nói, dáng vẻ vàng ngọc, bên trong rỗng tuyết trang bị của ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng không giấu nổi thứ yếu đuối trong tim ngươi được đâu ngươi không thắng nổi đâu thằng kia thấy vậy thì nghiến răng ken két mặt cay hơn ăn ớt nói vậy thì ngươi đi chết đi nói xong hắn liền lao thẳng về phía lâm dạ miệng hét lớn phong ảnh soát lâm dạ chỉ nhẹ nhàng đưa chân nhảy lên cao né tránh đòn tấn công của hắn thằng óc vật này thấy vậy thì bất ngờ lắm chỉ biết lắp bắp cái gì tên lão đại vừa bị ăn hành kia đang nhìn hai người vờn nhau trên không trung mà thầm nghĩ không không đúng không biết hắn đã tung ra chiêu thức gì mà lại có thể hạ gục hết các anh em có trang bị vàng. Sao sát thương của tên này lại có thể cao như thế được hắn rốt cuộc làm kiểu gì vậy? Càng quỷ dị hơn, trong một phút chốc, mình còn có cảm giác thằng nhóc này không còn là con người nữa rồi. Giống cái thứ đã xuất hiện trong ma chiều vào lúc đó. Thằng kia đánh mãi mà không trúng được lâm dạ thì a à cay lắm. Quay lại hét lên. Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi cộng hết điểm thuộc tính vào tốc độ sao? Tao đây rõ ràng là đã được gia tăng thuộc tính từ bộ đồ cách xù này rồi cơ mà rồi hắn cũng liền quay lại bộ mặt đắc ý dồn sức nhảy lên miệng nói phong ảnh chảm chỉ cần đánh chúng ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ chết lâm dạ lần này vẫn chỉ nhẹ nhàng né tránh còn lên tiếng chế giễu tiếp thì thuộc tính cơ bản của ngươi thấp quá đấy nên mới đánh thể nào cũng chẳng chúng nói xong lâm dạ liền trầm giọng lại tới lượt ta rồi nhỉ đầu tiên là tìm xem điểm yếu của ngươi rồi một chiêu thuật lực đoạt tung ra một luồng huyết sắc quang mang bắn thẳng về phía hắn hệ thống ngay lúc này cũng liền hiện lên thông báo đã gây ra một nghìn điểm sát thương gây tổn hại áo giáp của mục tiêu mất hiệu lực tăng toàn bộ thuộc tính của trang bị cấp kim cương thằng óc vật kia thấy trang bị mới khè nay đã bị một chiêu của lâm dạ đánh nứt thì ô ma cay lắm hét lên trang bị cấp kim cương của tao rồi hắn tức giận run cả người lên nhanh như cắt những đường kiếm như lam quang bay nhanh về phía lâm dạ tam thức chảm hoành tảo thiên quân nhưng lâm dạ chỉ nhẹ nhàng nhảy lên né tránh cơ hồ rất ung dung lâm dạ lúc này đã bật người lên cực kỳ cao còn thằng kia lúc này thật yếu nên không còn sức nữa chỉ biết hít vài ngụm khí lạnh mà nói đứng lại cho tao nhưng đột nhiên mặt hắn trắng bệch đồng tử co lại, mồ hôi lạnh tỏa ra, cơ hồ rất đau đớn. Chỉ một giây sau hắn đã nằm bò trên mặt đấy mà la oai oái như lợn bị chọc tiết. A, à, đau quá, đau, đau mày lại dùng chiêu thức quái gì lên tao sao? Lâm Dạ liền đưa tay ra trị liệu cho hắn, miệng vẫn nói, đúng, loại vô dụng không có kỹ năng chiến đấu như ngươi, thì cứ đánh thưởng của ta cũng đủ để xuyên thủng phòng thủ của ngươi rồi. Rồi Lâm Dạ liền ngồi xuống trước mặt hắn nói tiếp, bây giờ đầu hàng luôn cũng được, ký cái hiệp nghị đi nói, tôi Hoàng Thiếu Phong xin tự nguyện tặng bộ trang bị kim cương cho bạn học lâm dạ để thể hiện lời xin lỗi chân thành và can đoan sẽ không bao giờ tái phạm hành vi sai trái trước đây sao nào thằng này đúng kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vẫn cố hét lên con mẹ mày nằm mơ hả đừng có mà mơ tưởng lâm dạ liền ồ một tiếng bộ giáp trên người tên óc vật kia đã vỡ tan lâm dạ lúc này chỉ lạnh giọng nói cd kỹ năng ta hồi rồi đấy trang bị phòng thủ giá trên trời của ngươi coi như đi tòng thằng kia bây giờ thì a à cay lắm rồi nắm chặt thanh kiếm lao thẳng về phía lâm dạ mà hét Thằng chó, còn dám đe dọa tao, ăn một chiêu của tao đi, Thiên Mã tinh bao." Lờ, hắn chém một đường kiếm mạnh lao thẳng về phía Lâm Dạ đang ngồi làm nổ ra một vụ nổ vô cùng lớn. Thằng này thấy vậy thì đắc ý lắm, nhếch lên một nụ cười mà nói, "Phế vật, mày còn sống chứ?" Vừa nói dứt lời thân thể hắn đã bị vặn vẹo hết tứ chi, mà la lên oai oái. Lâm Dạ lúc này như Diêm Vương đòi mạng mà bước ra từ trong đám đổ nát, khi bước ra cậu liền sử dụng thuật trị liệu cho tên kia, xương cốt của hắn lúc được từ từ lành lại. Thằng này vẫn chưa biết sợ mà vẫn nói con mẹ nó kinh tởm thật đấy a à, mày mày mà động vào tao là bố tao sẽ không tha cho mày đâu lâm dạ lúc này liền sầm mặt nói tao ghét nhất là có người dám đe dọa tao đấy thế là thằng này bắt đầu công cuộc ăn hành lâm dạ vừa bón hành vừa nói đừng lo máu vẫn còn đầy mà chúng ta tiếp tục đi một luồng ánh sáng đỏ bắn thẳng từ trên trường xuống thân thể tên hoàng thiếu ông diễn viên quần chúng đứng ngoài nhìn chỉ biết há mồm trợn mắt lâm dạ ngay lúc này lại hồi phục cho tên kia khi hồi phục xong lại đấm tiếp một vụ nổ lại tiếp tục được xảy ra hai thằng kia đứng ngoài nhìn với vẻ mặt kinh dị nói lắp bắp tra tấn đây là đang tra tấn a lão đại người chúng ta động vào là mục sư thật sao lâm dạ lúc này đặt cây trượng xuống một luồng sức mạnh lại được đánh xuống tên kia hiện giờ chỉ biết ôm đầu mà hét tiểu hoàng tổng không chết thật đâu chứ lúc này không ai nhận ra đang có một chiếc máy quay đang quay lại khung cảnh này chiếc cao mê ra đang quay cảnh lâm dạ đang bón hành cho thằng kia những tiếng bàn tán hiện lên màn hình không ngớt bảng thời gian cái gì thế thợ săn ảnh hôm nay có dưa gì thế vãi trưởng chuyện gì vậy đây không phải thiếu gia nhà giàu nổi tiếng Hoàng Thiếu Phong sao, người đứng đối diện là ai, nhiều xã hội đen thế, muốn giết người diệt khẩu. Đây là kỹ năng gì thế, pháp sư mạnh quá, Hoàng Thiếu Phong lấy can đảm ở đâu đấy. Thèm thùng không, chó nghèo, khi nghe thấy câu nói khốn nạn của thằng kia, đám cộng đồng mạng càng thêm xôn xao. Mẹ ơi, Hoàng Thiếu Phong nói chuyện khó nghe quá, không ngờ anh ta vô giáo dục thể chẳng trách đắc ý vậy, ra là có chiêu sau. Bộ trang bị này, phải mất bao nhiêu tiền chứ, tôi ghét người giàu, nóng thiếu gia kêu căng cậy thế hiếp người gặp thanh niên cứng đại lão thao tác mạnh mẽ ngược ra bá ở trong khung hình lâm dạ đang bón hành cho hoàng thiếu phong thấy cậu đang nhét hành kênh chất càng có cái để bàn tán tiền thật sự có thể làm tất cả sao tôi không nhìn nhầm chứ đây là mục sư anh ta có thể vừa hồi máu vừa tấn công mục sư này có thiên phú gì thế có thể trực tiếp xé tan trang bị kim cương không giới hạn cấp của chiến sĩ khuyết thư tìm ra đại thân tôi muốn bái sư lúc này hình ảnh lâm dạ cũng được hiện lên trong khung hình một tên quần chúng ăn dưa lên tiếng vãi cậu ta trông giống bạn học tôi quá cậu ở học viện chức nghiệp giả giang thành hà chúng ta rất có thể đang cùng nhắc đến một người mấy ngày trước tôi nghe nói họ có mâu thuẫn có vẻ hoàng thiếu phong muốn bắt chuyện với tôn nữ thần nhưng không thành tôi nhớ người đó là một mục sư điều này quan trọng không tên này trước tiên bị người truyền đơn quét phó bản hai hôm trước lại không đâu khiến hoàng thiếu phong nghẹn cục tức không phải vừa đúng lúc thành một câu chuyện sao nhất định cậu ta đã thức tỉnh thiên phú đỉnh cao gì đó Trước kia không phải có người tung tin IP đăng nhập của đại thần bán trang bị và công lực cấp SSS hiển thị ở Giang Thành sao. Đúng đúng, đại thần này tuy rằng đại thần này đã tạo nên kỷ lục phó bản, nhưng cấp phó bản không phải cấp chức nghiệp quy mô. Hơn nữa, giao dịch của cậu ta cũng từng bị chụp lại, học sinh trường các cậu chắc cũng nhận ra cậu ta chứ. Anh đây không phải hài báo không phải lâm dạ đâu, tôi từng mua trang bị của đại lão rồi, anh ấy rất khiêm tốn, mọi người đừng buôn dừa nữa, lầu trên giấu đầu hở đuôi quá, đây là tin thật rồi. Bạch chỉ thấy việc giải thích không thành thì thầm nghĩ, sao đây, quả này đại lão không giấu được nữa rồi, chắc chắn có rất nhiều người giỏi hơn muốn làm đồng đội của đại lão như mình, có phải mình không còn cơ hội ôm đùi nữa. Mây khứ phan cuồng lập luân cả nhóm phan dung lâm dạ ạ, à. đại lão lâm dạ vô địch, hồi máu được, gây sát thương được, tanh được, còn hồi mana lôi kéo, vừa support vừa chủ lực, gánh ba vị trí thần giáng lâm, mục sư là đánh rơi hết máu của chiến sĩ là sao, nghĩa là phân biệt chức nghiệp sắp kết thúc, mục sư sẽ không còn là sự tồn tại dưới đáy nữa sau tử vi của thời đại mới đã được sinh ra chức nghiệp giả cách tân hãy làm lâm dạ giáo phá vỡ rào chắn tài nguyên phá vỡ hạn chế thiên phú loại người như hoàng thiếu phong thật sự ghê tởm trước mặt con gái thì giả vờ thật ra chỉ biết dựa vào ông cha còn gọi người đến hội đồng bạn học bắt hết lại phạt công tử tập đoàn hoàng thị xem thường người bình thường như chúng ta kết quả gặp phải thanh niên cứng sụp đổ rồi nhìn vẻ hồng hách kìa thật ra chỉ là thứ vô dụng dựa vào tiền xem không chỉ là tiền ba câu ta hoàng thiên tề là cán bộ cấp cao của liên minh chức nghiệp giả sau này kiểu gì cũng dựa vào bố để vào liên minh liên minh chức nghiệp giả có thể để thứ cặn bã như thế vào sao bố nào con ấy dứt ghế cho tôi mạng tập đoàn hoàng thị giác rời phá sản đóng cửa mùi thối quá liên minh chức nghiệp giả phải cho chúng tôi câu trả lời xử trí đi giá trị thị trường của cổ phiếu tập đoàn hoàng thị đã bốc hơi hacker phát động cuộc tấn công quy mô lớn nguyên nhân là vì con trai chủ tịch bắt nạt bạn học ở nhà của lâm dạ mộc mộc đang chỉ tay vào tivi mà hét tên hoàng thiếu phong này thật quá đáng bố mẹ chúng ta nhất định phải dạy dỗ họ mới được người cha lúc này liền trầm giọng mà lên tiếng mộc mộc không được người mẹ đang ngồi cạnh đó cũng lên tiếng đứa nhỏ này tính tình không tốt đi vào con đường xấu xa tự nhiên sẽ có báo ứng của mình nhưng nếu cứ gặp chuyên liền dùng quyền lợi không thuộc về mình để đề người khác con sẽ không thể trở thành một chức nghiệp giả ưu tú được đâu mộc mộc nghe thấy vậy liền quay đầu lại ủy khuất mà gọi mẹ ơi mẹ cô liền ngắt lời cô mà nói nếu chúng ta ra tay chẳng phải sẽ khiến tiểu dạ trở thành giống như hoàng thiếu phong sao thằng bé có thể tự giải quyết không phải sao ở một nơi cao tầng nào đó tiếng bàn tán liên tục được phát ra lâm dạ vẫn chưa tham gia bài kiểm tra chức nghiệp rất giỏi đó người đang ngồi ở chiếc ghế ở giữa liền bấm nút tạm dừng rồi hắn nhìn vào hình ảnh lâm dạ trong màn hình mà lên tiếng thiên phú thức tỉnh chắc phải từ truyền thuyết trở lên nhỉ chọn mục sư đúng là giao châu mổ gà thiên tài trăm năm khó gặp thế này chắc có thể đặt cách trực tiếp vào liên minh chức nghiệp giả chứ rồi hắn quay đầu lại lạnh lùng hỏi đám người kia các vị thấy nhận lâm dạ vào liên minh trước thế nào đám người kia ai nấy cũng đều đồng ý, đồng ý sự ổn định toàn cầu, người như thế này nhất định phải kết nạp vào liên minh càng sớm càng tốt. Lão Hoàng, sao ông vẫn, một người trong số đó trầm giọng lên tiếng, ở đây thế, không cần con trai nữa à, ha ha ha, thật ra chuyện này không thể tính là phiền phức gì lớn đối với Hoàng Bộ trưởng, cũng là một cơ hội đó, sao không nắm bắt chứ, lão cha thằng óc vật kia toát hết mồ hôi đít mà nói. Hoàng thiên tề tôi vẫn đang ở công ty xử lý công việc, đã quy hoạch xong những bồi thường đối với bạn Lâm Dạ về sau là một người cha không đạt tiêu chuẩn, tôi rất xin lỗi về hành vi của con trai. Tôi đã phái người thay mặt đến tận nơi, các vị yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết nghiêm túc. Ở chỗ của Lâm Dạ, cậu vẫn đang liên tục bón hành, cho thằng não tông kia, giờ thằng này mới biết sợ ma la lớn, đau đau đau, bỗng nhiên vang lên một tiếng, đợi một chút, sau đó một tên đang ngồi trên trực thăng hét lớn ra. Lâm Dạ, dơ cao đánh khẽ, tiếp theo câu nói là một thằng chạy tới, vừa chạy hắn vừa nói, chủ tịch hoàng thị mong được nói chuyện cùng cậu thằng hoàng thiếu phong thấy vậy thì đắc ý hét lớn bố tao đến rồi mày xong rồi đợi chết đi con lâm dạ không để ý tới lời hắn nói mà chỉ trầm giọng đáp lại sao thế chủ tịch hoàng thị muốn tạo áp lực cho tôi vậy ông ấy có thể tự đến tên kia vội càng khom người 360 độ đưa chiếc điện thoại ra mà nói không phải thế nhà họ hoàng sẵn sàng bồi thường vì hành vi của hoàng thiếu phong chú hoàng muốn tự mình xin lỗi cậu thằng óc vật kia thấy vậy kinh hãi mà hét lớn anh cúi đầu trước tên nghèo rớt mồng tơi này anh điên à lâm dạ vẫn không quan tâm hắn nói gì chỉ đưa tay cầm lấy điện thoại còn thằng kia vẫn dãy đành đạch hét lớn không đúng anh vừa nói gì bố tôi muốn xin lỗi nó anh nói linh tinh cái gì đó cô la manga co a do e co một lúc sau hình ảnh lão hoàng hiện ra cất giọng nói chào cháu là bạn lầm dạ sao để cháu đợi lâu rồi vâng nói xong lão liền cúi đầu xuống miệng vẫn nói rất xin lỗi cháu đã khiến cháu gặp phiền phức lớn như thế Ta là cha của Hoàng Thiếu Phong. Tất cả những chuyện nó làm đều do ta dạy dỗ không tốt." Lâm Dạ liền đưa tay ra, giữ phép lịch sự mà nói, "Chú nặng lời rồi. Lão ta vẫn nói tiếp, "Chỉ có lời xin lỗi miệng không đủ để bù đắp lỗi sai của thằng con ta. Ta muốn gặp trực tiếp để xin lỗi cháu và bồi thường tổn thất. Trang bị, đạo cụ, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta là được. Còn Hoàng Thiếu Phong, mong cháu có thể giao cho Triệu Khải Hàng, ta nhất định dùng gia pháp quản giáo nghiêm khắc." Thằng óc vật kia giờ tức lắm mà ngất cụ nói luôn. Lâm Dạ lúc này cũng để tên Triệu Khả Hàng đưa thằng óc vật kia đi, miệng vẫn nói, nếu thái độ chú chân thành như thế, cháu đồng ý nhưng nội dung cụ thể liên quan đến bồi thường, cháu muốn ba bộ trang bị cấp kim cương không giới hạn cấp, một bộ mục sư, một bộ pháp sư, một bộ kiếm khách, ngoài ra cháu muốn 500 vạn tiền tệ liên minh. Chú có làm được không? Thằng kia đang ôm thằng Hoàng Thiếu Phong cũng bất ngờ hét lớn cái gì. Tên kia nghe vậy thì liền suy nghĩ, trang bị kim cương không giới hạn cấp, ba bộ chức nghiệp khác nhau, sợ rằng cả nước khó tìm lão kia vẻ mặt vẫn không biến sắc nói trang bị kim cương không giới hạn cấp nhưng nếu cháu cần ba bộ có lẽ phải đợi vài ngày bên chỗ ta tạm thời không có sẵn yên tâm ta sẽ nhờ người đặc biệt đi bí cảnh quét phó bản bên liên minh cũng sẵn sàng cung cấp tài nguyên và giúp đỡ tên kia vừa đỡ thằng kia lên trực thăng vừa thầm nghĩ thật đáng chết lại phải xử lý đống hỗn độn cho cậu rồi hắn quay mặt ra nhìn vào thứ gì đó là cái camera lúc này hắn cũng liền đi xuống đưa tay chuẩn bị tắt camera hắn vừa tắt vừa cất tiếng nói cảm ơn mọi người đã xem hoàng tổng đã đích thân đến xin lỗi và thương lượng bồi thường cụ thể mời đón xem sở chim kênh chính thức ngày mai cảm ơn các vị lâm dạ lúc này nghe lời lão cha thằng óc vật kia thầm nghĩ liên minh xem ra liên minh đã chú ý đến mình rồi là đã điều tra ra thiên phú của mình không tầm thường rồi sao ngắt dòng suy nghĩ của lâm dạ lão ta liền lên tiếng tiếp ngoài ra ta có thể cho cháu tất cả tài nguyên bí cảnh xung quanh giang thành trừ một phần bí cảnh hiếm ra tổng cộng 50 bí cảnh dù sao giang thành không phải của một mình ta trong đó có nhiều phe phái khe nước thâm sâu lâm dạ nghe vậy cũng liền đáp lại không sao một tháng là đủ tên triệu khải hàng nghe màn gáy bẩn của lâm dạ quay đầu lại vẻ mặt sừng sốt nghĩ 50 bí cảnh đánh xong trong một tháng đây là chuyện một chức nghiệp mới có thể làm được sao lão ta nghe lâm dạ nói vậy cũng liền đáp lại được tối mai hãy đưa theo đồng đội của cháu ta mời cháu một bữa cơm còn về dư luận trên mạng lâm dạ hiểu ý lão ta liền trả lời lại ngay cháu sẽ đính chính trên chức nghiệp giả Bữa cơm ngày mai, chủ tịch Hoàng có thể lai chìm. Tên triệu khải hàng thấy màn đối đáp của Lâm Dạ thì thầm nghĩ, cậu trai trẻ tên Lâm Dạ này đã suy nghĩ đến mức này rồi sao? Lão chủ tịch Hoàng lúc này như đã có phần yên tâm mà đáp lại, quyết định thế đi. Nói xong lão thầm nghĩ, tương lai cậu ấy tiền đồ rộng mở, là một thiên tài xuất sắc. Lâm Dạ nghe xong lời nói của lão cũng liền kết thúc video, đưa lại điện thoại cho tên triệu khải hàng, miệng nói, nể mặt thái độ của anh và Hoàng Thiên Tề, hôm nay tôi sẽ bỏ qua. Nhưng quá Tam Ba bận tên kia cũng liền khúm núm nhận lấy điện thoại mà đáp lại tôi hiểu gia đình chú hoàng có chút phức tạp hoàn cảnh cực đoạn dễ khiến con người cực đoan có những chuyện lâm dạ liền ngắt lời hắn mà nói chuyện nhà chú hoàng tôi không có ý nghe ngóng do tình ít thì không nên nói nhiều tên kia nghe vậy cũng không nói thêm gì nhiều liền đáp được cảm ơn cậu hiểu cho ngày hôm sau nhà hàng năm sao ngọc chi lan đây là nhà hàng đầu tiên tại giang thành được nhận định chính thức là nhà hàng năm sao từ trước đến nay đều được đánh giá tối đầu bếp là đại sư đến từ khắp nơi Điểm đặc sắc của nhà hàng này là vô cùng chú trọng trải nghiệm của khách hàng, cho dù là một người hay nhiều người, cũng sẽ có phòng riêng của mình. Phòng riêng có đội phục vụ riêng, gọi lúc nào đến lúc đó, không hề làm lỡ thời gian tốt nhất để thưởng thức mỹ thực. Quan trọng nhất là, cho dù là thân phận gì, cho dù chỉ có thể gọi món cơm rang trứng hoàng kim rẻ nhất của nhà hàng, cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ VIP trí tôn. Mộc Mộc đi sau lưng Lâm Dạ có hơi lo lắng mà nói, tuy rằng Hoàng Thiên Tể đã đích thân xin lỗi cậu trong live stream, nhưng bữa tiệc này, cậu vẫn phải cẩn thận chút. Lâm Dạ liền bình tĩnh đáp lại cô: "Yên tâm, không sao đâu." Rồi cậu liền trầm mặc nghĩ, Hoàng Thiên Tể xin lỗi trịnh trọng như thế, chẳng qua là vì nhìn thấy tiềm lực của mình, kết giao trước mà thôi. Lúc này ba người cũng đã chuẩn bị bước vào bên trong, phục vụ đứng trước cửa kính cần nói: "Lâm tiên sinh, đây là phòng 888 do Hoàng tiên sinh đặt trước, mời vào." Bước vào bên trong, lão Hoàng Thiên Tể đã ngồi trước, "Lão ta thấy Lâm Dạ liền khách sáo nói: "Lâm Dạ, các cháu đến rồi à? Mời ngồi." Hai vị này chính là Tô Mộc Mộc và Bạch Chỉ Nhỉ. Mộc Mộc liền đáp lại, đúng vậy, lão ta lúc này vẫn giọng khách sáo nói, nào, mời ngồi đây. À, có thể đem món chiêu bài rồi, làm phiền, lão ta lúc này cũng đã nâng ly lên, vẫn một chất giọng khách sáo nói, ba vị, cho phép ta xin lỗi các cháu vì hành vi của con trai ta Hoàng Thiếu Phong đối với các cháu. Xin lỗi, là do ta thường ngày không dạy dỗ nó cách đối nhân xử thế, mới để nó làm ra hành động quấy rối ác ý như thế. Hai cô gái lúc này cũng ngạc nhiên mà nghĩ thầm, không có ra oai phủ đầu và lên mặt. Hoa nhã thân thiết, khiêm tốn hữu lý bố của hoàng thiếu phong nhân vật hàng đầu giang thành lại là người như thế này lâm dạ lúc này thấy vẻ mặt hai người cũng thầm nghĩ bố mẹ thương con sẽ vì con suy tính lâu dài đường đường chủ tịch tập đoàn hoàng thị không tiếc nhún nhiều người khác nghĩ xong lâm dạ liền đưa tay ra nói thành ý của chủ tịch hoàng cháu hiểu hoàng thiếu phong có thể biết sai và rút kinh nghiệm cháu sẽ không tính toán chuyện cũ nữa rồi hai người liền đưa tay ra bắt tay như đã hoàn thành giao dịch lúc này một tên vệ sĩ cũng đi vào nói sếp đồ đã được mang đến rồi có cần lấy cho họ xem luôn không? Lão ta cũng liền trả lời lại, ừ, cho họ xem đi, vâng. Vừa nói xong tên kia đã nhấn vào một cái màn hình nào đó, ngay lập tức hệ thống cũng hiện ra thông báo, tên trang bị, thịnh trang của ma hoàng trang bị bốn mảnh. Loại hình, bộ đó, cấp độ chết tạo hiện tại, cấp một chất lượng, cấp kim cương không giới hạn cấp, Yêu cầu trang bị, mục sư, hiệu quả trang bị, thể chất cộng 30, trí lực cộng 30, tăng cường hiệu quả trị liệu bản thân 15%, có hiệu quả bị động hồi xuân. Ghi chú, khi bị kẻ địch đánh trúng hồi phục sát thương đã nhận phải, thời gian làm lạnh 105 đặc biệt tăng cường 50% hiệu quả trị liệu bản thân. Lâm Dạ nhìn thấy bảng thông báo thì liền thầm nghĩ, không hồ là bộ trang bị kim cương, nhưng cũng vừa hay không có xung đột với mấy món lẻ mình đang dùng xem ra là thêm lượng máu và sinh tồn một cách đơn giản thô bạo, nhưng thực thế nếu tính toán một chút, sát thương đảo ngược sẽ trực tiếp nhân đôi. Nghĩ xong cậu liền khách sáo mà nói, cháu rất vừa ý. Bạch Chỉ và Mộc Mộc cũng nhận được vật phẩm, 3CH chỉ khi nhìn thấy đồ vật thì như nhìn thấy vàng lắp bắp cảm cảm ơn mộc mộc lúc này khi nhìn thấy bộ giáp vẻ mặt ngạc nhiên thầm nghĩ bốn món trang bị kim cương không giới hạn cấp một phát đưa ba bộ cho dùng với tài sản nhà họ hoàng cũng tuyệt đối không phải vì mặt mũi là thật sự bỏ vốn liếng nghĩ xong cô liền nói trang bị rất tốt cảm ơn chú hoàng bọn cháu nhận trước lúc này trên màn hình livestream những bình luận liên tục hiện lên đây là người hàng đầu giang thành boss đứng sau tập đoàn hoàng thị hoàng thiên tề sao vậy mà lại tôn trọng một người mới như lâm dạ như thế phí lời nhân vật lớn thì sao còn không phải là không dạy con trai tử tế nên đụng phải thanh niên cứng như đại thần đúng vậy nếu thái độ xin lỗi không chân thành không bồi thường đủ cho đại lão lâm dạ chúng ta mỗi người nhổ một miếng nước bọt dìm chết nhà họ hoàng nếu đại thần đã nói không tính toán nữa vậy chúng ta đi thôi lúc này ba người vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ còn bạch chỉ thì ăn là trên hết lâm dạ lúc này lên tiếng vậy hôm nay tạm thế đã hoàng thiên tề cũng lên tiếng đáp lại được bên ngoài có không ít phóng viên vây lại ta tiễn các cháu ra ngoài đây là giấy thông hành cấp mộng yểm của vùng đất hài cốt đương nhiên không phải tất cả tài nguyên phó bản đã hứa với cháu sẽ bù vào sau lâm dạ liền đưa tay cầm lấy miệng nói vậy thì tốt quá ở bên ngoài những phóng viên quá khích liên tục cầm máy ảnh giáo thét lâm dạ ra ngoài rồi lâm dạ nghe nói thiên phú cậu thức tỉnh là trị liệu đảo ngược có thể một mình quét bất cứ phó bản nào xin hỏi có đúng không lâm dạ xin hỏi có thật cậu đã một mình đánh phó bản tân thủ và đạt được đánh giá cấp sss không xin cậu trả lời không có chức nghiệp giả nào có thể một mình làm được hỏi đại thần ẩn danh trên diễn đàn chức nghiệp giả có phải cậu không lâm dạ lúc này ngầu lòi bước ra trước ánh sáng của máy ảnh tên hoàng thiếu phong hiện tại thì đã bị quấn như một cái xác ướp hắn từ từ mở mắt ra nói người là cái quái gì trước mắt hắn là một tên áo đen trên thân còn tỏa ra huyết khí cười nói hi hi ta sao ta là mai cao đại nhân đến từ vực sâu là ác ma cấp cao có huyết thống thuần khiết và thực lực mạnh mẽ tên hoàng thiếu liền xì ra một tiếng vẻ mặt khi bỉ nói ta cứ tưởng là thứ gì cơ hắn ta dừng một chút lại nói tiếp nhân loại bọn ta một khi thức tỉnh không phải là đánh các ngươi về vực sâu làm sâu bọ không phải chứ một tên bị mục sư tẩn đến mức làm cho cười cho cả thành phố ở đây đắc ý cái gì chứ tên kia lúc này liền biện bạch đây là rút lui tính chiến lược biết không rồi hắn ại bày ra bộ mặt nham hiểm nói tiếp hoàng thiếu phong ngươi thực sự cam lòng sao nhân loại ngu xuẩn vô tri cười nhạo người bạn bè và người thân không giúp ngươi ngược lại đi nịnh bợ kẻ đã ức hiếp ngươi như đám chân chó giao dịch cùng ta thì sao hiện giờ ta có thế để ngươi có được sức mạnh không gì sánh bằng đe những kẻ đã sỉ nhục ngươi xuống đất đánh để cha ngươi biết rằng ngươi mới là ngươi nên được coi trọng nhất tên hoàng thiếu nghe vậy liền giã vào mặt tên kia nói cút lần này là ta dơ cao đánh khẽ rồi hắn đứng dậy chửi lớn hoàng thiếu phong ta là thiên tài trong thiện tài căn bản không cần tầng lớp sâu bọ như ngươi thương hại sức mạnh chó chết gì bạn cho những tên nghèo nàn với phế vật đó đi tên kia nghe vậy thì ngẩn người ra nghĩ thầm ta có thể giết luôn tên đần này không nhẫn nhịn nhẫn nhịn tất cả đều vì kpi nghĩ xong hắn liền hóa thành những luồng hắc khí rời đi nói a Tóm lại, lúc nào ngươi nghĩ rõ, thì hãy gọi hai chữ Mai Cao ta sẽ nghe lời gọi ngay lập tức, ban cho ngươi sức mạnh vực sâu vĩ đại, dẫn dắt ngươi trở thành kẻ khác không sợ bất cứ điều gì. Bí cảnh phó bản, vùng đất hải cối, cấp, cấp 6 đến cấp 10 độ khó, cấp mộng yểm. Lâm Dạ và hai con vợ đang đứng trước cửa bí cảnh, Lâm Dạ lúc này liền lên tiếng, "Bạch Chỉ, thiên phú em thức tỉnh tuần này còn mấy lần?" Hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo, "Vùng đất hải cốt, vùng đất hoang phế bị tử vong bao trùm, xung quanh có đầy đại quân hải cốt, khi bạn tiến vào, sẽ đánh thức chúng và chúng coi thành thức ăn tươi ngon. Lâm chỉ nghe câu hỏi của Lâm dạ cũng liền lúng túng đáp lại. Một lần, trước đó em đi hai lần phó bản, dùng mất một lần rồi. Lâm dạ nghe vậy cũng nhẹ giọng đáp lại. Vậy trước tiên đừng vội dùng, để cho những tài nguyên tốt hơn đằng sau. Tuy rằng là phó bản tài nguyên cấp mộng yểm, nhưng chúng ta có trang bị kim cương, đồ rơi cấp bạch kim tốt nhất trong phó bản không có nhiều lợi ích cho chúng ta. Nhà họ Hoàng đã hứa với chúng ta tuần này sẽ cho chúng ta tài nguyên phó bản tốt hơn, mở ra phó bản khó cấp chữ diệt cho chúng ta nói xong cậu liền đưa tay lên cầm vẻ mặt trầm tư nói thi giờ chúng ta chỉ thiếu một vũ khí đã qua giai đoạn quá độ cho dù không mở được thứ tốt cũng có thể bán giá cao cho nên lần phó bản này chúng ta có ba mục đích một là điểm thuộc tính tự do hai là mở ra vũ khí bạch kim ba là tạo ra công lực cấp sss cho cấp mộng yểm các cậu nhìn tôi coi như dạy trực tiếp mộc mộc liền bày ra bộ dáng tinh nghịch nháy mắt đáp được vậy chưa đến lúc cậu thất bại tôi sẽ không ra tay nói xong mấy người cũng liền tiến vào phó bản hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo độ khó của phó bản này trong miệng của chức nghiệp giả và học sinh được gọi là canh hầm xương đạt được đánh giá cấp sss cần 4 điều kiện một giết bót cuối cùng kỵ sĩ vong linh 2, tiêu hủy toàn bộ hài cốt vong linh ba không sử dụng thanh kiếm vũ khí riêng của bí cảnh dùng để chấn áp tất cả vong linh trong vùng đất hài cốt bốn trước khi qua cửa bảo vệ thanh kiếm còn lượng máu 60% trở lên bạch chỉ lúc này liền bày ra bộ mặt hoảng sợ nói vốn dĩ vùng đất hài cốt bị gọi là canh hầm xương là vì sự giống nhau giữa cấp độ bình thường và cấp độ khó chỉ cần dùng thánh kiếm vứt não để đạn em là lần đầu tiên vào cấp mộng yểm đó. Mộ mộc cũng liền quay sang nói, loại ăn gian như kiểu khắc chế 300% sát thương một khi xuất hiện ở cấp mộng yểm, thì có còn gọi là mộng yểm không? Nói xong cô liền ôm cô bé vào lòng trấn an, đừng căng thẳng, đánh xong phó bản này, chúng ta bán trang bị và công lực mua đồ ăn vặt cho em được không? Bạch chỉ liền quay đầu lại ngại ngùng đáp, ừm, em không cần đâu. Lâm dạ liền bày ra vẻ mặt miễn cưỡng nói, được được được, tôi làm công miễn phí. Rồi cậu quay lại nghiêm túc nói, bây giờ bắt đầu, nhìn kỹ nhé nói xong cậu liền đưa tay lên miệng cắn một cái làm cho máu chảy ra rồi rõ một giọt máu xuống đất vừa giỏ máu xuống đám xác sống đã như đàn kiến mà bâu phát ra những tiếng rợn gai ốc người người sống ăn thôi lâm dạ lúc này cũng thầm nghĩ dùng máu tương dẫn những hài cốt này tới để chúng bỏ quan màn chắn bảo vệ của thánh kiếm vốn ghét thứ ác nhất nghĩ xong cậu liền sử dụng thuật lực đoạt vào chính thân thể mình khiến cậu phun ra một ngụm máu lúc này cậu đã tiến vào trạng thái không ngừng mất máu tất cả thuộc tính hạ thấp mộc mộc cũng ngay lập tức kéo lấy bạch chỉ mà né ra xa nói chúng ta lùi lại lâm dạ bắt lấy nói xong cô liền ném một thứ gì đó về phía lâm dạ lâm dạ cũng ngay lập tức đưa tay bắt lấy hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo viên thuốc giảm đau dùng khi cơ thể bị thương có thể giảm nhẹ nhiều lần cảm giác đau đớn không có năng lực chữa trị không thể chữa lành vết thương ngay lúc này đám xác sống đã như một đại quân mà liên tục đuổi theo lâm dạ lâm dạ lúc này vừa chạy vừa thầm nghĩ phán đoán của mình không sai khát vọng của những hài cốt vong linh này với máu tươi còn lớn hơn sự chán ghét với thanh kiếm Bạch chỉ thấy cảnh tượng lúc này liền lắp bắp hỏi, "Chúng ta thực sự không cần lên giúp sao?" Mộc Mộc liền bày ra bộ mặt tin tưởng mà đáp lại, "Đó là Lâm Dạ đó, không cần, chúng ta không phải nên tin tưởng cậu ấy hoàn toàn sao?" Lâm Dạ lúc này vừa chạy, bàn tay đưa ra rạch một vết dài trên tay kia để máu chảy ra. Hệ thống lúc này cũng liền thông báo, "Giá trị sinh mệnh dưới 10% giá trị sinh mệnh dưới 10% đã đến gần biên giới phó bản vùng đất hài cốt." Lâm Dạ thấy thông báo của hệ thống thì thầm nghĩ, "Đến rồi, khi đến nơi cậu liền sử dụng trị liệu thuật." giá trị sinh mệnh lúc này liền được hồi liên tục đám sắc sống thấy vậy mặt ngẩn ra kiểu hỏi chấm lâm dạ ngay lúc này cũng liền quay đầu lại phát động tấn công mà nói giờ các ngươi thấy không ngon miệng nữa cũng trễ rồi chư tinh thần diệu ngược ánh mắt của lâm dạ lúc này sắc bén hơn bao giờ hết đám sắc sống hiện giờ tán loạn tan đàn xẻ nghé như những con đồ chơi mà bị lâm dạ chơi đùa giá trị sinh mệnh tất cả hài cốt vong linh về không khi tiêu diệt xong đám kia lâm dạ đứng một cách ngầu lòi trước mặt cậu là một cái vực sâu có những làn gió mạnh được thổi lên hai con vợ đứng ở bờ bên kia thì bày ra vẻ mặt hoảng hốt lâm dạ lúc này chỉ nhìn vào bên trong vẻ mặt không cảm xúc bên trong một cái ang đá có một thứ đang bước ra vừa bước ra hắn vừa nói là ai làm ta thức giấc rồi sau đó một con bót phi ngựa ra vừa bắn ra như một viên đạn vừa nói ta sẽ dùng đầu lâu ngươi làm ly uống cạn máu tương của các ngươi hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo tên kỵ sĩ vong linh cấp chín sức mạnh 11 thể chất 15 trí lực 20 tinh thần 15 nhanh nhẹn 14 chất bạch kim kỹ năng oán hòa cơn giận vong linh vực thảm u minh nói xong con bót liền lao thẳng về phía lâm dạ lâm dạ lúc này vẻ mặt không chút sợ chỉ trầm giọng nói đảo ngược thuật trị liệu thuật lực đoạt những tia huyết khí từ nơi lâm dạ đứng theo câu nói của cậu mà nhanh như gió lao thẳng tới chỗ của con bót đang lao tới Bắn thẳng vào người nó cây máu ngay lập tức tụt hơn một nửa con bót lúc này đã có một lỗ to trên ngực lâm dạ lúc này cũng ngay lập tức chạy vọt về phía nó miệng còn gáy bẩn gà quá hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo đảo ngược liệu pháp thần khí tay ách giáng lâm tăng thiệt hại 50% ngay lập tức một tia sét lớn từ trên trời giáng thẳng xuống chỗ con bot kỵ sĩ vong linh đã rơi vào trạng thái trọng thương thân thể nó lúc này vỡ nát như bình xứ hệ thống lúc này lại hiện lên thông báo khởi động kỹ năng bị động vong linh chi oán tăng cường thuộc tính của kỵ sĩ vong linh con bot lúc này gương mặt bỗng đen sạm lại ánh mắt hóa thành một màu xanh tức giận hét lớn quay lại đi các anh em của ta lâm dạ lúc này vẻ mặt có phần biến sắc nhìn xung quanh đám sắc sống nhỏ lúc này như được hồi máu lại bắt đầu đứng dậy rồi cùng với con bót lao thẳng về phía lâm dạ vừa tiến tới vừa hét nhân loại ngu ngốc ngươi đã không còn đường thoát nữa rồi có còn di ngôn gì không lâm dạ nghe câu nói đó cũng chỉ cười khẩy khinh thường cô bé bạch nhỉ lúc này lo lắng nói đại thần mộc mộc không để cô nói hết mà ngắt lời nói những con ma vật này cũng ngốc quá đến cả toán học mà cũng chẳng hiểu gì mỗi dây kỵ sĩ vong linh mới tăng cường 100 hp lâm dạ đơn giản là không cần khắc chế cấm liệu của thánh kiếm áp chế ngoại xuất 3 phút thôi là đủ để kết thúc bọn chúng rồi cô vừa nói xong lâm dạ lúc này cũng đã dọn hết đám quái thông báo hiện lên không ngừng vong linh đã chết con bót nhìn thấy cảnh này vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi lâm dạ chỉ nhẹ nhàng đưa cây trượng của mình lên nói loại di ngôn này phải hỏi chính bản thân ngươi mới đúng hệ thống theo câu nói của cậu mà hiện lên thông báo đào ngược thuật trị liệu thuật lực đoạn giá trị sinh mệnh trừ bảy bao gồm năm tăng tuổi hại kết thúc dòng thông báo thân thế con bot cũng từ từ mà tan biến xung quanh lâm dạ lúc này địa phương xung quanh nơi cậu đứng tất cả những sắc sống quanh đó đều bốc hơi hệ thống lúc này lại hiện lên thông báo giết chết bot kỵ sĩ vong linh của thần cảnh đạt được 6.000 điểm giá trị kinh nghiệm hoàn thành phó bản hài cốt chi địa bắt đầu tổng kết phần thưởng hoàn thành toàn bộ điều kiện giấu kín đánh giá thăng cấp sss đạt được dương báu hoàng kim dương báu bạch kim bạn đã thăng cấp lv 8 họ tên lâm dạ chức nghiệp mục sư cấp bậc 8 năng lượng 10 cộng 20 thể chất, 10 cộng 20 cộng 80 trí lực, 2 cộng 20 cộng 30 tinh thần, 10 cộng 20 linh hoạt, 0 cộng 20 cộng 20 trang phục của trang bị kích hoạt ma hoàng 4 mảnh, dây tật phong, đá xiểm thước, nhẫn ngọc lục bảo, thức tỉnh thiên phú, nghịch chuyển càn khôn. Kỹ năng đơn thế, thuật chữa trị thuật lực đoạt, kỹ năng hỗ trợ, thuật thanh tích thuật cấm chế, kỹ năng quần thể, thần phí trị pháp tại ách dáng lâm le vừa hai chư tinh thần diệu thiên địa ngục. Hai con vợ kia lúc này mới đi ra, mộc mộc liền nói, lâm dạ, được đó nha, hệ thống lúc này cũng hiện lên tô mộc mộc bạch chỉ không sản sinh ngoại xuất hoặc chuyển động đang chạy phán đoán kết toán không phần thưởng kinh nghiệm mộc mộc lúc này vẻ mặt nhìn vào một thứ gì đó mà hiện lên vẻ bất ngờ hệ thống lại tiếp tục hiện lên thông báo nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành phó bản thần cảnh hài cốt chi địa bảo vệ thanh kiếm canh giữ bình cháo cả quá trình không bị sinh vật vong linh tấn công đạt được phần thưởng duy nhất chìa khóa thách kiếm chìa khóa thách kiếm duy nhất cảnh công dân đến bản sao vương quốc bí mật một thời vong linh chi địa có thể được mở ở một nơi có điều kiện phù hợp với độ khó cao nhất là cấp thiên tài bạch chỉ thấy được thứ đó thì liền đưa tay lên cảm thán chia chìa khóa phó bản cấp thiên tài tôi tôi không nhìn nhầm chứ hệ thống lúc lại lại hiện lên bảng lựa chọn nhiệm vụ cuối cùng của hài cốt chi địa đã tan biến có muốn khởi động phần thưởng dương báu có hay không mộc mộc thấy vậy liền nói lớn trong phó bản cốt đầu thắng lại còn có chìa khóa bí mật dùng một lần mà chưa từng được mở ra Lâm Dạ nghe vậy tay vẫn đang cầm chiếc chìa khóa trên tay ngắm nghiến nói, "Ừm, đạo cụ cá nhân của bí cảnh đặc tính một lần và chìa khóa phó bản thông thường không giống nhau, sau khi sử dụng chìa khóa và phó bản đều sẽ biến mất, phần thưởng bên trong cũng như vậy. Chính là vì có một không hai vậy nên là tài nguyên cấp chiến lược vô cùng quý báu. Cấp sử thi cấp thiên tài, người mới có thể thấy được phó bản thông thường chỉ có cấp phổ thông, cấp khó và cấp mộng ma. Cấp mộng ma cấp khó cấp phổ thông, mà sau nó, thực ra còn có cấp tại họa, cấp tại hại, cấp thảm họa, cấp thiên tai và cấp sử thi. Phó bản thông thường đỉnh cấp, phó bản bí cảnh tính một lần hiếm có, đều bị thế lực chức nghiệp giả kiểm soát và lũng đoạn. Bạch Chỉ nghe vậy hai mắt phát sáng, không giấu được sự phấn khích nói, "Vậy, vậy cấp bậc tương đồng, phần thưởng của phó bản đặc tính một lần còn lợi hại hơn phần thưởng của phó bản thông thường nhỉ?" Mộc Mộc cũng liền đáp lại lời cô, "Lợi hại gấp mấy lần đó, hơn nữa nhất định sẽ trao phần thưởng độc nhất vô nhị trên thế giới cho những người khiêu chiến xứng đáng." Lâm Dạ lúc này cũng đưa tay lên xoa cằm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Khoan đã, những chức nghiệp giả lấy được điểm cấp SSS, không có HP của tấm bảo vệ nào duy trì được. Hai con vợ lúc này không thèm nghe lời của Lâm Dạ nói, chỉ đưa tay ẩy mạnh cậu về phía Dương Báo nói: "Ê, quan tâm tới bọn họ làm gì, mau mau bắt đầu tiết mục mở Dương đi, e he he, xem đại thần Lâm Dạ của chúng ta có vầng sáng may mắn có thể mở ra được cái gì nào." Lâm Dạ lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ mà ừ lên một tiếng, Dương Báo lúc này cũng đã được mở ra, hệ thống cũng hiện lên thông báo, mở Dương Báo cấp Bạch Kim, đạt được điểm thuộc tính tự do, Đạt được trang bị cấp bạch kim liệp khuyên chi nha viên thạch trượng thuộc tính mở dương bầu cấp bạch kim đạt được điểm thuộc tính tự do đạt được trang bị cấp bạch kim liệp khuyến chi nha viên thạch trượng lâm dạ lúc này tay cầm cây trượng vừa nhận được cười cười bất đắc dĩ nói không có gì phù hợp với mục sư cả ngược lại viên thạch trượng này mộc mộc có phải cậu thiếu vũ khí úp đách không mộc mộc lúc này kiểu nghiện rồi còn ngại nói không 10 điểm thuộc tính tự do đã lời rồi trí lực cộng 10, trí lực hiện tại năm hai hai ba Lâm Dạ lúc này liền tiến lại gần đặt cây trượng lên tay Mộc Mộc nói, "Ừm, cậu đổi lấy viên thạch trượng, chắc tương ứng với ngũ hành đại sư thuộc tính thổ." Lúc này ba người đang tiến về cửa ra của bí cảnh, Mộc Mộc cất tiếng hỏi, "Tiếp theo ta đi đâu?" Lâm Dạ lúc này cũng liền đáp lại lời cô, "Thực ra đội ba người chúng ta cho dù là trang bị hay là số liệu ngoại xuất, đều đã dẫn đầu trong kiểm tra chức nghiệp, lướt lại lần nữa, tích lũy kinh nghiệm đạt tới cấp 10, ba người lúc này cũng đã ra khỏi bí cảnh, nhưng Lâm Dạ vẫn nói tiếp, "Tiếp theo hai cậu tự lướt hài cốt chi địa có được không?" Dựa theo trình tự vừa rồi của tôi, chắc chắn hai cậu không đạt được đến cấp SSS, nhưng cho điểm cấp 5 vẫn dễ dàng tăng kinh nghiệm hơn. Bạch chỉ liền đưa hai tay lên tỏ vẻ quyết tâm nói, tôi, tôi không vấn đề. Nhưng đột nhiên lúc này có hai thân ảnh lướt qua, lâm dạ cũng ngay lập tức lướt nhanh qua chắn trước mặt mộc mộc quát lên, hoan đã, có nguy hiểm. Rồi đột nhiên ánh mắt cậu trở nên sừng sốt, mà hét lớn, bạch chỉ. Bạch chỉ lúc này đã bị một tên to béo khống chế, hắn kề dao vào cổ bạch chỉ mà lên tiếng, này, quát con, chúng mày đã lấy được chìa khóa thạch kiếm rồi sao tên kia vừa khống chế bạch chỉ vừa hét lớn về phía lâm dạ nếu biết điều thì mau giao chìa khóa kiếm đá ra đây lâm dạ bày ra vẻ mặt muốn giết người nhìn thẳng về phía bọn chúng tên kia vẫn đang khống chế bạch chỉ miệng vẫn nói nếu không đông đội nhỏ của mày sẽ bạch chỉ lúc này đang trong sự khống chế bỗng nhiên ánh mắt hiện lên sự kiên định rồi ngay lập tức cô quay người cầm cự kiếm trong tay quật mạnh vào người tên kia dựa vào cái gì phải cho các người một tên trong số chúng thấy vậy vẻ mặt hiện lên sự nham hiểm đưa hai tay lên vận ra một quả cầu lửa xung quanh hắn hiện giờ những luồng hỏa khí lượn lờ quanh thân thể trực chờ bắn về phía bạch chỉ đang chạy đi ngay sau đó một hỏa cầu lớn xe gió mà đi bay thẳng về phía bạch chỉ cô cũng ngay lập tức đưa cự kiếm lên cố gắng chống đỡ lại đòn tấn công kia nhưng vẫn là bị thương tên kia thấy vậy liền tiến lên đắc ý mà nói có chút trình độ đáng tiếc lâm dạ thấy cảnh tượng này chỉ lạnh lùng nói không muốn chết thì thả con bé ra bạch chỉ hiện giờ đang bị những đốm lửa của hắn thiếu đốt tên kia vẫn đưa tay lên vận ra một hỏa cầu nhỏ chuẩn bị phát động một lần tất công nữa miệng nói đừng thô bạo như thế thật ra tao rất thích những đứa đủ mạnh nhưng chỉ một giây sau đã có một luồng huyết sắc xé gió mà đi lao vọt tới chỗ tên kia nhưng hắn vẫn may mắn tránh được luồng huyết sắc kia không chạm tới điểm rơi đã lao vọt xuống mặt đất tạo nên một vụ nổ lớn tên đang khống chế bạch chỉ cũng bị luồng dư chấn đẩy văng đi miệng hét lớn vãi trưởng ngay lập tức hắn quát lên chửi tên pháp sư dùng lửa kia này chúng mày làm ăn kiểu gì đấy không phải bảo chúng mày ngăn lại một thằng trong số chúng không né kịp ăn một đòn đó nằm dạp xuống đất lăn lộn nhưng miệng vẫn nói mày một tên nhóc chưa đến le vừa mười sao có thể con một tên trong số chúng lúc này cũng đã bị phân thân của mộc mộc đè xuống đất lâm dạ vẫn đứng đó vẻ mặt đen lại trầm giọng nói cút ai cho mày dũng khí đến cướp của bọn tao tên pháp sư thích chơi lửa kia thấy vậy thì vẻ mặt vẫn không biết sợ đáp ha 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 đợi khi đến địa ngục rồi hối hận vì sự ngông cuồng hôm nay của mày đi nói xong hắn đưa tay ra phát ra những tia xứng mạng màu xanh nhập vào người tên chọc đầu trong phút chốc tên kia như được bốc thêm sức mạnh nói lão nhị không để người sống nghe xong tên kia nhanh như cắt gồng cơ nhân vọt thẳng về phía đám người lâm dạ mà nói trước tiên giết tên nhóc này hai đứa con gái còn lại không là gì cả mộc mộc thấy cảnh tượng đó thì toát mồ hôi nói lớn người này vậy mà không chút để ý đến sống chết của đồng đội sao lâm dạ vẫn một vẻ mặt không quan tâm nhắc chở hai người kia mộc mộc bạch chỉ hai người lùi lại phía sau trên người chúng có mùi của ma triều nói xong cậu thầm nghĩ chúng đều là kẻ khác chúng tự nguyện giao dịch với ác ma vực sâu có thể bỏ qua thiên phú vốn có đồng thời có được sức mạnh vực sâu mạnh hơn bản thân nhiều lần chôn vùi nhân tính đối địch với con người nghĩ xong lâm dạ liền nói thần khí liệu pháp đảo ngược tai ách giáng lâm ngay lúc vừa đọc xong câu nói thân thể cậu được bao bọc bởi những luồng huyết khí tản ra xung quanh những luồng huyết khí trong phút chốc tụ lạnh thành những quả cầu lửa lao thẳng về phía tên kia đang vọt tới một vụ nổ lớn được tạo ra ngay sau khi hai người pha chạm Tên kia tưởng đã đạt được ý định mà cười lớn nói: "Ha ha ha, tên phế vật ngay cả kỹ năng cũng không phóng ra được. Lão nhị, trang bị mấy đứa này xem chừng không tội, lột hết xuống." Như Lâm Dạ lúc này đứng bên trong vụ nổ không sao cả, còn tên kia đã bị Lâm Dạ nắm cổ mà bày gãi. Đám người kia thấy vậy như không tin vào mắt mình, tất mồ hôi hoảng sợ mà lắp bắp: "Ái, cái gì?" Rồi hắn quay đầu sang nói với tên phía sau: "Đồ ngu, mau trị liệu đi tên kia lúc này cũng hoảng sợ mà đáp lại: "Đại, đại ca, không phải, vừa nãy anh ấy trong phút chốc" đã chết rồi. Tên kia nghe vậy thì chấn kinh thầm nghĩ, sao có thể, một mục sư chưa đến level 10, lấy đâu ra sát thương mạnh đến thế? Trừ phi hắn cũng giao dịch với ác ma vực sâu, không đúng mục sư, công kích là tên Lâm Dạ đó, tên này căn bản không phải chức nghiệp giả thông thường, không, hắn căn bản không phải người. Vừa dứt dòng suy nghĩ, hắn cũng ngay lập tức quay người vọt chạy đi, còn không quên hét lớn về phía sau, chạy gì? Lâm Dạ thấy vậy vẻ mặt vẫn lạnh như băng nói, muốn chạy, làm bạn với, tao sẽ không để bọn mày đi đâu chưa tinh thần diệu đảo ngược không không nói xong những luồng huyết khí trên người lâm dạ càng thêm dữ dội như hóa thành ác quỷ dưới địa ngục chỉ hai giây sau những luồng huyết khí tụ lại hóa thành một tia sáng bắn thẳng vào phía bọn chúng đang chạy những tên kia ngay ở trong vụ nổ liền chết ngay lập tức lâm dạ cũng từ từ đi về phía bọn chúng mà thầm nghĩ tất cả các kỹ năng sau khi tăng sát thương có thể trực tiếp giết chết bót cấp mộng yểm giết trong giây lát chiến đấu với chức nghiệp giả cao hơn 5 level giá trị sinh mệnh có thể về không chúng chết chắc rồi Khắt dòng suy nghĩ của cậu mộc mộc liền lên tiếng, nếu không ra tay bây giờ người chết chính là chúng ta rồi. Bạch chỉ lúc này vẫn chưa hết hoảng sợ lắp bắp nói, "Ó, có cần xử lý thi thể không? Lỡ như tổ chức công hội của chúng tìm đến chúng ta." Lâm Dạ liền đáp lại, "Không vội, những kẻ thác này sẽ không có tổ chức công hội hay bang phái nào sẵn lòng công khai thừa nhận." Rồi cậu cúi xuống lục lọi đồ đặc bọn chúng miệng vẫn nói, "Còn nếu không công khai, chúng tự lập trận doanh cũng sẽ không quan tâm." Trang bị bạch kim và hoàng kim dùng linh tinh nhưng bị khóa thuộc tính chỉ có kẻ khác mới dùng được tiếc quá vừa nói dứt lờn trên tay tên kia bất ngờ xuất hiện một ký hiệu đầu lâu nào đó lâm dạ lúc này nhìn thấy thứ đó hai mắt sáng lên nói có rồi hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo giấy thông hành khu rừng người khổng lồ mất mạng cấp tại họa thấy thông báo của hệ thống lâm dạ liền thầm nghĩ giấy thông hành phó bản cấp tai họa đồ tốt phó bản cấp 10 khu rừng người khổng lồ mất mạng thật ra cấp mộng yếm từng là để kiểm tra cho chức nghiệp giả nhiều năm rồi không có đội ngũ thảo phạt nào vượt qua phó bản bót thứ hai hắc âm chú kỵ trở thành ác mộng của tất cả học sinh đã cản đường trên con đường chức nghiệp giả mà tất cả chức nghiệp giả tinh anh đều sẽ tổ đội khiêu chiến khu rừng người khổng lồ mất mạng cấp tai họa mục tiêu vượt qua của họ không phải trang bị đẳng cấp hay kinh nghiệm là lấy được đồ rơi sau khi vượt qua lần đầu và không bị thương chìa khóa phó bản xào huyệt bị quên lãng cấp thiên tài nhưng đó đều là chuyện phía sau vừa nghĩ xong cậu cũng đưa tay nắm chặt lấy thứ kia mộc mộc hiện giờ đi sau lưng lâm dạ cũng liền hưng phấn mà hét lớn là khu rừng người khổng lồ mất mạng rồi ánh mắt cô như phát sáng hỏi lại, chúng ta có thể đi sao? Lâm dạ cũng liền quay lại ôn nhu nói, đợi thời gian chờ thiên phú của bạch chỉ trôi qua, trực tiếp đi vào. Chúng ta không chỉ phải cố gắng lên level trong phó bản thu lấy được gì, ai thông hành xào huyệt bị quên lãng. Một lúc sau, ba tên sát nhân đang tính chuyển phi tăng sát, bạch chỉ đưa tay nắm lấy tay áo lâm dạ cất giọng có phần sợ hãi. Cho nên, những kẻ thác này xử lý thế nào đây, cho dù thiêu hay chật nát cũng để lại dấu vết. Mộc mộc lúc này cũng đưa ra chủ kiến, hay là chôn rồi cô quay đầu lại nói tiếp nếu trong chúng ta có người triệu hồi thì tốt rồi có thể đem thi thể làm đồ ăn lâm dạ nghe quả kế hoạch man dợ của hai người thì đen mặt nói nè nè hai người rồi cậu liền vác hai các xác kia lên bước đi nói hay là vứt vào phó bản đi để chúng biến mất theo thời gian chờ của phó bản kết thúc mộc mộc nghe vậy thì liền tán thành ngay ý kiến hay không ngờ phó bản còn có tác dụng này vậy là mấy người liền ném mấy cái xác vào bên trong phó bản hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo búc cá coi đang chờ lâm dạ cũng liền nhìn vào bảng hệ thống mở miệng nói được rồi chúng ta quay về sửa soạn kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đợi thời gian chờ cá coi của bạch chỉ kết thúc trực tiếp mở khu rừng người khổng lồ mất mạng hai con vợ kia cũng liền hào hứng mà đồng tình một ngày sau tại giang thành lâm dạ và hai con vợ đang ngồi ăn ở một nơi nào đó mộc mộc lên tiếng trước vì để thăng cấp chuẩn bị thi khảo hình như từ sau khi thức tỉnh thiên phú chúng ta chưa từng thả lòng ăn một bữa lớn như thế này bao giờ lâm dạ nghe vậy cũng liền đáp lại yên tâm liên minh tệ hôm nay chúng ta kiếm được chỉ có nhiều chứ không có ít bạch chỉ thì như không nghe thấy lời hai người nói vẫn cứ hăng say mà ăn lâm dạ lúc này vẫn tiếp tục nói có thời gian rảnh chúng ta có thể thường tới đây mộc mộc nghe vậy liền ngại ngùng quay sang hướng khác mà nói thật ra vẫn là giữ lại mua trang bị thì tốt hơn tôi đâu phải trẻ con cũng không cần tiêu nhiều tiền ăn chơi giải trí như thế bạch chỉ nghe vậy cũng ngẩng đầu lên trên miệng vẫn còn dính đồ ăn nói đại lão thật ra em có thể chia tiền à không đúng hay là em thanh toán cho Lâm Dạ bày ra vẻ mặt ôn nhu cười đáp lại lời Bạch Chỉ, "Lần sau đi, tiểu đội chúng ta không thiếu tiền vốn." Vừa nói xong người phụ vụ đã tiến tới cung kính nói, "Chào anh, hóa đơn bản này của anh đã được vị tiên sinh đó thanh toán rồi." Lâm Dạ nghe xong liền nhìn về phía một người trong góc phòng thẩm nghĩ, "Là anh ta." Can sự Liên Minh chức nghiệp giả đồng thời là trưởng môn Linh Vận Tông. Can sự tên này tên là Liên Minh chức nghiệp giả thượng quan yến trưởng môn Linh Vận Tông. Hắn thấy Lâm Dạ nhìn về phía mình liền đưa tay ra khách sáo nói, "Chào mọi người, tôi là thượng quan yến." cán sự liên minh chức nghiệp giả đồng thời là trưởng môn linh vận tông lâm dạ cũng liền đưa tay ra bắt tay hắn đáp lại chào anh tôi là lâm dạ học sinh học viện chức nghiệp giả số một của giang một thành họ bà đồng đội của tôi tô mộc mộc bạch chỉ hắn liền ngẩng đầu lên đáp lại tôi biết tôi đến muốn mời cậu gia nhập linh vận tông để tiện cho việc tiến vào liên minh chức nghiệp giả trước mộc mộc nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại tiến vào liên minh chức nghiệp giả trước lâm dạ lúc này vẻ mặt vẫn bình tĩnh đáp lại lời tên kia nhưng tôi không tham gia kiểm tra chức nghiệp huống hồ nếu tôi đồng ý với anh không thể hiện thực lực của mình trước công chúng đã vào liên minh rất khó không bị nghi ngờ tôi dùng đặc quyền để đi cửa sau nhỉ cho nên tôi sẽ không đồng ý với anh hơn nữa tôi cũng không có kế hoạch gia nhập bất kỳ môn phái nào tên kia nghe thấy lời của lâm dạ vẫn dáng vẻ không để tâm nhẹ nhàng rót ra ai ly rượu đưa về phía lâm dạ miệng vẫn đáp lại cái này tôi quả thực chưa từng nghĩ cậu sẽ từ chối cũng phải kẻ mạnh muốn có suy tính của mình rồi hắn đưa miệng uống hết ly rượu miệng vẫn nói không sao mong có thể thấy cậu nhanh chóng gia nhập liên minh rồi hắn đưa ly rượu vừa uống hết ra cười nói tiếp có gì cần có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào đây cũng là ý của liên minh ưu đãi nhân tài còn có xuất phát từ lòng riêng của tôi đợi ngày cậu đến tôi muốn quang minh chính đại mài giữa với cậu một phen lâm dạ lúc này vẻ mặt vẫn lạnh băng đáp lại lời hắn không thành vấn đề nói xong cậu liền thầm nghĩ linh vận tông sao người này cũng có chút thú vị chuyển cảnh ở một nơi nào đó ba người đang đứng lâm dạ lúc này lên tiếng gọi bạch chỉ Bạch chỉ lúc này cũng liền đáp lại, đến đây vừa lúc dứt lời cô cũng liền triệu ra thiên phú của mình hai con cá coi vàng theo tay của bạch chỉ mà bán ra. Hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo, bạn đã được ban một sức mạnh chưa biết, có được búc đặc biệt sự chú ý của nữ thần may mắn, mỗi lần vượt qua phó bản có thể nhận một dương báu nâng cao một cấp, duy trì 24 giờ. Lâm dạ cũng ngay lập tức bóp mạnh chìa khóa trong tay miệng nói, sử dụng giấy thông hành, dùng chìa khóa khởi động cửa truyền tống khu rừng người khổng lồ mất mạng. Hệ thống lúc này lại tiếp tục hiện ra thông báo, Kiểm tra thấy yêu cầu mở cửa truyền tống phó bản đang xác nhận, hãy đợi, phó bản bí cảnh khu rừng người khổng lồ mất mạng cấp tại họa đã khởi động, sắp tiến vào khu rừng người khổng lồ mất mạng, cấp, cấp 8 đến 15 độ khó, tai họa. Giới thiệu, tại ách thế gian coi nơi đây là nhà, u minh tịch mịch là đích đến, nơi này là vùng đất nơi tộc người khổng lồ mất mạng, cũng là vùng đất tuyệt vọng đong đầy cái chết, lúc này ba người cũng đã tiến vào bí cảnh, một không nhịn được mà lên tiếng, khu rừng người khổng lồ mất mạng nghe nói là mảnh vỡ bí cảnh do bí cảnh cỡ lớn nào đó phân ly ra. Tuy rằng cấp 8 đã được vào, nhưng nó có độ khó công lực cấp chữ tai, những phó bản khác đều không đuổi kịp. Ở gần chỗ ba người có, một bàn tay thoát đất mà ra ngoài. Tiếp sau đó là hai tên khổng lồ toát ra, trên người chúng bám đầy rêu, trên đầu còn có một ngọn lửa màu tím trông cực kỳ quỷ dị. Hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo, tên gọi, binh sĩ U Linh Vong Quốc cấp, 8 sức mạnh, 15 thể chất, 15 trí lực, 11 tinh thần, 12, nhanh nhạy, 11 tư chất, hoàng kim, kỹ năng, chém ngang, xung kích, nhảy chém, đâm thẳng. Hai con vợ kia thấy vậy tinh thần chiến đấu liền được đẩy đến dương vô cùng mà nói, lâm dạ, hai con quái nhỏ này giao cho bọn tôi trước. Tiếp sau đó, phân thân của mộc mộc đã nhảy tới gặt bay đầu một con. Cô nhìn thấy sức mạnh của mình như không tin vào mắt mình mà nói, tấn công của tôi. Bạch chỉ lúc này cũng đang điên cuồng chém vào thân thể con quái còn lại, nói tiếp câu sau, thật sự gấp đôi rồi. Lâm dạ ngay lúc này cũng liền búng tay thi triển, thuật trị liệu thuật rõ nét. Rồi cậu mở miệng nhắc nhở Bạch Chỉ đang chiến đấu, chú ý combo chém ngang và xung kích của chúng, ngồi xuống lăn, nói xong cậu liền cảm thán trong lòng, xem ra trang bị mới rất có tác dụng, năng lực tấn công của Mộc Mộc và Bạch Chỉ đã vượt qua phần lớn học sinh cùng cấp, Bạch Chỉ lúc này cũng nghe theo lời của Lâm Dạ mà lộn ngược một vòng thành công né được một cũ chém ngang của con quái khổng lồ kia, Mộc Mộc cũng liền vọt tới, một tiếng nói, bong bóng độc những bóng bóng nước màu xanh theo tiếng nói của cô mà hiện ra lao thẳng về phía con quái khổng lồ, Bạch Chỉ ngay hiện giờ cũng liền tức tốc thi triển liệt diệm chảm con quái bị ăn hai chiêu sát thủ của hai người thì lập tức nổ tung thành nhiều mảnh ba người khi vừa diệt xong con quái to nhưng ngay lúc này lại có thêm những dòng khí màu tím tản ra xung quanh lan tới chỗ ba người hai con vợ liền tức tốc nâng cao cảnh giác đây là a à, mọi người cẩn thận lâm dạ lúc này mới lên tiếng chú ý bót đầu tiên đến rồi hệ thống cũng hiện lên thông báo cấp 13 sức mạnh 27 thể chất 22 trí lực 15 tinh thần 18 nhanh nhạy 24 chất bạch kim kỹ năng kỵ sĩ đột kích thương ánh sáng bảo vệ giao chắn sư tử ánh sáng thần thánh theo dòng thông báo của hệ thống con bót cũng từ từ bước ra một con bót khổng lồ trên tay cầm cây đao của bà tân vê lốc thân thể được thiêu bởi lửa của bà tuyết mặt bộ giáp của siêu nhân trắng khi thấy con bót bước ra lâm dạ cũng ngay lập tức sử dụng đảo ngược chư tinh thần diệu tiếp sau đó một luồng sáng đỏ xé gió bay thẳng lên người con bót mộc mộc thấy vậy thì bất ngờ mà lắp bắp nói giết chết rồi lâm dạ vẫn một bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh đáp lại lời cô nói không vẫn chưa chú ý vị trí rỉa máu thêm tăng sát thương chảy máu thân ảnh con bót lúc này cũng từ trong bụi mờ mà đi ra cây máu đã tụt hơn một nửa sau đòn đánh của lâm dạ nó tức giận lao thẳng về phía trước ý định xanh chín mộc mộc và ba ch giờ chỉ cũng ngay lập tức phát động tấn công về phía con bót đang lao tới chỉ thấy mộc mộc nói lớn phòng sinh chi lệ bong bóng độc ngay sau đó thân ảnh của cố cùng với những bong bóng xanh lướt lên cùng với bạch chỉ những đòn tấn công của hai người cứ thế mà dội vào người con bót tiếng thông báo cứ thế mà điên cuồng hiện lên nhưng những đòn đánh của hai người dường như không có tác dụng chỉ thấy con bót từ từ được hồi phục lại mộc mộc thấy vậy thì bất mà hét lớn đây là kỹ năng cố định của linh kỵ trắng sao đánh còn một phần bốn máu thì sẽ tiến vào trạng thái vô địch như thế này bạch lúc này cũng đã toát mồ hôi thở ra một hơi dài đáp lại đầu tiên đã có tính thử thách thế này lâm dạ cũng từ từ tiến lại sử dụng thuật thanh tích lên cơ thể mộc mộc nhẹ nhàng nói đây là kỹ năng riêng trước khi kỵ sĩ này biến thành vong linh tôi đi dắt mũi nó hai người chú ý đừng kéo thù hận của nó nói xong lâm dạ cũng ngay lập tức nhảy bật ra vài bước miệng nói với về phía con bót đến đây linh kỵ trắng rồi cậu nhìn về phía con bót thầm tính toán trong lòng vị trí này không trốn nhưng tầm nhìn rõ ràng khoảng cách vừa đẹp nếu là một kỵ sĩ chuyên nghiệp nhất định sẽ sử dụng cách tấn công từ xa ví dụ như ném thương theo dòng suy nghĩ của cậu hệ thống cũng hiện lên thông báo kỹ năng kỵ sĩ rào chắn sư tử thêm cho bản thân rào chắn bảo vệ giúp chặn 300 sát thương vật lý và 300 sát thương ma pháp khi vừa thông báo xong trên tay nó cũng xuất hiện những luồng lam sắc bao bọc lấy chỉ một vài giây sau cây thương đang cầm trên tay được nó phóng mạn vọt thẳng tới chỗ Lâm Dạ, những nơi nó đi qua còn bị dư chấn tạo ra một khe rãnh lớn, một tiếng va chạm cực lớn được tạo ra khi hai bên va chạm vào nhau, nhưng Lâm Dạ lại không chút tổn thương bước ra từ đám bụi mịn, trên tay còn cầm luôn theo thanh thương của tên kia, tên kia thấy vậy thì quay lại bất ngờ lắm, nhưng ngay lập tức Lâm Dạ đã lao thẳng về phía nó, trầm giọng nói, thuật trị liệu ngược thuật cướp đoạt cùng lời câu nói, Lâm Dạ cũng cầm thanh thương lướt nhanh qua người nó, Lâm Dạ lúc này cũng đã đáp đất cố gắng giữ thăng bằng thầm nghĩ tấn công xa không được tiếp theo sẽ thế nào mình đoán sẽ sử dụng kỹ năng loại đột kích lấy lại vũ khí đổi thành tấn công cận chiến ngay theo dòng suy nghĩ của cậu con bót đã cưỡi lên lưng một con ngựa được bao bọc bởi những luồng hỏa diễm màu tím mà lao thẳng về phía lâm dạ lâm dạ cũng ngay tức tốc vọt về phía nó tên tay ném ra đạo cụ chớp nhoáng ngay lúc này hai bên cũng đã va chạm vào nhau tạo nên hai luồng sáng lần lượt chia thành hai nửa bên kia chiến tuyến hệ thống lúc này lại hiện lên thông báo sau khi trang bị đa thiểm thước tất cả thuộc tính tăng 20 điểm có được kỹ năng chủ động chớp nhoáng tốc biến khoảng cách lâm dạ liền quay đầu lại nhìn về phía con bót nhếch mép thầm nghĩ ha rất tiếc ngươi đã tiến vào kế hoạch của ta con bót cũng ngay lập tức nhìn ra ánh nhìn của lâm dạ mà ngay lập tức vọt về phía lâm dạ mà ra đòn tấn công lâm dạ lúc này phải chật vật chống đỡ trong lòng thì thầm tính toán cơ hội tốt sau khi đột kích từ xa kỹ năng ánh sáng thần thánh nó đã tiêu hao rất nhiều bây giờ chỉ có thể tay không đến lãng phí tốc độ tấn công bùng nổ của nó Hệ thống lúc này theo sự tách ra của hai bên mà hiện lên thông báo một lần nữa, giá trị sinh mệnh cộng 500, giá trị sinh mệnh đã đạt giới hạn, giá trị sinh mệnh đã đạt giới hạn, kỹ năng ánh sáng thần thánh của linh kỵ trắng kết thúc, kỹ năng bảo vệ kết thúc, kỹ năng rào chắn sư tử kết thúc, con bot thấy ưu thế của mình đã bất thì quay đầu lại toàn bỏ chạy, nhưng ngay lập tức mộc mộc đã chắn trước đường chạy của nó mà nói lớn, bây giờ muốn chạy, muộn rồi theo câu nói những sợi xét sắt cũng theo đó mà được triệu hồi ra, vây chặt con bot bên trong. Lâm Dạ thấy thời cơ đến cũng không chậm trễ vọt tới, miệng vẫn nói vừa đúng lúc thời gian chờ kết thúc đảo ngược chư tinh thần diệu đọa thiên địa ngục ngay sau câu nói của lâm dạ một luống huyết khí như cột trời lao xuống bắn mạnh vào thân thể con bót hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo đã giết linh kỵ trắng nhận được tám sáu giá trị kinh nghiệm lâm dạ nâng lên cấp 9 tô mộc mộc nâng lên cấp 7 bạch chỉ nâng lên cấp 6. bạch chỉ thấy đã thắng cũng liền hưng phấn mà lên tiếng không hổ là phó bản cao tai họa chỉ là bót đầu tiên đã có độ khó thế này mộc mộc cũng thầm suy nghĩ nếu không phải lâm dạ có kỹ năng có thể cho bọn mình miễn thương với kỹ năng bây giờ của bọn mình cho dù có trang bị kim cương cũng rất khó qua cửa lâm dạ lúc này đã tiến về phía trước nhìn vào một phía nào đó mà nói bót thứ hai đó theo như công lược có thể có lẽ thông qua biển chỉ đường là sẽ đến núi bên đó rồi cậu đưa tay lên mắt để tăng thêm tầm nhìn thầm nghĩ chỉ là kỳ lạ mình đi vào sao không có biển chỉ đường chỉ dẫn ngay lúc này đột nhiên xuất hiện những sợi dây gai quấn lấy thân thể ba người mà kéo xuống lâm dạ hiện giờ cũng hiểu ra thầm nghĩ hóa ra là thế có lẽ là cách truyền tổng đặc biệt là phó bản cấp chữ tài ba người bị kéo bay lên không trung mà phấn khích nhưng lâm dạ cũng không quên nhắc nhở nói lúc rơi xuống nhớ lăn nếu không sẽ bị phó bản coi là bị thương ngay lập tức lâm dạ đưa tay vận ma pháp tạo một màng đệm cho hai người kia đáp xuống khi đáp xuống cậu cũng thầm nghĩ cuối cùng cũng sắp gặp chú lão sư trong truyền thuyết rồi sao nhưng ngay sau đó đã có một thứ gì đó bắn thẳng lên người của lâm dạ làm cậu đau đớn mà văng ra mộc mộc và bạch chỉ thấy cảnh tượng này thì đồng thanh hét lớn lâm dạ đại lão tiếp sau đó một thân ảnh to lớn hiện ra hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo giới thiệu đặc biệt một sinh vật bí ẩn chưa biết xuất hiện ở đây vì một lý do nào đó không rõ lâm dạ lúc này đã bị cây thương của nó đâm thẳng xuyên qua người nhưng cậu vẫn cố gắng cất giọng chú lão sư nghe danh đã lâu hiện giờ lâm dạ đang bị một cây thương lớn đâm xuyên qua người đau đớn toát mồ hôi thầm nghĩ chẳng trách là bót có sức chiến đấu thiên hoa bản có thể không cần hiện thân mà cứ trực tiếp công kích đối với các chức nghiệp giả luôn kìa hay là mình dùng phản chuyển càn khôn nếu lỡ như không trốn được công kích của nó thì chẳng phải là đó thảm họa hay sao vừa nghĩ xong thì con bót lờn đã tiến lại đưa tay rút cây thương đang ghim trên người lâm dạ ra dạ. hệ thống lại hiện lên thông báo một lần nữa chú thuật phù ma khi bước vào trạng thái tham chiến bạn sẽ tự động phù phép lên vũ khí của chính mình vũ khí bị phù phép sẽ gây sát thương phép khi tấn công giải phóng lời ám chú tất cả thuộc tính của bản thân đều tăng lên cao thông báo vừa hiện lên cũng là lúc con bót phát động tấn công một lần nữa chỉ thấy nó cầm thanh thương quét ngang một đường lâm dạ cũng ngay lập tức nhanh như điện bật nhảy né tránh một đòn chí mạng mà thầm nghĩ nhanh quá đi nghĩ xong cậu liền nói lớn mộc mộc bạch chỉ à không cần phải trốn cứ trực tiếp đỡ đòn đi bạch chỉ lúc này sĩ khí được tăng lên dương vô cực cầm đại đao trên tay trực tiếp đối kháng lại đòi tấn công của con bot lớn nhưng đòn tấn công của cô ngay lập tức bị sung kính mà nó tạo ra đánh bật lại mà đau đớn thầm nghĩ kiếm khí đối xung lợi lợi hại quá đi cảm giác như tay mình bị gãy nát mất rồi ngay lúc này khi chống đỡ một đòn tấn công của con bot bạch chỉ đã bị thương nghiêm trọng sắc mặt biến đổi ho ra một ngụm máu lạnh nhìn về phía con bót mà thầm nghĩ nguyệt quang kiếm khí vẫn chưa phải là kỹ năng lợi hại nhất của chú lão sự đâu tự động ngưng tụ mộc mộc cũng ngay lập tức tiến lại đỡ lấy thân thể của bạch chỉ rồi đưa tay đút cho cô một viên đan dược lâm dạ cũng nhìn về phía hai người mà thầm nghĩ thầm nghĩ đây còn là sát thương được tạo ra sau khi kiếm khí xung kích lẫn nhau cũng may là trước đó mình có chuẩn bị đầy đủ thuốc bây giờ không thể để lâm dạ chuyển sang kỹ năng nguyên bản của mục sư để chữa trị cho chúng ta được rồi rồi ngay lập tức cậu cũng đã phát động tấn công của mình chỉ thấy cậu đưa cây trượng lên nói chư tinh diệu một luồng huyết khí cùng với những tia sét đỏ lao thẳng về phía con bót lớn rồi ngay tức khắc bồi thêm một lần tay ách giáng lâm liệu pháp thần khí tay ách giáng lâm rồi sau một giây lại thêm một lần trị liệu thuật lực đoạt thuật ăn ba combo mạnh nhất của lâm dạ nhưng con bót lớn chỉ tụt gần một phần ba cây máu mộc mộc thấy vậy mở to mắt thầm nghĩ thế mà tam liên đại chiêu của lâm dạ lợi hại như thế cũng chỉ cấu được một phần ba lượng máu của chú lão sự thôi sao những trang bị của chúng ta đều là những thứ mới nhất mà yêu nghĩ sau cô cũng ngay lập tức phát động ba đòn tấn công mạnh nhất của mình kỹ năng mộc hệ độc pháo kỹ năng bằng hệ bằng lăng thích những đòn tấn công liên tục dội về phía con bot lớn khiến nó đóng băng trúng độc nhưng khi con bot bước ra vẫn một bộ dáng cũ như chưa chịu phải đòn công kích nào trước đó lâm dạ lúc này cũng ngay tức khắc dùng lực phóng thẳng về phía con bot thầm nghĩ lại tới nữa rồi chỉ vài giây sau dòng suy nghĩ lâm dạ đã nhảy lên cây trượng trên tay như tâm linh câu thông mà phát ra ánh sáng đỏ càng thêm rực rỡ một cái bổ mạnh dáng thẳng xuống thân thể của con bót lớn nhưng nó chỉ cần một cái vất tay đã có thể đẩy mạnh lâm dạ bay ra xa tiếp sau đó nó vọt tới liên tục tấn công khiến cho lâm dạ phải chật vật chống đỡ rồi đột nhiên ánh mắt nó như chú ý đến điều gì đó nhìn thẳng vào cổ của lâm dạ nhận ra điểm chí mạng và ngay lập tức một nhát chém mạnh vào cổ của lâm dạ khiến máu bắn ra hai con vợ thấy vậy thì vẻ mặt hiện lên sự hoảng hốt cực độ nhưng từ trong làn khói thân hình lâm dạ tiến ra nhưng lại chẳng có chút tổn thương nào chỉ nhẹ đưa ua tay lên cổ sử dụng trị liệu thuật lâm dạ vừa bước ra khỏi đám bụi mù vừa nói quả thật sức mạnh của chú lão sự thật không thể xem thường được phải tập trung hơn nữa mới được nghĩ xong cậu cũng ngay lập tức phát động một lần tấn công nữa chỉ thấy cậu dùng trị liệu thuật đảo ngược bắt thẳng vào phía sau lưng con bót nó thấy vậy thì quay đầu lại nhìn về phía lâm dạ điểm thù hận hắc âm chủ kỵ với mục sư lâm dạ một trăm lâm dạ thấy nó nhìn về phía mình thì tức tốc chạy đi còn không quên gọi với lại cứ tiếp tục như kế hoạch nhé cậu vừa chạy khỏi sự truy đuổi con con bót lớn tay cũng liên tục tung chiêu lựu đoạt thuật rồi thầm nghĩ mình vốn kích hoạt toàn bộ thủ hận rồi kéo về hướng này để ngăn cho hắn công kích mộc mộc với bạch chỉ cho dù thịt có dai đến đâu thì cũng có thể tỉa dần lượng máu của nó lượng máu của nó hiện giờ qua sự cấu rỉa không ngừng của ba người mà đã chỉ còn một phần ba thấy vậy lâm dạ lại thầm nghĩ suy cho cùng đây là kỹ năng bẩm sinh để xoay chuyển tình thế mà đây chính là cách khắc chế sát thương đến bót đây mà ngay cả khi đó là cấp độ thảm họa thì điểm sinh mệnh và thuộc tính phòng ngự đã được cải thiện rất nhiều. Đối với chúng ta mà nói thì cũng chỉ cần thêm một chút thời gian mà thôi. Nhưng ngay lúc này điểm thù hận của con bót lớn lại di chuyển. Nó quay đầu lại nhìn về phía sau, bạch chỉ cũng ngay sau đó núp sau một gốc cây lớn. Nhưng ngay khi nó mất tập trung lại tiếp tục ăn ngay một đòn của lâm dạ, phân chuyển thần khí liệu pháp tại họa giáng lâm, lúc này cây múa của nó chỉ còn một chút. Lâm dạ thấy vậy liền đứng lại, cất giọng đắc ý mà nói, Ê chú lão sư, hãy nhớ đối thủ của ngươi là ta đó, tao sẽ chắn trước mặt đồng đội, để khiến cho đòn công kích từ xa của mày luôn vô hiệu ngay lập tức lâm dạ cũng phát động đòn tấn công mạnh nhất của mình mà nói lớn nhận chết đi chỉ thấy những dòng huyết khí sôi trào bao bọc lấy thân thể con bót cây máu của nó từ từ tụt về không ngay sau đó thân thể khổng lồ từ từ quỵ xuống mất đi sự sống chỉ một vài giây sau khi sinh mệnh thật sự cạn kiệt thân thể khổng lồ của nó đã từ từ hóa thành bụi mịn mà tan biến lâm dạ thấy vậy thì bất ngờ thầm nghĩ đây là hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo tiêu diệt hắc ám chú kỵ và khiến hắc ám chủ kỵ đầu hàng nhận được 9.300 điểm kinh nghiệm hắc ám chủ kỵ đã biến mất vĩnh viễn khỏi phó bản cự nhân vẫn diệt chi sâm cự nhân vẫn diệt chi sâm cấp độ thâm họa giảm xuống cấp độ mộng ỉm. dưới ảnh hưởng của bạn cự nhân vẫn diệt chi sâm cấp độ mộng yểm giảm xuống cấp độ khó lâm dạ nhìn vào bảng thông báo đang hiện lên hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cự nhân vẫn diệt chi sâm và đánh bại bót bí cảnh hắc ám chủ kỵ mà không nhận bất kỳ thiệt hại nào nhận phần thưởng triệu hồi hắc ám chủ kỵ triệu hồi một kỵ binh lời nguyền bóng tối cấp 15 hoàng kim để chiến đấu cho bản thân. Sử dụng trong khoảng 20 cấp, kéo dài trong một giờ, thời gian hồi chiêu một ngày. Bạch chỉ cũng tiến lại gần, kéo áo lâm dạ mà phấn khích nói, lão đại à, cậu, vậy mà đã tư diệt được chú lão sư rồi sao? Lại, còn có thể triệu hoán chú lão sư đánh phó bản rồi làm giảm độ khó của phó bản xuống nữa sao? Lâm dạ liền quay đầu lại ôn nhu xoa đầu cô bé mà nói, đúng thế, đây chính là thành quả mà chúng ta được hưởng đó quả nhiên đúng như dự đoán của mình một bot như chú lão sư đã lâu không bị đánh bại thì một khi bị người chơi diệt sát nó có thể bị đánh bại mà không bị thương cộng thêm may mắn và búc cộng dồn thì phần thưởng sẽ nhiều không tưởng mộc mộc ngay lúc này cũng lên tiếng mau nhìn đi kìa hệ thống nhắc nhở vẫn chưa kết thúc đâu trừ phi là vẫn còn thứ gì đó thần kỳ hơn nữa men theo lời mộc mộc nói hệ thống ngay lập tức lại hiện lên nhân được tư cách vào sân phó bản xào huyệt bị lãng quên cấp thiên tai chúc mừng bạn bạn đã đạt được yêu cầu sao huyệt phó bản bị lãng quên cấp thiên tai người quan sát nguyên tội của bảo vệ sao huyệt sẽ mở cửa lớn cho bạn ngay sau đó một luồng sáng vàng được hiện ra trước mắt ba người lâm dạ đưa tay đón lấy chiếc chìa khóa cười nói cô quên rồi lúc trước ta đã nói thầy đánh chú chính là muốn lấy tư cách vào sân phó bản sao huyệt bị lãng quên hoàn thành nhiệm vụ ẩn lấy được tư cách vào sân thay đổi cách nhìn phó bản không biết có ảnh hưởng gì với những người khác rồi ba người cùng nhau tiến theo luồng sáng vàng mộc mộc không nhịn được mà lên tiếng có vấn đề gì sao đây là đang giúp người mọi người không cần lo bị thầy chú dạy làm người ở mức độ lớn nhất tránh được từ bỏ kiểm tra cuối cùng từ đó bước lên con đường trở thành người ngành nghề lâm dạ cũng ngay lập tức đáp lại lời cô ừ, ta đang nghĩ như vậy có phải là họ sẽ thiếu đi một số rèn luyện cần thiết để trở thành người nghề nghiệp không không nghĩ nữa chúng ta tiếp tục bót cuối đi ba người đã dần tiến tới bót cuối cùng lâm dạ lại tiếp tục cất tiếng chỉ còn lại cự nhân của trung mặt trung sâu trong rừng rồi nói xong cậu thầm nghĩ thiết lập của cự nhân hủy diệt rừng đặc biệt thần kỳ bot hắc ám chủ kỵ thứ hai mới là con có thực lực mạnh nhất trong cả phó bản Bót lớn cuối cùng tuy trông giống không di la nhưng chưa thức mở lớn khép lớn hủy thiên diệt địa thực tế là một tên ngốc hệ thống lúc này cũng hiện lên bảng thông tin của nó tên cụ nhân của chúng mặt trung cấp 15 sức mạnh 25 thể chất 30 trí lực 10 tinh thần 15 tốc độ 14 chất vàng kỹ năng bắn quét của cự nhân cự nhân thiết quyền giới thiệu đặc biệt sinh vật không rõ như câu đố vậy không biết sao lại xuất hiện ở đây bạch chỉ đột nhiên dừng lại khẩn trương nói lớn đại lão công công lực là phải dán sửa móng ở chân trái của hắn đúng không khẩn lâm dạ cũng ngay lập tức đáp lại lời cô ừm không cần khẩn trường tốc độ của tên này chậm còn có trước sau lắc rõ dệt trước mặt ba người là một sinh vật lớn thân thể gồ ghề còn không thấy mắt chỉ thấy cái miệng như một hố đen lâm dạ thấy vậy thì liền lên tiếng nói với hai con vợ dán chân trái của nó thì nó chỉ có thể thử đánh thường đặc người bạch chỉ cũng liền đáp lại lời của lâm dạ được được vậy tôi mở quái hơ cô chờ chút lâm dạ liền đưa tay ra ngăn cản hành động tiếp theo của bạch chỉ nói tiếp ta không nói lần này cũng dùng cách tương đồng tìm thấy chú thay chúng ta làm thuê thế nào nói xong câu liền triệu hồi ra hắc ám chú kỵ rồi mở miệng nói lớn đi đi thầy chú hắc ám chú kỵ nghe theo lệnh của lâm dạ ngay tức tốc lao vọt về phía con bót cuối cùng kia hai nhát chém liền lập tức lao thẳng vào người nó con bót cuối cùng hiện giờ đã mất một phần ba cây máu nó tức giận đưa tay đập mạnh về phía của hắc ám chú kỵ nhưng bằng sự linh hoạt của mình chú kỵ đã bật người né tránh được đòn tấn công đội nhiên ánh mắt của chú chị trở nên sắc bén hơn nhìn vào sơ hở của con bót lớn tiếp sau đó những đường đao liên tục được bắn ra lao thẳng về phía con bót lớn khiến cây máu của nó tụt không phanh lâm dạ ngay lúc này cũng liền hét lớn nói với hai con vợ mình mộc mộc chưa lớn lên thắng bạch chỉ cho chúng tôi kỹ năng cường hóa bạch chỉ nghe vậy cũng liền thăng cấp cổ vũ của đại kiếm sĩ tăng tấn công toàn đội tăng hội tâm toàn đội ngay lập tức bạch chỉ đã nhảy lên vung một đao lên người của bót tạo ra một vầng đao mang đỏ rực mộc mộc cũng không nhàn rỗi đưa tay ra bắn những khối băng vào người con bót X lâm dạ hiện giờ hai mắt đã trở nên đỏ hơn miệng nói trực tiếp kết thúc ất thiên địa ngục một tia sét đỏ ngay bắn mạnh cuống địa phương nơi con bót đứng cây máu của con bót sau một đợt tấn công dồn dập đã về không hệ thống lúc này mới hiện lên thông báo giết bót phó cảnh cự nhân của trung mặt trung nhận được tám điểm kinh nghiệm lâm dạ nâng đến cấp 10, tô mộc mộc nâng đến cấp 8, bạch chỉ nâng đến cấp 7. Ba người hiện giờ đã được bao bọc trong những vầng hào quang màu vàng, Mộc Mộc lúc này liền hưng phấn nói lớn, "Lâm Dạ, cậu cấp 10 rồi." Hệ thống lúc này lại tiếp tục hiện lên thông báo, "Qua phán định, người khiêu chiến hoàn thành bộ phận điều kiện ấn, đánh giá phó bản nâng đến cấp SSS, nhận được gấp đôi kinh nghiệm." Lâm Dạ nâng đến cấp 11, Tô Mộc Mộc nâng đến cấp 9, Bạch Chỉ nâng đến cấp 8, phó bản cự nhân hủy diệt rừng bắt đầu kế toán. Sau một thời gian, có một chiếc dương tím được hiện ra, theo sau là thông báo của hệ thống, "Chịu ảnh hưởng năng lực đặc biệt sự quan sát của nữ thần may mắn." nhận được dương vượt ải nâng cấp thành cấp kim cương, hoàn thành toàn bộ điều kiện ẩn, đánh ra nâng đến cấp SSS, chịu ảnh hưởng của năng lực đặc biệt sự quan sát của nữ thần may mắn nhận được một dương bạch kim, có mở dương bầu không, có hay không. Mộc Mộc nhìn thấy thông báo của hệ thống thì không ngừng hưng phấn, chạy tới ôm lấy bạch chỉ mà nói, tiểu bạch năng lực của cậu đúng là vua may mắn lên người, cá vàng tái thế, lâm dạ nhìn Mộc Mộc mà cất lời, đây chính là nguyên nhân tôi thêm cô ấy vào đội. Nói xong cậu cũng liền mở dương báu vừa nhận được ra, phần thưởng ngay lúc này cũng được hiện ra, mở dương báo kim cương nhận được kỹ năng bích hải triều sinh cấp kim cương nhận được trang bị trái tim cự nhân cấp kim cương mỗi người nhận được điểm thuộc tính tự do x 15 dây trước điện x một mở dương bạch kim mỗi người nhận được điểm thuộc tính tự do x 15 nhận được trang bị giáp ngực của linh kỵ màu trắng trang bị cấp bạch kim nhận được thương của linh kỵ màu trắng trang bị cấp bạch kim nhận được đạo cụ tủy thạch huy x 3 trái tim cự nhân trang bị loại mang theo toàn thuộc tính 15 có kỹ năng chủ động sức mạnh cự nhân sau khi mở ra trong 5 giây nhận hiệu quả bá thể tủy thạch huy tăng phá giáp cho vũ khí nâng cao tấn công vật lý vũ khí dây chớp điện tăng thêm sát thương phép nguyên tố lôi cho vũ khí giáp ngực của linh kỵ màu trắng bộ giáp giới hạn nghề kỵ sĩ tăng sức mạnh thể chất giảm tốc độ của người mặc kích hoạt bộ nhận được hiệu quả đặc biệt riêng thương của linh kỵ màu trắng bộ vũ khí thương trang bị giới hạn nghề kỵ sĩ tăng sức mạnh kèm theo hiệu quả ném súng quang minh sử dụng kỹ năng ném súng quang minh nâng hai cấp kích hoạt bộ nhân được hiệu quả riêng bích hải triều sinh kỹ năng chuyên thuộc mục sư trong phạm vi hồi phục toàn thể máu của quân bạn, đồng thời ngẫu nhiên xua tan hai trạng thái giảm. Lâm Dạ lúc này nhìn vào kỹ năng mới nhận được mà cảm thán, kỹ năng này không tệ. Ngay lập tức một cơn lốc đỏ lấy cậu làm trung tâm mà quy tụ, hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo, trở ngược bích hải chiều sinh vong linh từ hải, LV1, triệu hoán sóng vong linh ngập vào cả sân, tạo thành 500 điểm sát thương với toàn bộ kẻ địch trong phạm vi không bao hàm thuộc tính và trang bị đang tăng cường điểm máu, đồng thời ngẫu nhiên thêm hai trạng thái giảm bớt. Lâm Dạ nhìn thấy bảng thông báo của hệ thống thì liền trầm tư suy nghĩ, xem ra, thiên phú nghịch chuyển của mình không khiến cho kỹ năng tăng hiệu ứng nào của đội biến thành kỹ năng của nội quỷ. Giống với kỹ năng khống chế của boss, chẳng hạn nguồn đột kích của linh kỵ màu trắng là khống chế choáng, giảm tốc độ của ta, nhưng sau khi xoay chuyển, sẽ biến thành xua tan khống chế trên người ta, nâng cao tốc độ, vậy thì, Bích Hải Triều Sinh sau khi chuyển hóa thành kỹ năng sát thương, vốn dĩ xua tan hiệu ứng làm giảm của bên mình, chỉ biến thành tăng trạng thái hiệu ứng giảm của phe địch nhưng nếu ngẫu nhiên thì không thể định nghĩa tính chất của nó có thể là giảm thuộc tính giảm hồi máu cũng có thể là khống chế gây choáng nghĩ xong cậu liền học kỹ năng bích hải triều sinh rồi tiếp tục thầm nghĩ điều này nhắc nhở ta sau này phải chú ý học tập kỹ năng loại xô tan cấu thành cách đánh khống chế huống chi giới thiệu của nghịch chuyển càn khôn giới thiệu rất rõ nếu thiên phú đạt đến cấp cao thậm chí có thể thay đổi bản chất kỹ năng cuối cùng quyền giải thích thuộc về cảm giác tồn tại của bồn thiên phú mình muốn xoay chuyển thế nào thì xoay chuyển thế đấy ngay lập tức cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ nói những thứ khác chúng ta ra ngoài mới sắp xếp phân chia thầy chú biến mất chuyện độ khó phó bản giảm thấp tôi vẫn phải nói với bọn người ở học viện và thượng quan yến chắc là lại khơi dậy một màn rung động ngày hôm sau tại văn phòng hiệu trưởng lão hiệu trưởng nghe tin bồ có em bé mà đứng bật dậy hét lớn cái gì lâm dạ đã giết hắc ám chú kỵ trong rừng hủy diệt của người khổng lồ rồi lão lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng hỏi lại ta không nghe lầm ngươi nói chính là người khổng lồ trong rừng hủy diệt cấp tai họa sau khi phó bản cấp tại họa đạt đến xếp hạng SSS, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, độ khó của người khổng lồ của rừng hủy diệt sẽ trực tiếp giảm đi một cấp, tên đứng trước mặt hắn vẫn giọng điệu bình tĩnh đáp lại, đúng, sau khi lâm dạ ra khỏi phó bản liền liên lạc với tôi, qua liên minh xác nhận, quả thật là như thế, lão viện trưởng lại hỏi lại, giấy chứng nhận xào huyệt bị lãng quên, tên kia vẫn giọng điệu bình tĩnh gật đầu nói, lấy được rồi, phải biết rằng, hiện nay chỉ có 73 người làm việc trong xào huyệt bị lãng quên, trong đó có 24 người hy sinh toàn bộ người còn lại lựa chọn on bỏ cuộc giữa chừng. Không có một ai qua được, thậm chí không đi hết một nửa quãng đường. Rồi hắn trầm mặc như hồi tưởng lại nói tiếp, không ai trong số họ có thể thách thức lần thứ hai. Cũng không phải là bọn họ không muốn, mà là không lấy được chứng nhận tư cách thứ hai, hoặc là đã vượt qua giới hạn cấp độ. Người đàn ông đeo kính bên cạnh hắn đưa tay lên vỗ vào vai hắn cười nói, phải đợi hắn kẹt ở cấp 15, sẽ không tăng lên tới cấp 16 thì tiến vào. Đối với một tài năng chuyên môn giỏi như vậy, liên minh sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ tối đa. Tuy nhiên, sau khi tiến vào phó bản, vẫn phải dựa vào chính mình. Hiệu trưởng nghe vậy thì cũng yên tâm cười nói, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Ừm, ta và tất cả học sinh học viện đều phải cảm tạ hắn. Lão nói xong liền thở ra một hơi dài nói tiếp, đại hội biểu dương nhất định phải mở. Lúc trước tôi đã đề cập qua trong hội nghị, dứt khoát niêm phong phó bản này lại, nhưng bị mọi người phản đối. Người đàn ông đeo kính liền hướng lão viện trưởng mà lắc đầu nói, binh ở tinh, không nhiều. Học sinh không dám đối mặt với khó khăn, theo lý nên bị đào thải liên minh cũng sẽ không nuôi phế vật không thích hợp làm nghề nghiệp giả lão hiệu trưởng nghe vậy thì cúi mặt xuống vẻ mặt hiện lên bất đắc dĩ nói ta chỉ là thở dài một hơi hắc ám chú kỵ đã đuổi học một số sinh viên khỏi học viện chúng ta tên tóc trắng liền đưa chiếc quạt mình lên phá vỡ bầu không khí cười nói nói cũng không phải nói như vậy ngay lúc này mộc mộc cũng đã tiến vào phòng hiệu trưởng đưa chiếc điện thoại mình lên nói xin lỗi hiệu trưởng làm phiền một chút ta cùng tiểu đội của lâm dạ gặp phải một ít phiền toái sau khi chúng ta rời khỏi phó bản thông báo tình huống cho liên minh mà không đến 24 giờ, diễn đàn chuyên nghiệp đã lên tin tức này. Diễn đàn chuyên nghiệp phân tích lâm dạ từng chút một, đến tục cùng là người xa hay là thiên phú ma khí. Rất nhiều người chỉ ra thuộc tính của lâm dạ, không chỉ cộng điểm, còn nói rằng kế hoạch cộng điểm và bán chiến lược, trang bị của hắn là bại hoại. Và bài viết để xem thông tin đề ác ma quỷ sa ngã lâm dạ lâm dạ giao dịch với ác ma buôn bán trang bị phong khí bại hoại, yêu cầu nghiêm trị mạnh mẽ, thậm chí có người ác ý phân tích từng cảnh quay chụp lén video của hắn, nói thiên phú của hắn không hợp lý không thực tế nghĩ rằng tài năng của hắn là ma khí nghĩ rằng hắn đã thỏa thuận với quỷ rồi cô rút điện thoại lên không vui nói nếu lâm dạ là học viên xuất sắc nhất của học viện nghiệp giả là nghiệp giả tương lai được học viên nhìn chúng mọi người hẳn là đều biết tính cách và thực lực của lâm dạ anh ấy là niềm vinh quang của học viện chúng ta xin hãy làm điều gì đó cho lâm dạ hiệu trưởng nghe đến đây cũng liền nhẹ giọng đáp lại cô bạn học tô mộc mộc chúng tôi hiểu tâm tình của cô tên tóc trắng ngay lúc này cũng tiến lại gần đưa tay mở ra thứ gì miệng nói tôi lập tức kiểm tra mở ra trên diễn đàn những tiếng bàn bán đang nổ ra id thần chi tử bản thân là thành viên cấp 35 liên minh cao cấp tốt nghiệp từ thủ phủ đệ nhất học viện nghiệp giả tự chứng minh như sau xin xem phân tích sau đây của tôi lâm dạ này là một người ác ẩn. cái gì thần bí thiên phú thiên tài ngang trời xuất thế đều là giang thành lang xê id chừng mắt như chuông đồng tu sĩ có thiên phú xuất ra là chưa từng có càng miễn bản tổn thương nổ tung như vậy treo một thân trang bị cấp kim cương còn chọn en không thừa nhận video là chính là người này đã giao dịch cùng ác ma. An dưa tiến ta có nhân mạch, thầy giáo của bắn là bạn của bố tôi, học viện bọn họ kỳ thật rất nhiều người đều đang nghi ngờ, những video kia đều là giàn dựng, 250 người qua đường, thật hay giả, còn có thể như vậy, tôi thả tin hắn giao dịch với quỷ dữ còn hơn, ừ, bây giờ tôi xác định đây là một trò lừa đảo, kẻ lừa đảo so với ác e giả tốt hơn một chút, chỉ hy vọng liên minh nghiệp giả có thể nghiêm tra xử lý, nên trừng phạt mạnh mẽ, không nên bao che. Mười lâm dạ ra ngoài chứng minh bản thân, nếu không chúng ta có lý do để nghi ngờ hủy bỏ tư cách kiểm tra chức nghiệp của ác an giải nhưng lâm dạ rõ ràng vẫn chỉ là một học sinh các người suy luận có tội có chút quá đáng đi sao có thể là ác a giả các người lúc thì tạo thần lúc thì đây thần thật là khó coi câu nói này thật nực cười người đã bị tẩy não bởi sự cường điệu và những người có đầu óc để thắc mắc thường không giống nhau lên đạn và bay thêm một lúc nữa viện trưởng thấy vậy liền tiến lại gần đưa tay nói bạn học tô tôi và cô cùng đi xác minh tình huống của vị giáo viên này Lão già đeo kính lúc này cũng cười lạnh nói, ha ha, giáo viên này tồn tại có hay không cũng khó mà nói. Tên tóc trắng cũng ngay lập tức đáp lại, đây rõ ràng là do người ngoài không biết nội bộ liên minh bị ra. Ta đề nghị là, liên minh và trường học còn có hoàng gia khởi ra tuyên bố chung, nhưng chỉ sợ cường độ này cũng không đủ. Lâm dạ lúc này cũng tiến vào trong cất tiếng, các vị, ta xin tiến hành kiểm tra ma khí. Và chỉ một lúc sau một cuộc họp báo đã được tổ chức, liên minh ba bên đối với lời đồn phủ nhận có cường độ đà kích nhất định mà cái gọi là tin tức đến từ nội bộ trường học kỳ thật căn bản không có một người như vậy nguồn gốc của tin đồn cũng đã thừa nhận là mình gây nên mà chuyện lâm dạ giao dịch với ma vật những tiếng bàn tán ngay lúc này lại càng thêm mãnh liệt căn cứ liên minh lâm dạ có thể nói vì sao cậu cần tiến hành kiểm tra ma khí không lâm dạ thiên phú của cậu và ác ma rốt cuộc có quan hệ hay không xin hỏi tính uy tín của liên minh có thể bảo đảm không làm thế nào để chúng ta biết máy móc không bị giả mạo lâm dạ lâm dạ cậu là tấm gương của học viện chúng ta không thể bị đánh ngã lâm dạ ngay lúc này cũng xuất hiện làm cho hội trường lại càng thêm náo động lâm dạ thật sự tới nghe nói hắn chủ động yêu cầu tiến hành kiểm tra ma khí hừ nội bộ liên minh nước rất sâu tùy tiện nhìn xem là được đám phóng viên và quần chúng ăn dưa nghe vậy thì chốc lát lại trở nên yên tĩnh lâm dạ từ từ bước lên miệng cũng không quên cất giọng châm chọc nhỏ gan như vậy cũng không nên làm phóng viên một cô gái trong số đám người thấy bị châm chọc thì tức giận mà hét lớn nói to lên sao lại không dám nói chuyện vừa rồi vẫn đang thắc mắc về liên minh không phải thế giới sẽ xoay quanh ông à ai nha phát sóng trực tiếp rồi mau nhìn mau nhìn đừng nói nhảm với hắn lúc này lâm dạ đã tiến vào phòng kiểm tra ma khí một tên bên trong thấy cậu thì liền đưa tay ra khách sáo nói xin hãy vào trong trận pháp chờ kiểm tra lâm dạ lúc này cũng không mấy bận tâm chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo trên thâm đáp một từ được rồi nhanh chóng tiến vào bên trong một vòng kim sắc thông báo máy móc lúc này cũng hiện lên bắt đầu kiểm tra mức độ lây nhiễm ma khí đang kiểm tra 5%. người đứng bên ngoài thấy vậy thì cũng lên tiếng kia là thực ra cậu không cần làm cái này, có vài người chính là không chịu được người khác ưu tú, hầu hết các chuyên gia đều tin vào sức mạnh của cậu. Lâm Dạ lúc này đang đứng bên trong cũng cất tiếng đáp lại, thật ra, tôi chỉ cảm thấy rất thú vị, những người đó nói gì, kỳ thật ta không quan tâm. Chỉ là không muốn cho người tin tưởng ta quá lo lắng mà thôi. Lúc này việc kiểm tra của Lâm Dạ cũng đã được 50%, tên kia nghe cậu nói vậy cũng không nói gì thêm về chuyện đó, chỉ đáp lại, chúng tôi hy vọng cậu sẽ có một kết quả tốt, nếu không chúng tôi chỉ có thể bắt cậu ngay tại chỗ. Lúc này việc kiểm tra của Lâm Dạ cũng đã được 85%. Hai tên kia nhìn thấy vậy thì vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng mà toát hết mồ hôi. Lúc này âm thanh máy móc lại một lần nữa vang lên, kiểm tra xong giá trị lây nhiễm ma khí là 0% không phát hiện giao ước nào với tà ma. Đám người kia thấy vậy thì trên mặt mới nở lại nụ cười nói, tuyệt quá, tôi sẽ in báo cáo cho cậu ngay. Đám quần chúng bên ngoài cũng đã xem được cảnh tượng này mà há hốc mồm nói. Cái gì? Thật sự một chút ma khí cũng không có cái này cái này làm sao có thể trên diễn đài lúc này lại bùng nổ một lần nữa những dòng chữ thảo luận ngày càng nhiều tùy tiện nói người ta nhất định là người ác thì sao sao không nhảy nữa ôi chúa ơi một tu sĩ có thể có sức mạnh mạnh mẽ như vậy mà không cần giao dịch với tà ma thiên phú của anh ta là gì đúng vậy ta cũng bắt đầu tò mò không phải là trời giáng tử vi tinh chứ dạ thần tuyệt đỉnh dạ thần vô địch lâm dạ lúc này cũng đã cầm lại chiếc áo của mình đi ra ngoài cũng không quên nói hiện tại ta muốn công bố điểm thuộc tính và cấp độ của mình nếu có phản đối gì, có thể đến gặp tôi để đấu một trọi một hoặc đấu, ở nhà của thằng óc vật Hoàng Thiếu Phong, mà bật chân lên hét lớn, chết tiệt, có tin điều này sao? Ngày hôm sau khi lâm dạ đang đi mua tí đá về chơi cho đỡ thèm, đang lửng thử đi trên đường mà không nhận ra có thằng nào đó đang đi theo, là thằng Hoàng Thiếu anh em ạ. À. Nó vừa nhìn anh mên vừa thầm nghĩ, thức ăn nghèo người trà sữa, đồ ăn vặt, lâm cẩu quả nhiên đã sạn có thể phóng túng như vậy, hùm hùm, nhưng ngay khi hắn vừa lơ là lâm dạ đã đứng ngay sau lưng hắn nhưng khi hắn đang hoang mang thì đã có một cú đá đá mạnh vào mông hắn kém theo câu nói anh đã vượt ngục rồi hắn ăn một cú đá thì ngã rúi xuống đất miệng cũng không quên hét lớn chết tiệt âm hiểm như vậy lâm dạ nghe thấy hắn nói thì cũng ngay lập tức lên tiếng vẫn là người theo dõi nguy hiểm hơn hắn lúc này vẫn đang ôm mông quay người lại chỉ thẳng tay về phía lâm dạ mà quát lên a à, ngươi đừng không biết điều ta chính là tới cố ý nhắc nhở người hắn nói xong liền tiến lại gần nói thầm vào tai lâm dạ cậu cũng gặp rồi phải không tà ma rác rưởi hay gì đó Lâm Dạ nghe thấy câu nói của hắn thì thầm hồi tưởng lại, những tên ác ở kia mà thầm nghĩ, ném vào ngược lại lại gặp mấy tên độc ác. Tên kia thấy vậy lại giở tính máu chó điên của mình né ra xa mà nói, đừng mạnh miệng, bản thiếu gia chính là để cho ngươi may mắn đánh bại sau đó bị con dẹp thâm uyên kia tìm tới cửa, khuyên ngươi một câu, nhanh chóng báo lên liên minh tiếp nhận điều trị, hợp tác với họ để lần theo dấu vết của quỷ dữ. Lâm Dạ nghe vậy thì liền ồ lên một tiếng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ nói, ngươi nói thâm uyên ác ma coi trọng ngươi, ngươi không chỉ chống lại được cám dỗ, còn chủ động đầu hàng tên kia nghe vậy thì liền cười khẩy đắc ý nói một lũ chuột hèn mọn thậm chí còn không dám xuất hiện ở thế giới loài người còn vọng tưởng để bản thiếu ra thần phục rồi hắn lại càng thêm đắc ý cười điên dại lên nói tiếp ta hoàng thiếu phong trời sinh là nhân vật chính muốn tiền đệ nhất muốn ngoại hình đệ nhất muốn thực lực cũng là đệ nhất cần loại phế vật thấp kém này chứng minh bản thân sao ha ha chỉ có thiếu nâng đỡ đệ nhất đi lâm dạ nghe vậy thì thầm nghĩ nhưng nói đi cũng phải nói lại tuy rằng tính cách cùng tố chất của người này còn cần phải xây dựng lại nhưng hắn chống đỡ được sự dụ dỗ của ác ma ngược lại làm cho người nhìn bằng con mắt khác nghĩ xong lâm dạ cũng liền bước đi mà nói lại phía sau ta không chỉ ghét thâm uyên ác ma như người thiên phú mà ta có chúng lại càng không thể với tới điểm này chắc hẳn anh hiểu rất rõ tên kia nghe lâm dạ nói vậy vẫn không bỏ được cái tính trẻ trâu mà chỉ tay về phía lâm dạ nói lớn ý cậu là sao lâm cẩu chờ bản thiếu ra dù sao ta cũng không tin người ta sẽ đi báo cáo lâm dạ cũng chẳng buồn để tâm đến hắn chỉ thầm nghĩ ai vẫn là liên hệ hoàng thiên tề một chút rồi nhốt hắn lại đi nhưng ngay lúc này cậu nhận ra điện thoại mình rung lên một chút khi mở ra đã có một tin nhắn được gửi tới lâm dạ dạ thần dạ thần cả gan chúng ta đã bắt được tên bịa đặt c dạ thần vạn tuế lâm dạ dạ thần dạ thần cả gan chúng ta đã bắt được tên bịa đặt người này còn đầu cơ trục lợi chiến lược cậu phát sai, dạ thần vạn tuế tào nguyên lớp chúng ta hắn dùng bản chiến lược người phát sửa lại một chút liền lấy ra đầu cơ trục lợi còn bôi nhọ cậu lâm dạ liền trả lời lại tin nhắn của tên kia có bằng chứng không tên kia cũng liền đáp lại dạ thần vạn tuế coi hắn kéo một nhóm nhỏ để bịa đặt cậu kéo lên đầu anh tôi anh tôi chụp màn hình cho tôi lâm dạ lúc này liền đen mặt lại di âm mà nói người này sau này bị đưa vào danh sách đen tất cả công lực và trang bị đều không lưu thông cho hắn là được về việc tung tin đồn mọi người có thể chụp ảnh bằng chứng và gửi cho tôi tôi sẽ thông báo trên diễn đàn liên minh chức nghiệp giả tên kia nghe vậy cũng liền đáp lại dạ thần vạn tuế dạ thần nhưng các huynh đệ tức giận muốn hung hăng giáo huấn hắn một chút có thể không 105 cách kiểm tra chức nghiệp không xa, không cần thiết vì một tiểu nhân phá hỏng tiền đồ. Đối với tương lai chức nghiệp giả mà nói, trừng phạt tốt nhất chính là không lấy được điểm thuộc tính tự do. Mọi người bắt được tào nguyên, ta có thể cho mọi người một phân công lực không bán ra bên ngoài. Đó là đương nhiên. Cậu muốn co bi gì cũng được. Không riêng gì như vậy, nếu các người thấy còn có người như tào nguyên, tố cáo nhiều hơn. Ta còn có nhiều phúc lợi công lực hơn cho mọi người. Bạn bi hu hu khi nào thì có thể giống như cậu, ra công lực một cách đơn giản. Lâm Dạ lúc này cũng gửi tới một bản ghi âm, đúng rồi, báo trước một chút, hướng dẫn trốn học của ưu vùng đất hài cốt lập tức xuất hiện. Mọi người xem giới thiệu nhé, nghe thấy vậy bên trong diễn đàn lại bùng nổ, nhanh chóng đơn giản xem trước công lực trốn học của vùng đất hài cốt dạ thần vạn tuế, bảo trì lượng máu thánh kiếm 100% qua cửa, cái quái gì thế, bạn A, dạ thần, đây cũng quá vô lý rồi, bạn bị lâm ca, anh vĩnh viễn là anh tôi, xin đừng thương tiếc, ra sức dùng công lực khen thưởng tôi. Lâm dạ lúc này cũng liền nhắn tin lại cho đám người kia, nhưng Tôi cần các cậu làm một tuyên truyền với nhiều học viên vì giá thấp mua bản lậu của Tào Nguyên, xâm hại quyền lợi của tôi. Kể từ hôm nay, bất kỳ ai mua hoặc phân phối bản sao lậu sẽ không bao giờ có được bất kỳ hướng dẫn nào mà tôi sẽ xuất bản trong tương lai. Đám người kia nghe vậy không một ai dám nói gì, đều là đông thanh tán đồng, hiểu rồi dạ thần, chống lại cướp, chống lại bọn buôn lậu, chúng tôi đi đây. Ở một nơi nào đó một tên trùng kín mặt đang ngồi trước màn hình những dòng tin nhắn cũng liên tục được hiện lên, từ hôm nay trở đi, xóa bỏ tất cả bản lậu công lực của lâm dạ. Một cô em ngọt nước cũng đang ngồi nhìn vào những dòng tin nhắn, bất cứ ai cấp một lần nữa sẽ bị đưa vào danh sách đen và sẽ không thể nhận được bất kỳ công lực nào trong tương lai. Ai bao che cho ai đó sẽ bị coi là đồng phạm và bị chặn theo cách tương tự dựa vào cái gì chúng tôi muốn tiết kiệm một chút tiền liên minh cũng không được. Cũng không thiếu những kẻ tức giận vì tin tức được đưa ra ví dụ như tên này. Đúng vậy, để tôi xem, tài nguyên là người tốt. Những dòng bình luận trên diễn đàn lại càng ngày càng nhiều. Những công lực này đều là lâm dạ chính mình khổ sở sáng tạo. Tào Nguyên chính là một tên buôn lậu các người vừa muốn phần thưởng thông quan cấp SSS, lại muốn giá thấp nhất, có phải quá vô lý hay không? Không ngờ lại để cho lâm dạ làm không công cho các người, không cho dùng thì không cho, điều khoản bá vương, còn có thể ra bao nhiêu công lực chứ? Tôi thấy tất cả đều là lăng xê, vùng đất hài cốt công lực bảo trì lượng máu thánh kiếm 100%. Chúng tôi đã có phiên bản thử nghiệm. Cái gì? Tôi muốn cứu mạng, tôi cũng muốn, tôi thèm khát đã lâu rồi, tôi không tin, không xem thì không xem, người dùng đã thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm. ID này chúng ta sẽ chặn vĩnh viễn, tra một chút tin tức thân phận của hắn, những tài khoản khác cũng chặn như vậy. Không vấn đề, tôi cũng đã chặn, mong công lực của anh, làm thế nào để vào nhóm nội bộ dạ thần, tôi cũng muốn tham gia, số tiền lớn để mua, tôi sẽ xóa những bản lậu đó ngay bây giờ hỗ trợ bản gốc dạ thần, có thể tham gia nhóm nhã ngoại trừ vùng đất hài cốt còn có các đại phó bản công lực khác, sau đó trước tiên liên tục đổi mới, có thể thử trong nhóm, có thể dùng thử còn có thể cùng đại thần trao đổi bổ sung công lược, già trẻ không gạt, tôi tới đây, ta muốn vì đại lão lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cầu một thiên công lược. Tôi cũng muốn gia nhập nhóm fan của Lâm Đại chúng ta là nhóm công lực đứng đắn ID. Lâm Dạ Mục Sư đã thêm 999 cộng mặc kệ đi. Mộ Cường tải tôi là fan não tàn của anh Lâm. Lâm Dạ lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì mà ngẩn người ra nghĩ. Hả? Sao đột nhiên nhiều người như vậy? Rồi cậu khẽ thở dài ra một cái thầm suy nghĩ. Nhưng khi phản kích tiểu nhân, quả thật phải dùng phương thức đánh thẳng vào điểm yếu. Nói chúng tim đen, thường thường hữu dụng hơn nắm đấm. Như vậy, có thể ổn định con đường kiếm tiền của mình, cũng không cần lo lắng cạnh tranh ác ý ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của mình. Nghĩ xong cậu liền nói, nếu vậy, hãy sắp xếp lại dữ liệu và thiết bị hiện mở ra. Hệ thống ngay lúc này cũng hiện ra thông báo. Tên, lâm dạ nghề nghiệp, linh mục, đẳng cấp, 11, sức mạnh, 1520, thể chất, 152030, trí thông minh, 752030, tinh thần, 1520, nhanh nhẹn, 152020, trang bị kích hoạt trang phục của ma hoàng 4 bộ, dây tật phong, đá thiếm lạc nhẫn ngọc lục bảo thức tỉnh thiên phú nghịch chuyển càn khôn le v hai kỹ năng đơn thể chữa bệnh cướp bóc kỹ năng phụ trợ minh minh thuật u cấm thuật kỹ năng nhóm thần khí trị liệu tai ách giáng lâm chư tinh thần diệu a thiên địa ngục bích hải triều sinh vong linh chi hải nhìn xong lâm dạ liền đưa tay nhấn vào bảng hệ thống hệ thống lúc này lại tiếp tục hiện ra thông báo đảo ngược tình thế cấp 2 đảo ngược cường hóa bản thân và tất cả kỹ năng với bản thân có thể tự do lựa chọn mở và đóng nếu đạt tới cấp cao thậm chí có thể thay đổi bản chất kỹ năng Hiện tại chuyển đổi hiệu quả, trị liệu biến trừ máu, trừ máu biến trị liệu, tăng biến thành giảm, giảm biến thành tăng, áp dụng cho địch ta hai bên, hiệu ứng tăng cường hiện tại, giảm 10% tiêu hao sức lực và giảm 10% thời gian hồi chiêu không bao gồm 40% thời gian hồi chiêu tối đa cho thiết bị và kỹ năng điều kiện thăng cấp lần sau, đẳng cấp cá nhân đạt tới cấp 20, dùng kỹ năng đào ngược giết chết một vạn sinh vật phó bản bí cảnh, đây là muốn hướng tới hỏa lực không giới hạn, nhưng chuyện thăng cấp có thể tạm thời để qua một bên, chờ sau khi kiểm tra chức nghiệp Lâm Dạ nhìn thấy bảng thông báo thì vuốt cầm thầm nghĩ, sau khi đột phá cấp 10, với phúc khí thăng cấp và điểm thuộc tính miễn phí, trí thông minh của mình đã đạt gần 150, mục tiêu tiếp theo là đạt được giá trị trí tuệ là 150 sau khi loại bỏ phần thưởng khỏi trang bị. Sau đó, nâng cao nhanh nhẹn, tinh thần và thể chất. Cuối cùng xem xét sức mạnh. Dù vậy, thuộc tính phụ của mình cũng thuộc hàng đầu trong số học sinh. Lâm Dạ nghĩ xong liền nhắn tin cho Triệu Khả Hàng, tôi là Lâm Dạ. Triệu Khải Hàng thấy Lâm Dạ nhắn tin thì cũng ngay lập tức đáp lại Lâm ca, anh, tìm tôi có việc gì lâm dạ cũng không lòng vòng đáp lại hắn tôi muốn mua trang bị mục sư cấp vàng thượng trở lên bao gồm vũ khí giày dép dây chuyền cùng ngọc bội nhu cầu cụ thể tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh hắn thấy tin nhắn của lâm dạ thì liền toát mồ hôi nhắn lại lâm ca cấp vàng dễ làm nhưng nếu như cậu muốn thượng thì phiền toái lâm dạ cũng liền trả lời lại hắn không sao cấp vàng cũng được được rồi chờ tôi gửi đồ cho anh 10 phút sau một mớ đồ được gửi tới kèm theo tin nhắn của triệu khả hàng lâm ca những thứ này người chọn bản đồ thuộc tính, ưu khuyết điểm cùng giá cả tôi đều đính kèm bên cạnh. Tổng kết sàng lọc thuộc tính vũ khí sơ đồ tổng kết nội dung sàng lọc dày khởi động e sơ đồ sàng lọc thuộc tỉnh ngọc bội tóm tắt sơ đồ thuộc tỉnh sàng lọc chưa lợi nhuận của vũ khí cấp vàng này còn có thể dày, không phù hợp. Tôi muốn vũ khí của mục sư, quyền trượng chữa bệnh sao, dây chuyển xương cốt và ngọc bội bạch điều dày không còn phù hợp nữa. Được rồi, xóa đi vậy, tổng cộng 350 000 Lâm Dạ thấy vậy thì liền sầm mặt nghĩ, cũng không thể nói cho anh biết tôi muốn đi công lược vùng đất chết chóc tên kia lúc này cũng liền hoảng hốt nhắn lại cho lâm dạ xin lỗi lâm ca tôi nhiều chuyện rồi tôi lập tức đi làm giá cả rèn đức cộng thêm trang bị lúc trước tính toán tổng cộng cần hai triệu bốn liên minh tệ lâm dạ lúc này cũng liền lôi ra một mớ trang bị của mình tên trang bị vòng cổ xương đẳng cấp rèn hiện tại cấp một tối đa 10, chất lượng cấp vàng hiệu quả trang bị thể chất cộng 10, mỗi giây hồi máu cộng năm giá trị sinh mệnh cộng hai lực phòng ngự vật lý cộng hai tên trang bị ngọc bội bạch điều cấp độ rèn hiện tại cấp 1 tối đa 10, chất lượng, cấp vàng, hiệu quả trang bị, trí lực 1 không tinh thần cộng 10, có hiệu ứng bạch điểu. Bạch điểu, khi đeo sẽ triệu hồi ra một linh thể bạch điểu, miễn giảm 30% thương tổn của một lần bị ma pháp công kích, triệu hồi lại sau khi rời trận chiến. Tên trang bị, trượng trị liệu trung tinh, đẳng cấp rèn hiện tại, cấp 1 tối đa 10, chất lượng, cấp vàng, yêu cầu trang bị, giới hạn nghề mục sư hiệu quả trang bị, trí lực cộng 10 điểm, tăng 100 điểm công kích tạm thời cho các đối tượng sử dụng kỹ năng trị liệu vừa lấy ra những đạo cụ của mình lâm dạ cũng liền nghiêm túc nói bắt đầu luyện hóa ngay lập tức một phần sáng kim sắc xuất hiện trên tay lâm dạ hệ thống lúc này lại hiện lên thông báo rèn thành công thăng cấp level một không trang phục lộng lẫy của ma hoàng bốn bộ đã rèn tới cấp 10. thăng cấp level một không trượng chúng tinh trị liệu đã rèn tới cấp 10. thăng cấp level một không vòng cổ xương cốt đã rèn tới cấp 10. thăng cấp level một không ngọc bội bạch điều đã rèn tới cấp 10. lâm dạ nhìn xong thông báo của hệ thống thì thẩm nghĩ tạm thời cứ như vậy đi loại cấp độ trang bị này với xếp hạng sss toàn cấp vùng đất chết có lẽ là đủ rồi suy cho cùng trong phó bản như vùng đất chết những thứ rơi ra chỉ có tốt chứ không xấu nhưng lúc này bất ngờ cậu nghe đằng sau cánh cửa có động tĩnh ngay lập tức lâm dạ bước vào và nhìn thấy quả cảnh tượng trẻ con không nên thấy mộc mộc đang tắm nghe thấy tiếng gọi của lâm dạ thì phút chống mặt đỏ lên quay người lại mặt đỏ tía tai thầm nghĩ sao anh về nhà một chút âm thanh cũng không có tôi đã dùng phòng tắm trong phòng anh anh không phiền chứ cái này nước nóng trong phòng tôi có vấn đề Lâm dạ thấy cảnh tượng này thì liền lập tức ngượng ngùng không biết nói gì, chỉ biết gãi đầu ngập ngừng nói, ờ, không sao đâu. Có cần tôi xem giúp không? Mộc mộc lúc này mặt càng đỏ hơn vội vàng xua tay nói, không, không cần đâu. Lâm dạ liền gãi đầu ngượng ngùng đáp ờ, không sao đâu. Có cần tôi xem giúp không? Không, không cần đâu, đúng rồi, bây giờ anh có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với anh. Lâm dạ lúc này đã trở về bộ dạng bình tĩnh nhưng vẫn gãi đầu đáp lại, hả, tôi á có thể, nhưng cô sấy khô tóc thay quần áo trước đi. Cẩn thận cảm lạnh, Mộc Mộc hiện giờ đã không chịu được nữa, vội vàng chạy vọt đi, cũng không quên nói với lại, "Vậy anh chờ tôi một chút, chỉ vài phút thôi." MỘT LÚC sau hai người đã ngồi yên vị trên ghế, Lâm Dạ lúc này cũng cất tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng, nói đi, "Có chuyện gì, sao còn trịnh trọng như vậy?" Mộc Mộc cũng ngay lập tức đáp lại lời cậu, "Ừm, tôi muốn nói là trước đây tiểu Bạch Trí đã phàn nàn với tôi rằng cô ấy thực sự không thích chức nghiệp đại kiếm lắm, nhiều chỗ cô ấy vẫn chưa quen. Mặc dù đã cập nhật trang bị phó bản đơn vẫn có chút khó khăn. Lâm Dạng nghe vậy cũng liền trầm tư suy nghĩ một vài giây rồi đáp lại: A, à, vậy sao? Cô ấy chưa từng đưa ra yêu cầu với tôi. Hơn nữa tôi thấy đại kiếm của cô ấy rất nhẹ nhàng, có thể có chút phiền toái nhưng vẫn có thể làm được. Nếu có thể tìm được bằng chứng anh hùng có thể chuyển nghiệp, cô ấy có thể chọn lại một nghề tốt hôm nào tôi hỏi Hoàng Thiên Tế một chút, xem hắn có phương pháp hay không. Nhưng muốn bạch chỉ tự mình xác định có thật sự muốn đổi nghề hay không? Mộc Mộc nghe vậy cũng liền đứng dậy cúi mặt xuống nói một cách máy móc, ồ, vậy thật tuyệt vời, tôi yên tâm rồi, vậy tôi về trước đây. Lâm dạ không để cô ấy nói hết lời đã vội cất tiếng, đứng yên, cô hẳn là còn có điều khác muốn nói, không chỉ là vì bạch chỉ. Mộc mộc nghe câu hỏi của lâm dạ ánh mắt lúc này lại rủ xuống nói không ra lời. Lâm dạ thấy cô vậy, liền khoanh tay nghiêm nghị nói, tôi đang hỏi chuyện của cô. Mộc mộc nghe vậy thì liền tức giận nhưng hai gò má đã ửng hồng nói, đúng đúng rồi. Bị cái tên tự đại này nhìn thấu rồi, vậy anh nghe xong không được cười nhạo tôi. Lâm Dạ liền cười cười đáp lại, "Ồ, oh, nhất định." Mộc Mộc thấy cậu cười thì càng thêm ngượng ngùng quát lớn, "A a a không được cười nhạo tôi." Nói xong cô liền sầm mặt xuống, nhẹ giọng nói, "Lâm Dạ, anh đã cấp 11 rồi đúng không? Anh có phát hiện hay không, từ sau khi thức tỉnh thiên phú, khoảng cách giữa chúng ta giống như càng ngày càng xa." Lâm Dạ bất ngờ liền hả lên một tiếng nói, "Có sao?" Mộc Mộc lúc này ánh mắt trở nên đượm buồn thầm hồi tưởng lại, "Mình biết ngay, từ nhỏ đến lớn, chúng ta hầu như đều chơi với nhau." Tôi nghĩ rằng ngay cả sau khi thức tình tài năng, chúng ta nhất định sẽ là đối tác tốt nhất, có sự thấu hiểu ngầm nhất và có thể tin tưởng lẫn nhau nhất. Rồi cô thầm hồi tưởng lại những lúc lâm dạ bảo vệ mình mà nói, nhưng anh dường như không cần tôi, chỉ cần dựa vào khả năng của bản thân, anh có thể nhận được phần thưởng cấp độ ẩn và trở thành trung tâm. Của sự chú ý còn tôi, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của anh, hoàn thành một số phiền toái nhỏ mà anh có thể tự mình giải quyết. Mà anh có thể tự mình giải quyết, nói đến đây hai mắt cô đã ngấn lệ nhưng vẫn nói tiếp, càng lơn. Lúc hạ bản, tôi dần dần cảm giác tôi thật ra là một vật cản trở không có cách nào để trở thành trụ cột của một đội lâm dạ nghe vậy cũng liền tiến lại gần ô nhu xoa đầu mộc mộc lên tiếng mộc mộc cô nghĩ nhiều quá rồi mộc mộc hiện giờ giọng nói đã trở nên nghẹn ngào đáp lại đồ ngốc đó là anh căn bản không biết anh không biết tâm trạng của một người theo đuổi có gắng theo kịp bước chân của người khác nhưng càng ngày càng bất lực tôi không muốn tiếp tục dựa vào anh nữa lâm dạ lúc này thấy không khuyên nhủ rồi thì liền giở chiêu bài cũ đưa tay lên nói nếu đã như vậy vậy từ hôm nay trở đi cô phải càng thêm kỷ luật bữa ăn nhẹ và bữa ăn khuya sẽ bị hủy bỏ từ hôm nay chỉ cần không phải lúc hạ bản 5 giờ sáng cùng tôi ra ngoài tập thể dục mục đích là để tăng tốc độ phản ứng của cô mộc mộc nghe vậy liền hoảng hốt nói lại nhưng nhanh nhẹn không phải chỉ cần trồng chất điểm là được rồi sao lâm dạ lúc này liền nghiêm khắc đáp cô nghĩ điểm của cô có đủ dùng không rồi tay cậu lấy ra một vật gì đó đưa về phía trước nói tiếp được rồi cầm lấy cái này mộc mộc thấy thứ đó trên tay lâm dạ thì liền kinh ngạc đáp đây là trái tim người khổng lồ. Cho tôi, Lâm Dạ cũng không do dự lập tức đáp lại, đúng vậy, quà cho cô. Ánh mắt cậu lúc này lại trở nên ôn nhu thêm vài phần nói tiếp, thứ này hoàn hảo để cô sử dụng trong thời gian chuyển tiếp, cộng thêm bản sao của cô có khả năng nhân hiệu ứng lên gấp đôi. Mộc Mộc, tin tưởng chính mình, thiên phú phối hợp chức nghiệp, tiềm lực vô hạn. Mộc Mộc nghe vậy liền đưa hai tên lên ngực tạo thành dấu ích quyết tâm nói, được rồi, tôi sẽ làm, bắt đầu từ hôm nay, đồ ăn ao. Lâm Dạ thấy vậy thì liền gãi đầu suy nghĩ. Hùng, nha đầu lớn lên vẫn phải dùng những thứ thật sự để khích lệ mới được sao nhưng ngay lúc này một bàn tay trắng nõn đã đặt lên tay cậu cùng với một giọng nói ngọt ngào nếu đã như vậy rồi ngay lập tức mộc mộc triệu hồi ra phân ảnh của mình còn thân thể mình thì ẩy lâm dạ xuống ghế sofa miệng nói mời thầy lâm trước tiên thí nghiệm một chút tiềm lực của nước mắt phỏng sinh của tôi đi đủ phân ảnh của mộc mộc mặc đồ hầu gái anh em ạ à, thêm qua ngồi lên bụng giả làm mèo nói đấm lưng massage nấu cơm quét dọn mọi thứ đều tinh thông nha như này mà gặp tôi thì còn mỗi cái quần, nhưng không phải như tôi nghĩ anh em ạ, à, bà với cái phân thân bà không biết làm gì mà anh bên nhà ta phọt mẹ máu. Một lúc sau bạc chỉ đang lén lút ở cửa nhà Lâm Dạ, nhưng ngay lúc này cánh cửa được mở ra, thấy cô mộc mộc hào hứng lên tiếng, tiểu bạch chỉ cô đến rồi, Lâm Dạ cũng khoanh tay đứng đằng sau cười nói, vất vả cho cô rồi, còn bảo cô cố ý đi một chuyến. Bạch chỉ ánh mắt có phần bất ngờ, nhưng cũng cất giọng hỏi, bây giờ anh muốn xuống tử vong chi điện sao, không nghỉ thêm một ngày nữa sao? hệ thống ngay lúc này lại hiện lên thông báo bạn đã được sử dụng sức mạnh không xác định để có được búc đặc biệt ánh nhìn của vận may thần nữ và mỗi phó bản thông quan sẽ tăng dương báu lên một cấp kéo dài 24 giờ lâm dạ hiện giờ cũng cầm lên chiếc chìa khóa trên tay miệng nói không cần ta đã nghỉ ngơi ngược lại mọi người mới đúng bạch chỉ cùng mộc mộc đi xem phim đi kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đạt được hiệu quả gấp đôi vừa cất lời xong lâm dạ cũng ngay lập tức đưa chiếc chìa khóa lên tạo thành một xoáy khí màu đen thông báo cũng ngay lúc này được hiện lên sử dụng chìa khóa thạch kiếm triệu hoán bí cảnh tử vong chi địa một lần mở cửa truyền tống tiến vào bí cảnh tử vong chi địa một lần chọn cấp độ khó nhất là cấp thiên tại lâm dạ lúc này cũng bước qua xoáy khí ánh mắt dần trở nên lạnh lùng nói đi thôi mộc mộc thấy cấp thiên tai thì có phần hoảng sợ cất giọng nói cấp thiên tai ổ lâm dạ anh nhưng lúc này lâm dạ cũng đã bước vào bên trong phó bản hệ thống cũng ngay lập tức hiện lên thông báo phó bản bí cảnh tử vong chi địa cấp độ cấp 15-25, độ khó cấp thiên tai cực nguy kém cấp bậc người chuyên nghiệp quá lớn, xin cẩn thận tiến vào, giới thiệu, một khu vực hạn chế của sự sống bị bao phủ bởi cái chết, bất kỳ sinh vật sống nào bước vào đó sẽ trở. Thành thức ăn cho đội quân xác sống. Lâm Dạ nhìn thấy thông báo thì thầm nghĩ, may mắn thay, không có kẻ xâm nhập nào trong phó bản này. Nó có vẻ không khủng khiếp như mình nghĩ, và cũng ngay lập tức cậu kích hoạt, nghịch chuyển càn khôn, hệ thống hiện giờ cũng theo đó mà hiện lên thông báo ngập màn hình, năng lượng sinh mệnh trong cơ thể bạn đã kinh động tử vong dược long, nó đang thức tỉnh, Năng lượng sinh mệnh trong người bạn động đến. Hô yêu vương, nó đang thức tỉnh, năng lượng sinh mệnh trong người bạn động đến bất tử vô yêu, nó đang thức tỉnh, năng lượng sinh mệnh trong người bạn động đến cự hình y thi thử phủ. Nó đang thức tỉnh, năng lượng sinh mệnh trong người bạn động đến tử vong chi nữ, nó đang thức tỉnh, tên, Thất Linh quân đoàn, đẳng cấp 15, sức mạnh 10, thể chất 25, trí tuệ 10, tinh thần 15, nhanh nhẹn 10, tư chất vàng, kỹ năng oán hỏa, vong linh chi nô u minh thẩm uyên đại quân tượng linh thức tỉnh đang đánh úp lâm dạ lúc này cũng đã tiến đến chỗ đàn quái đang chiếm đóng bọn chúng thấy sự hiện diện của lâm dạ thì liền hưng phấn phát ra những tiếng sườn gai ốc người sống nghĩ vị hệ thống hiện giờ lại hiện lên thông báo một lần nữa cuộc bạo loạn của sắc sống phong ấn được dỡ bỏ và thanh kiếm thánh miệng chiếu xích diễm chấn áp nơi này xuất hiện bạn sẽ tạm thời có được sức mạnh vô song thanh kiếm miệng chiếu xích diễm thần khí không biết đẳng cấp không biết sau khi mặc vào bất kỳ công kích nào cũng có thể tạo thành 500% thương tổn khắc chế đối với sinh vật phong linh. Có được hiệu quả cẩm chi, 50%, hiệu quả miễn thương, công kích kèm theo thuộc tính hỏa diễm thần thánh, tạo thành thương tổn hỏa diễm thần thánh phạm vi lớn. Lâm dạ nhìn qua thông báo của hệ thống thì thầm nghĩ, thanh kiếm, đây không phải là đấu pháp lười biếng của cốt đầu thăng sao, tất nhiên là không thể dùng. Hệ thống lại theo dòng suy nghĩ của cậu mà hiện lên thông báo một lần nữa, các yêu cầu cơ bản và các yêu cầu bổ sung để thông quan tử vong chi địa như sau dưới sự tập kích của đại quân vong linh kiên trì sống sót 2 giờ chờ được đoàn kỵ sĩ thần thánh trợ giúp hai giết chết bất cứ bót bí cảnh nào đạt được bất cứ điều gì tiêu cầu đặc biệt một giết chết tất cả bót bí cảnh hai tiêu diệt không ngừng vong linh sinh ra cũng thanh trừ tất cả vong linh sinh vật tử vong chi địa ba không sử dụng thánh kiếm miệng chiếu xích diễm bốn trong vòng 2 giờ cũng chính là trước khi đoàn kỵ sĩ thần thánh đến hoàn thành 3 nhiệm vụ đầu tiên năm bốn nhiệm vụ trước khi hoàn thành nhìn xong thông báo của hệ thống lâm dạ cũng ngay lập tức phát động tấn công chỉ thấy cậu nói đảo ngược các ngôi sao cây trượng của cậu phút chốc trở nên to lớn phát ra những tia sáng rạch ngang không gian tiếp sau đó một đoàn huyết khí đánh mạnh xuống đám quái vật đám quái vật cai lúc này đang bị ngọn lửa của cậu thiêu đốt mà phát ra những tiếng ai oái ngươi ngươi không phải con người nhân loại làm sao có thể phát ra hỏa diễm địa ngục đau quá lâm dạ hiện giờ cũng không để ý tới lời bọn chúng nói ánh mắt vẫn lạnh lùng phát động tiếp một lần tấn công đảo ngược thần khí trị liệu tai ách có phủ xuống theo câu nói của cậu những tia sét đỏ trên trời bắt đầu lục đục trực chờ lao xuống chỉ một vài giây sau một tia sét khổng lồ được đánh thẳng xuống khiến cho đất đá nổ tung mặt đất nứt toác tất cả quái vật đã bị tiêu diệt lâm dạ lúc này ánh mắt như ác ma địa ngục càng trở nên lạnh lẽo thầm nghĩ đúng như mình mong đợi sau khi đổi mới trang bị và thuộc tính ma hoàng có thêm 90% trị liệu đám tiểu binh vong linh cấp hoàng kim cấp 15 này thật sự đã dọn sạch trong vòng một giây ngay cả đại chiêu của bích hải triều sinh cũng không cần nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ xong thì một đoàn binh khác lại ập đến hệ thống lúc này lại hiện lên thông báo một đoàn đại quân vong linh mới đã xuất hiện xin mau chóng đột phá đại quân phong tỏa đi sâu vào đánh chết bót phá hủy tế đàn tử vong lâm dạ thấy vậy chỉ cười nhẹ đưa một viên thuốc vào miệng thầm nghĩ thật sự muốn cảm ơn hai đồng đội tốt của mình trước khi cậu đi hai người đã nhét vào túi cậu mọi thứ từ đan dược đến dược liệu hệ thống hiện giờ lại tiếp tục hiện lên thông báo sử dụng tất cả các đạo cụ sau đây. Sử dụng thuốc tăng tốc tuyệt vời để tăng tốc độ di chuyển của bạn trong vòng 5 phút. Sử dụng những viên thuốc làm từ trứng chim phong chuẩn, điểm nhanh nhẹn của bạn sẽ tạm thời tăng thêm 50 điểm trong vòng 5 phút. Sử dụng lôi địch để nhận được hiệu ứng chạy nước rút phích lịch thiếm. Kéo dài trong 5 phút, liên tục tăng tốc độ di chuyển của bạn, sử dụng gà yên huân tàu địa để tạm thời tăng cường thể lực. Ngay khi dứt thông báo của hệ thống thâm dạ liền bay vào tới, đánh văng những thứ đang cản đường mình nhìn ở trên cao chỉ thấy lâm dạ như một tia sét đỏ quét ngang trong tầng tầng bao vây ánh mắt của lâm dạ hiện giờ đã trở nên u tối hơn bao giờ hết cậu trầm giọng nói phản chuyển bích hải triều sinh vong linh chi hải ngay lập tức thân thể cậu được nhấc lên bởi một con sóng máu con sóng như dao long mở miệng quét ngang qua đám quái vật chỉ thấy con sóng hóa thành một con ác quỷ huyết khí mà trực tiếp đối chọi lại con quái vật lớn hệ thống lúc này cũng lập tức hiện lên thông báo tất cả kẻ thù đều ở trong tình trạng linh hồn bị thiêu đối tất cả các lực lượng tấn công của địch đều suy yếu tất cả kẻ thù vào đê búc chúng độc đê búc im lặng phòng ngự giảm tốc độ giảm mạnh địch nhân đã choáng váng thời gian phát triển điểm sinh mệnh 1080, đại quân vong linh đã bị tiêu diệt lúc này dòng thủy chiếu huyết sắc do lâm dạ tạo ra cũng theo sự toàn diệt của đám kia mà từ từ rút đi nhưng chỉ trong một vài giây một con bot khác lại xuất hiện hệ thống cũng không nghỉ ngơi mà hiện lên thông báo tên tử vong tế đàn lượng máu 10.000 điểm lực phòng ngự không lực công kích không giới thiệu có năm tòa nhà kỳ lạ ở tử vong chi địa liên tục triệu hồi các sinh vật vong linh từ thế tịch giới chúng được canh giữ bởi năm bót của bí cảnh sau khi bị tiêu diệt các sinh vật vong linh trong khu vực hiện tại sẽ ngừng triệu hồi và các vong linh được triệu hồi sẽ không biến mất tên cự hình cương thị đồ phụ đẳng cấp cấp 15, sức mạnh hỏi chấm thể chất hỏi chấm trí tuệ hỏi chấm tinh thần hỏi chấm nhanh nhẹn hỏi chấm tư chất bạch kim kỹ năng ôn dịch bộc phát hộ độc tái sinh thể chất phân liệt móc sắt bắt lấy tử vong tràm nuốt chửng hồi huyết giới thiệu từ thi thể tạo thành vong linh cực kỳ thích xé rách địch nhân cũng cần nuốt thi thể ở trong miệng hình thái đặc thù khổng lồ cự hình cương thi đồ phu bị đánh chết ngược lại sẽ phân liệt hình thức sống lại nhìn thấy thông báo của hệ thống lâm dạ cũng ngay tức khắc phát động tấn công mà thầm nghĩ tiếp theo chỉ cần 30 giây ngay vừa dứt suy nghĩ lâm dạ đã triệu hồi đoàn quân huyết nhục của mình đoàn quân theo sự chỉ đạo của cậu mà đồng loạt lao về phía trước lâm dạ lúc này cũng không nhàn rỗi lập tức điều động sức mạnh tạo nên một tia sét lớn lao thẳng về phía con quái lớn chỉ thấy một luồng bụi mù phát ra theo sau đó là thân ảnh của con quái lớn đã tàn tạ hệ thống lại tiếp tục hiện lên thông báo đánh bại tử vong tế đàn sinh vật vong linh trong khu vực này ngừng triệu hoán đánh bại cự hình cương thi đồ phu cự hình cương thị đồ phu x hai xuất hiện ngay lúc này hình ảnh hai con quái vật gớm ghiếc cũng hiện ra nhưng lại chỉ còn lại nửa người lâm dạ cũng ngay lập tức sử dụng lựu đoạt thuật tạo ra hai tia sáng lớn phóng thẳng về phía hai con quái hệ thống cũng theo tia sáng va chạm mà hiện lên thông báo đánh bại tên cương thi đầu phu bị chia cắt, Khô Lâu Vương và Bất Tử Vu Yêu đã thức tỉnh. Lâm Dạ lúc này nhìn về phía cái đầu lâu mà thầm suy nghĩ, xem ra coi như là phó bản khó khăn cấp thiên tai, chỉ cần là có hạn chế cấp bậc, sẽ không có dọa người. Ít nhất với năng lực và trang bị hiện có của ta, như vậy là quá đủ. Nghĩ xong cậu liền trầm giọng mở miệng nói, "Ra đây đi, chú sư. Lần này ta cần ngươi." Ngay lập tức một thân ảnh người khổng lồ được hiện ra, hệ thống lại tiếp tục hiện lên thông báo, "Triệu hồi hắc ám chủ kỵ sĩ cấp hoàng kim cấp 15 tiến hành chiến đấu." thời gian tồn tại liên tục một giờ ngay lập tức chú kỵ liền hóa thành một con rồng lớn mang theo lâm dạ mà bay vọt đi hai người bay qua một ngọn núi lớn chỉ một vài giây sau đó liền đáp đất một cách ngầu lòi trước mặt lâm dạ lúc này có một chiếc ngai làm bằng xương bên trên còn có một tên quỷ dị hệ thống cũng không chậm trễ mà hiện lên thông báo tên khô lâu vương đẳng cấp cấp 15, sức mạnh hỏi chấm thể chất hỏi chấm trí tuệ hỏi chấm tinh thần hỏi chấm nhanh nhẹn hỏi chấm tư chất bạch kim kỹ năng quân đoàn chi uy Tử vong chi kỳ, tà ác quang hoàn, huyết nhục sống lại, từ giả chi thuần, giới thiệu, Khô Lâu Vương giả. Dùng quang hoàn kỹ năng cùng chuyên môn cân tộc bốc cường hóa sinh vật vong linh xung quanh, thích dùng chiến thuật biển người săn giết địch nhân. Tên: vui Yêu Bất Tử, đẳng cấp: cấp 15, sức mạnh: hỏi chấm, thể chất: hỏi chấm, trí tuệ: hỏi chấm, tinh thần: hỏi chấm, nhanh nhẹn: hỏi chấm, tư chất: bạch kim, kỹ năng: Tử vong dao động, băng xương ma pháp, lỗ đen, nguyệt thực, băng phong chi huyết, giới thiệu cường giả trong vũ yêu chủ động nhập người thi pháp mượn hắc pháp thuật cùng tử linh pháp thuật chuyển hóa chính mình thành sinh vật bất tử có được ma pháp tinh xảo thi triển năng lực trí tuệ vượt xa sinh vật vong linh bình thường lâm dạ lúc này cảm giác như đã hoàn toàn trở thành ác ma địa ngục chỉ trầm giọng nói biết nhưng thầy chú lại chẳng có phản ứng gì khiến cho lâm dạ sượng chân nhưng cậu cũng lập tức bình tĩnh lại ra lệnh một lần nữa thầy chú lâm đi thầy chú lúc này cũng theo câu nói của lâm dạ mà ánh mắt trở nên sáng hơn đưa cây thương lớn lên cao chuẩn bị chiến đấu Tên bot kia thấy vậy thì ánh mắt mở to có phần sợ hãi, nhưng chỉ trong một giây thầy chú đã lấy tốc độ nhanh như gió vọt tới chỗ con quái, cây thương to lớn thô bạo đâm vào người nó khiến nó phát ra một tiếng a à to, những tiếng rắc rắc nứt vỡ vang lên, bỗng nhiên thân thể nó phát ra một ánh sáng xanh kỳ ảo, ở bên dưới những con quái nhỏ cũng lục đục bò lên, rồi chúng nó gào lên lao thẳng vào người thầy chú, nhưng thầy chú chỉ nhẹ nhàng đưa thanh trường đao lớn cắm mạnh xuống đất, tạo nên một luồng sung kính mạnh, đánh bay đám quái ra, con bot kia hiện giờ đã trở nên tơi tả, cất giọng thều thào cầu cứu khô lâu vương trợ giúp ta con khô lâu chuẩn bị đi xuống thì đã có một bàn chân nhẹ nhàng bước ra ngay sau lưng nó nó tức tốc quay đầu lại vẻ mặt hiện lên sự hoảng hốt lâm dạ lúc này đã đứng trước mặt hắn nói đối thủ của ngươi là ta theo câu nói đó vong linh chi hải cũng được thi triển tạo nên một dòng thủy chiều lớn bao bọc thấy thân thể con khô lâu từ từ ăn mòn nói ở bên phần chiến tuyến bên kia thầy chú cũng không nhàn rỗi đang vung những đường đao mạnh vào người con bót còn lại chỉ thấy đao mang ngập trời con bót kia không có sức phản kháng chỉ biết nằm im chịu trận ngay lập tức một đường đao cuối cùng lướt qua người hắn thân thể của con bót như bị bạo tạc mà nó tung hét lên những tiếng đau đớn bụi mù cũng như thế mà lan tỏa ra xung quanh bon bót lúc này cũng ngay lập tức xuông ra từ trong làn bụi mù hét lớn hố hên ngay lập tức trên tay nó ném ra một vật hình cầu nào đó nhưng thầy chú tuy thân hình to lớn nhưng lại rất linh hoạt mà lách sang bên né tránh đòi tấn công của nó thầy chú lúc này quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt người chết tên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì mà vẫn cười lớn ha 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 băng xương theo câu nói của nó một luồng sức mạnh màu xanh đang từ từ được ngưng tụ lại nhưng ngay tức khắc thầy chú đã lướt ngang qua vung thăng một đường đao rạch thẳng qua người nói hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thân thể đã bị rạch đôi nhưng miệng vẫn cất tiếng minh vương ở nơi tận cùng vực thẳm ta sẽ trao đổi linh hồn của ta cho người cho kẻ thù ngu ngốc xuống ngục mãi mãi lâm dạ thấy vậy cũng liền quay đầu lại nhắc nhở thầy chú cô ta sẽ tự nổ tung kéo mọi người cùng chết vừa rất lớn một vụ nổ lớn cũng ngay lập tức được tạo ra kèm theo đó là thông báo của hệ thống băng phong chi huyết, bất tử vu yêu hiến tế linh hồn của mình, làm chống toàn bộ thanh máu còn lại, giải phóng một phạm vi lớn bằng hệ ma thuật, gây ra thương tổn bằng hệ ma thuật lớn và gây ra hiệu ứng đồng bằng, nhưng khi vụ nổ lớn được tạo ra, khói bụi đã tan biến thì bên trong dư chấn vụ nổ lại không có một ai, chỉ có con boss vẫn đang bị đóng băng, thấy vậy nó liền bất ngờ cố gắng phát ra hai tiếng cái gì, ở bên phần khô lâu cũng không hề thoải mái, hắn đã bị một thanh cự đao đâm thẳng vào người, cây máu chỉ còn lại một phần nhỏ, kèm theo đó là câu nói của thầy chú mục tiêu đã được dọn sạch lâm dạ thấy vậy cũng liền mở miệng tán thưởng làm tốt lắm thầy chú con bót còn lại lúc này cũng đã bị băng phong mà từ từ tiêu tan lâm dạ lúc này cũng không nhàn rỗi mà bù thêm một đòn cuối cùng tay ách đang đến theo câu nói của cậu một tia sáng đỏ bắn vọt vào người con khô lâu thân thể nó lúc này cũng theo đó mà tan rã, nhưng nó vẫn có dặn ra mấy từ nhân loại vô tri sự tuyệt vọng thực sự vẫn còn ở phía sau hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo đánh chết khô lâu vương và bất tử vui yêu đã đạt thành yêu cầu thông quan cơ bản chém giết bót bí cảnh mở cửa dịch chuyển. Ngươi bây giờ có thể từ cửa dịch chuyển rời đi, cũng căn cứ vào yêu cầu bí cảnh đã hoàn thành đạt được điểm thông quan tương ứng. Lâm Dạ hiện giờ cũng chẳng quan tâm đến thông báo của hệ thống mà nhẹ nhàng đến gần thi triển thuật trị liệu lên người thầy chú. Trong phút chốc thân thể thầy chú cũng đã được làm sạch, ngay tức khắc Lâm Dạ cũng bắn một luồng sức mạnh sang phía bên cạnh tạo nên một vụ nổ lớn, một con rồng được triệu hoán ra ngay sau đó, hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo, ám dực long, đồng đội, chiến hữu của hắc ám chủ kỵ khi còn sống, như ngày nay, kỵ sĩ hắc ám hiếm khi triệu hồi nó lâm dạ lúc này đã ngồi lên lưng con rồng lớn quay đầu sang nói với thầy chú tế đàn ở đây cũng không còn sinh vật phong linh cũng không có bất cứ uy hiếp gì cuối cùng lại đến dọn dẹp đi tới chỗ tiếp theo trước đã lâm dạ lúc này đang cưỡi trên con rồng chuẩn bị tới ngọn núi phía sau mà thầm suy nghĩ hai bót cuối cùng rồi rồi ngay sau đó cậu liền mở miệng nói còn là nhờ người thầy chú tiết kiệm cho ta không ít thời gian lên đường đánh quái ngay lập tức con rồng cũng liền xả xuống bắn ra những tảng băng con rồng ở phía dưới cũng lập tức gồng sức mạnh tạo thành những cơn gió lâm dạ liền che thấy thân thể mà chống đỡ nói lớn thầy chú bị phát hiện rồi con rồng gầm lớn lên một tiếng tiếp sau đó là thân thể của lâm dạ và thầy chú đáp thẳng xuống đất hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo tên gọi tử vong ác long đẳng cấp cấp 15 sức mạnh hỏi chấm thể chất hỏi chấm trí lực hỏi chấm tinh thần hỏi chấm nhanh nhẹn hỏi chấm tư chất kim cương kỹ năng hơi thở băng xương long uy băng phong quang hoàn tuyệt đối linh độ vuốt rồng giới thiệu nhanh vĩ đại cự long khi còn sống được người đời sùng bái sau khi chết được vua của những kẻ bất tử của vong linh quốc độ hồi sinh dưới sự tăng cường của khí tức tử vong sở hữu sức mạnh khống chế ma pháp hệ bằng siêu mạnh mẽ tạo thành sát tương kéo dài và hiệu quả giảm tóc tên gọi tử vong chi nữ đẳng cấp cấp 15 sức mạnh hỏi chấm thể chất hỏi chấm trí lực hỏi chấm tinh thần hỏi chấm nhanh nhẹn hỏi chấm tư chất kim cương kỹ năng xương đông chi tiến ma pháp lặng im cường kích quang hoàn thiên phú xạ thủ phù chú, hắc ám chi tiến, hấp thụ sinh mệnh. Giới thiệu nhanh, vốn dĩ là một du hiệp hành hiệp trượng nghĩa của tinh linh. Tộc, sau khi chết được vua của những kẻ bất tử hồi sinh, trở thành hắc ám du hiệp hành động nhanh nhẹn gieo rắc tử vong. Cung tiến ma pháp trong tay có thể mang theo sức mạnh tử vong. Chuyển hoa kẻ địch bị giết chết thành nô lệ hắc ám của bản thân. Lâm Dạ nhìn qua thông báo của hệ thống, vẫn một giọng điệu bình tĩnh nói, "Thầy chú, bí cảnh một lần duy nhất so với ngươi thì ai đáng sợ hơn, không cho người khác cơ hội để so sánh với phó bản cấp SS." ngay lúc vừa cất lời lâm dạ cũng ngay lập tức phát động tấn công phản chuyển chư tinh thần diệu thiên địa ngục phân chuyên bích hải triều sinh vong linh chi hải ngay lập tức một con rồng huyết khí lớn được triệu hồi ra nữ tử kia ở bên trong dòng nước vẻ mặt vô cùng tức giận kéo mạnh cây cung của mình chuẩn bị tấn công mà nói lớn nhân loại đê tiện run dế kia dám tập kích ta một mũi tên theo đó xé gió mà đi bắn thẳng về phía của lâm dạ như vẻ mặt của lâm dạ lại không một chút biến đổi chỉ trầm giọng nói muốn trả đũa à để ta cho ngươi xem tấn công bất ngờ thật sự là như thế nào lúc này khi thấy đòn tấn công về phía hai người thầy chú đã nhanh nhẹn nhảy đi né tránh để mũi tên lao thẳng về hướng lâm dạ đang đứng nữ tử kia thấy mũi tên đã bắn chúng thì đắc ý nói hơ hơ chỉ tới vậy mà thôi nhưng ở trong vụ nổ lâm dạ chỉ nhẹ nhàng dùng một tay đã chặn đứng lại mũi tên nó. khi khói bụi tan đi lâm dạ vẫn đứng đó mà không chịu một tổn thương gì hệ thống ngay lúc này cũng hiện lên thông báo tốc độ di chuyển tăng cao xua đuổi được hiệu quả băng đông lực tấn công tăng cao tốc độ di chuyển tăng cao nếu từ kia thấy cảnh tượng này thì như không thể tin vào mắt mình mở lớn mắt hết to, không thể nào, rõ ràng là mũi tên của ta đã bắn trúng tim của hắn rồi cơ mà kỹ năng vô hiệu rồi, miễn dịch bá thể. Ngay lúc này sau lưng cô ta một con rồng lớn đã tụ lực trực chờ tấn công, cô ta cũng liền nhận ra có điều kỳ vội nói lớn, đợi đã, có chút kỳ lạ. Ta à, chưa kịp nói xong đã bị một luồng băng phong lớn bắn thẳng vào thân thể, tiếng thông báo cũng liên tục được hiện ra, kèm theo đó là một vụ nổ sau lưng của Lâm Dạ nhưng nữ tử kia lại không chút tổn thương vẫn đứng đó chuẩn bị bắn tên nhưng sau lưng của cô ta lúc này lại có một sự hiện diện khác thầy chú nhân lúc cô ta mất tập trung đã nhanh như cắt mà lao vọt về phía cô ta ý định tập kích nhưng bằng giác quan nhạy bén cô ta đã ngay lập tức phát hiện ra sự hiện diện khác quay người lại những mũi tên cũng theo đó mà bắn liên tục về hướng thầy chú đang lao tới nhưng lại bị thầy chú dễ dàng nói tránh cô ta lúc này vừa kinh hãi lùi về sau vừa thầm nghĩ tốc độ nhanh quá rồi cô ta nghiến răng thầm tính toán không được không thể để tên này tiếp cận nghĩ xong cô ta liền hét lớn tất cả vong linh hãy nghe lệnh tai ngăn chặn kẻ địch theo tiếng hét của cô ta một đàn quái nhỏ đã nhanh chóng lao thẳng lên lúc này khi bọn chúng sắp tiếp cận được thầy chú thì đôi mắt của thầy chú bất đáng trở nên sáng hơn hắn lúc này nhanh như cắt cùng với cự đao thảo sát đám quái nhỏ kia nữ tử kia lúc này cây máu đã chỉ còn gần một nửa nghiến răng tức giận nhưng rồi đột nhiên cô ta cười lớn lượng hp cũng theo đó mà được cộng lên liên tục thầy chú lúc này cũng đã tiếp cận đến nơi của cô ta thanh cự đao nhanh như cắt vùng mạnh cuống nhưng cô ta cũng đã nhanh chóng đưa cây cung lên đón đỡ, miệng vẫn nói. Đáng ghét, nếu như tên phản đồ ngu xuẩn ngươi chỉ biết đánh gần, vậy thì tự sát đi nói xong cô ta liền vọt tới ôm lấy thân thể thầy chú. Một lá bùa cũng theo đó được dán lên, hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo, phù chú, dùng sức mạnh phù chú khống chế một sinh vật. Thực lực của sinh vật càng yếu, thời gian thao túng càng dài, nhiều nhất có thể thao túng 60 giây. Ít nhất có thể thao túng một giây sau khi tử vong chi nữ chết có thể giải trừ hiệu quả, không có biện pháp để xua đuổi mệnh lệnh thao túng mệnh lệnh thao túng tự sát, mệnh lệnh sinh vật bị phù chú thao túng tiến hành tự sát, mỗi lần cưỡng chế tấn công tạo ra 300 điểm sát thương, duy trì cho tới khi phù chú tự sát mất hiệu lực, thân thể của thầy chú lúc này cũng đã bị phù chú tàn phá mà ngã quỵ xuống. Nữ tử cai cũng ngay lập tức phát động tấn công, kéo ra một mũi tên băng miệng nói, hơ, tuy rằng chỉ có một giây, nhưng vậy là đủ rồi. Mũi tên theo câu nói của cô ta mà bắn thẳng về phía thầy chú, tiếng thông báo cũng liền hiện lên, xương đông tốc độ di chuyển của hắc ám chú kỵ giảm mạnh, tốc độ di chuyển của hắc ám chú kỵ giảm mạnh lực tấn công của hắc ám chú kỵ giảm nhẹ thân thể của thầy chú lúc này cũng đã bị băng phong một phần lượng máu cũng đã giảm gần một nửa lâm dạ thấy vậy cũng liền hét lớn thầy chú đổi thành trạng thái phòng ngự thầy chú lúc này nghe theo hiệu lệnh cũng tức tốc đưa chiếc khiên lên chống đỡ đòn công kích hệ thống lúc này cũng liền tiếp tục hiện lên thông báo hắc ám chú kỵ chịu hoán giáp đen lớn chịu ảnh hưởng mạnh tốc độ di chuyển giảm lớn sát thương phải chịu phải giảm 70% mươi nhưng nữ tử kia lúc này vẫn tiếp tục phát động tấn công của mình mà nói lớn ăn nhiều kỹ năng của ta như vậy chỉ cần phá hủy khiên chắn của ngươi thì mạng của ngươi sẽ thuộc về ta rồi một mũi tên băng cũng theo đó mà bắn mạnh vào thân thể của thầy chú lúc này hắn chỉ còn lại một chút hp nữ tử kia thấy vậy thì liền cười lớn nói ha ha hết máu rồi chứ gì rồi cô ta đưa một mũi tên lên chuẩn bị tấn công miệng vẫn nói lần này ngươi chết chắc rồi giải quyết ngươi xong ta sẽ giải quyết bạn đồng hành của ngươi nhưng ngay lập tức thân thể cô ta đã bị thuật u cấm của lâm dạ vây khốn lại lâm dạ hiện giờ ánh mắt hiện lên sự băng lãnh cất giọng nói ban nãy người nói rồi cậu cũng ngay lập tức phất tay trị liệu cho thầy chú miệng nói tiếp ai giết ai cô ta thấy mình bị trói thì vùng vẫy cố gắng thoát ra miệng nói lớn đây đây lại là thứ gì vậy cô ta thấy thầy chú tiến lại lúc này lại càng thêm tức giận nói lớn hơn sao ngươi vẫn chưa chết thầy chú chỉ lạnh lùng nhìn về phía sau rồi ngay tức khắc lao tới chém bay đầu con hắn long lâm dạ lúc này cũng không nhàn rỗi ngay lập tức phát động thêm một lần tấn công một tia sáng đỏ theo sự điều động của cậu mà xé toạc thân thể của con hắc long ra thành nhiều mảnh nữ tử kia thấy vậy thì đau đớn hét lên tử vong ác long các người rồi ngay lập tức cơ thể cô ta phẫn hận rào lên ánh sáng từ hai hốc mắt bắn ra mà hét lớn ỉ mạnh hiếp yếu lâm dạ cũng không chậm chế nói lớn phản chuyển thần khí liệu pháp thảm họa giáng lâm một tia sáng đỏ ngay lập tức lao thẳng vào cơ thể cô ta một vụ nổ lớn theo sự va chạm mà cũng bùng lên kéo theo một mảng đất đá ở địa phương xung quanh khi tiêu diệt xong tử vong chi nữ lâm dạ cũng liền quay sang tay chỉ về một hướng miệng nói, thầy chú, thầy phụ trách bên phía tây bắc, ta phụ trách bên phía đông nam. Càn quét nhanh chóng, thầy chú nghe theo lâm dạ, ngay tức khắc tiến về phía đó mà tàn sát, lâm dạ thấy vậy cũng thầm nghĩ, như vậy, quét sạch đàn tế thì sẽ kết thúc. Mặc dù phó bản này đặc biệt nhưng không khó như dự đoán. Lúc ban đầu, lúc này lâm dạ cũng không nhàn rồi, lập tức phát động ra một vùng thủy chiều đỏ rực quét ngang xung quanh mà thầm nghĩ, vậy là chưa tới 10 phút đã có thể qua ải so với yêu cầu qua ải trong vòng 2 tiếng của nhiệm vụ 4 thì dư sức chỉ sau một lúc đám khô lâu đã bị lâm dạ dọn sạch mà chất đống nhưng hệ thống ngay lúc này lại hiện lên thông báo nhắc nhở bạn đã tiêu diệt toàn bộ sinh vật tử linh tàn dư tại tử vong chi địa bạn đã hoàn thành yêu cầu của bốn nhiệm vụ trước khi lâm dạ thấy thông báo của hệ thống liền nhận ra không đúng hệ thống lúc này thông báo vẫn liên tục hiện lên nhắc nhở phân thân của song dực thiên sứ kuzo sắp giáng lâm kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt thứ năm lựa chọn vận mệnh khi vừa dứt thông báo của hệ thống thì một tòa cung điện cũng liền hiện ra kèm theo đó là một tên đàn ông với bộ cánh thiên sứ, hệ thống lúc này lại tiếp tục hiện lên thông báo. Lựa chọn đón nhận thần ban tặng, nhận phần thưởng của song dực thiên sứ Kuzo, đồng thời giao nộp toàn bộ thánh kiếm miên chiếu xích diễm đã hấp thu được từ linh hồn của Tử Linh. Sau đó rời khỏi Tử Linh chi địa, lựa chọn giết thần hai giết chết phân thân hư ảnh của Kuzo, Lâm Dạ nhìn vào bảng hệ thống mà thầm nghĩ, có ý gì vậy, phó bản này còn có boss khác đang ẩn náu sao? Hệ thống thông báo vẫn tiếp tục hiện lên, kết quả khi lựa chọn đón nhận thần ban tặng, lập tức nhận được xếp hạng cấp SSS kết quả khi lựa chọn giết thần sau khi tiêu diệt phân thân của thiên sứ cu do sẽ nhận được xếp hạng 2 cấp cao nếu thất bại xếp hạng sẽ bị giảm xuống cấp c lâm dạ lúc này nhìn vào bảng hệ thống mà trầm tư suy nghĩ xếp hạng cấp hỏi chấm hóa ra trong quan niệm của các người cấp sss không phải là xếp hạng cao nhất Như những con người chuyên nghiệp khác có biết tình báo này không là những người chuyên nghiệp cấp cao của liên minh giấu giếm và phong tỏa hay là bọn họ không hề biết đến chân tướng này không thể nào nguyên nhân thứ nhất là bọn họ không cần thiết phải phong tỏa tin tức này dẫu sao thì vốn những người có thể mở khóa điều kiện này chỉ lác đác vài người thứ hai vốn dĩ phó bản dựa vào hệ thống để tạo ra bí cảnh nếu chúng vô hình chung này sinh biến hóa mà con người không hay biết cũng không phải là không có khả năng thứ ba cấp bậc hai này và bản thân thiên sứ đều tồn tại chỉ là dựa vào sức mạnh của nhân loại thì vẫn không thể chạm vào giống như người xưa không thể tìm tòi về vũ trụ chưa kịp để cậu suy nghĩ xong thì một đôi cánh lớn bên trên còn có rất nhìn con mắt nhìn xuống hai người phía dưới đột nhiên một con mắt mở chừng ra nhìn thẳng về phía cậu tiếp sau đó một tiếng vang chói tay phát ra khiến thầy chú bị rơi vào thời gian hồi chiều lâm dạ vừa đưa tay lên cố gắng chống đỡ vừa thầm nghĩ cảm giác áp bức kinh khủng quá đây là hiệp định xưa sao thủ lĩnh cao trang nhất của thiên sứ nhưng theo như lời nhắc nhở chắc hẳn mình không cần đối đầu với thứ này phân thân của cu do ở đâu vừa nghĩ xong một cái lông vũ rơi ra theo sau đó một thân ảnh người đàn ông với đôi cánh thiên sứ hiện ra hệ thống ngay lúc này cũng liền hiện lên thông báo danh xưng song dực thiên sứ cu do phân thân hư ảnh cấp bậc hỏi chấm không khuyến khích khiêu chiến không khuyến khích khiêu chiến sức mạnh hỏi chấm thể chất hỏi chấm trí lực hỏi chấm tinh thần hỏi chấm độ nhạy bén hỏi chấm tư chất hỏi chấm kỹ năng không thể hiện thị giới thiệu sơ lược thiên sứ một sinh vật hùng mạnh sinh ra tại quốc gia thần thánh đối đầu với sinh vật vong linh sở hữu năng lực thần thánh kiềm chế hơi thở tử vong vừa dứt thông báo của hệ thống tên cu kia cũng lên tiếng nhân loại ngươi làm tốt lắm ta đại diện cho quốc gia thần thánh cảm ơn ngươi đám sinh vật phong linh tà ác này nên yên giấc ngàn thu nơi tận dưới lòng đất dâng miệng chiếu xích diễm lên đây ngươi có thể đi được rồi lâm dạ lập tức bày ra bộ mặt không đồng tình mà đáp lại dẫu sao thì ta đã xử gọn toàn bộ sinh vật phong linh ở nơi đây rời đi ư đợi đã ngươi không có phần thưởng gì cho ta sao tên kia lúc này ánh mắt đang dịu dàng liền lập tức trở nên tức giận nói ngươi đang nghi ngờ thiên sứ nhân loại ngươi nên có lòng biết ơn mau chóng rời khỏi nơi đây đừng cản trở công việc còn lại của thiên sứ vừa dứt lời hắn đã ngay lập tức tấn công về phía lâm dạ lâm dạ lúc này vẫn đứng đó bình tĩnh không động đậy thầm suy nghĩ thật không ngờ thiên sứ ở nơi đây là sinh vật quang minh chính đại như vậy không hề đứng về phía lập trường của nhân loại thậm chí còn coi nhân loại là bia đỡ đạn nghĩ xong lâm dạ liền nhấn vào bảng hệ thống rồi ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo nói công việc còn lại nơi đây còn có việc gì cần xử lý nữa sao thưa thiên sứ đại nhân công lao của ta dựa vào đâu mà thuộc về người nói xong cậu cũng liền vận chuyển thiên phú nghịch chuyển càn khôn tên thiên sứ kia thấy vậy lại càng thêm tức giận chỉ thẳng kiếm về phía lâm đê nói nhãi nhép thấp kém để các ngươi cống hiến cho quốc gia thần thánh vĩ đại đã là phần thưởng hậu hĩnh cho nhân loại rồi vậy mà ngươi còn còn có ý nghĩ hết sức tham lam ngỗ ngược với mệnh lệnh của thần chưa để nó nói hết lâm dạ đã liền phát động thuật lực đoạt bắt thẳng về phía tên kia rồi cất giọng câm ngay về sau không cần nói nữa đâu tên kia lúc này lại càng thêm tức giận hét lớn hơn sức mạnh của thần thánh sáng ngay lúc vừa cất xong lời một tia sét lớn kim sắt đã lập tức lao về phía lâm dạ nhưng cậu đã rất nhanh mà lách người né tránh những tia xét từ trên cao cứ liên tục dội xuống về phía lâm dạ khiến cậu phải rất chật vật né tránh hắn lúc này ánh mắt trở nên thâm độc đắc ý nói sơ hở hiện rõ ngay tức khác đưa bàn tay to lớn chuẩn bị chụp về phía lâm dạ tiếp sau đó thanh cự kiếm trên tay hắn đâm thẳng xuyên qua người lâm dạ nhưng lâm dạ vẻ mặt lại không có chút biểu lộ đau đớn ngược lại còn cười khinh bỉ thấy nụ cười đó tên kia lập tức chấn kinh chỉ một giây sau hắn liền bật ngược ra phía sau miệng vẫn nói đừng hòng dùng tà đạo để trốn tránh thần phạt ngay lập tức hắn giơ cao thanh cự kiếm của mình lên hét lớn lôi đình gọi tới men theo tiếng hét những tia sét sạch ngang bầu trời mà lan tỏa ra từ phía lâm dạ hiện giờ cũng đã trị liệu xong ánh mắt lập tức trở nên sắc sảo nói đảo ngược chư tinh thần diệu ở thiên địa ngục ngay tức khắc một tia huyết sắc quang mang từ chỗ lâm dạ bắn thẳng tới thân thể tên kia hắn ngay lập tức hét lên nhìn xem kết cục đối địch với thiên sứ thần thánh phán xét ngay lập tức hắn quét một đường kiếm tạo ra một ngọn lửa đốt trọi lại với đòn tấn công của lâm dạ lâm dạ liền đưa tay ra tạo nên một vòng phòng hộ thầm nghĩ ngay từ đầu quả thật dọa người nhưng hiện tại cảm giác như thiên sứ này cũng không quá thông minh chẳng lẽ bởi vì là hư ảnh mà không phải bản thể tên kia thấy không làm gì được lâm dạ thì tức giận gân xanh trên trán cũng nổi lên từng mảng quát lớn làm sao có thể bất kể là công kích vật lý hay ma pháp kỹ năng tầm xa hoặc cận chiến nhân loại ti tiện ngươi vì sao một chút thương tích cũng không chịu ngược lại đang không ngừng trị liệu thân thể lâm dạ nhìn về phía tên kia ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ nghĩ thầm phàm là ai nhìn thấy ta giết bót như thế nào cũng sẽ không hỏi câu hỏi như vậy chưa kịp để lâm dạ suy nghĩ xong tên kia liền phát động tấn công một lần nữa chỉ thấy hắn hét lớn vô địch chẳng lẽ người có kỹ năng vô địch không điều này tuyệt đối không có khả năng lâm dạ đứng trong đòn tấn công của hắn nhưng lại chẳng mảy may thương tính trầm giọng nói đúng vậy cho nên ngươi chỉ có thể chém đứt một sợi tóc một cái áo khoác của ta thế thôi nói xong ánh mắt của lâm dạ lại càng trở nên lạnh hơn cất giọng đảo ngược bích hải triều sinh linh chi hải ngay sau câu nói một xoáy nước đỏ đã ngay lập tức hiện ra bao bọc lấy thân thể tên kia bên trong. Lâm Dạ lúc này cũng không chậm trễ bồi thêm một đòn tấn công nữa, đảo ngược thần khí trị liệu, tại ách giáng lâm, một tia sét đỏ rạch ngang bầu trời lập tức lao thẳng vào thân thể tên kia. Tên kia lúc này thân thể đã tàn tạ, vạch máu đã gần cạn, chỉ có thể nghiến răng mà thều thào, "Ngươi ngươi." Lâm Dạ đứng trên cao nhìn hắn, ánh mắt vẫn như vậy, chỉ lặng lẽ bồi thêm một đòn, thân thể hắn cũng theo làn khói bụi mà tan biến. Hệ thống lúc này cũng ngay lập tức hiện lên thông báo đánh chết hư ảnh thiên sứ hai cánh khố lạc hoàn thành bí cảnh phó bản vùng đất chết một lần, bắt đầu thanh toán phần thưởng. Đạt được bảo dương thông quan cấp kim cương X11 hoàn thành toàn bộ điều kiện ẩn, đánh giá đạt tới cấp SSS, chịu ảnh hưởng của năng lực đặc biệt nữ thần may mắn. Nhận thêm bảo dương cấp kim cương X11, phó bản bí cảnh thông quan một lần đạt được điểm thông quan cấp 2, phó bản bí cảnh sắp biến mất, lượng lực hội tụ hiện hóa thành phần thưởng duy nhất dành riêng cho người. Người đã đạt được vũ khí trưởng thành chuyên biệt phẩm chất không biết thiểm linh nguyệt ẩn duy nhất, cộng hưởng nhấp nháy, tên trang bị, thiểm linh nguyệt ấn loại vũ khí duy nhất vũ khí phát triển đẳng cấp rèn hiện tại cấp một phẩm chất trước mắt không biết yêu cầu trang bị mục sư chuyên nghiệp lâm dạ chuyên nghiệp hiệu quả trang bị sau khi trang bị tăng thêm một điểm toàn thuộc tính sở hữu năng lượng hình thái giải thoát hình thái hủy diệt nguyệt ảnh hình thái thôn phệ tiến hóa hải nguyệt chi thệ thời điểm tịch diệt khai hở nguyệt ảnh tiến hóa thôn phệ khả năng vốn có của việc nuôi dưỡng vũ khí cùng loại của linh mục có thể cải thiện chất lượng tăng cường thuộc tính vũ khí và mở khóa các khả năng mới hình thái giải thoát biến thành lưỡi kiếm giải thoát mỗi thanh kiếm cung cấp năng lượng chữa lành cho mục tiêu đánh chúng không bao gồm chính bạn phục hồi máu cho đối thủ và mở ra khả năng sử dụng quyền hạn sử dụng lời thề hải nguyệt hình thái hủy diệt biến đổi thành lưỡi hủy diệt mỗi đạo sẽ gây sát thương vật lý nhất định và một lượng lớn sát thương ma thuật đối với mục tiêu bị bắn chúng không bao gồm chính mình mở ra quyền sử dụng thời điểm tịch diệt hình thái nguyệt ảnh trạng thái ban đầu tạo thành một lượng thương tổn vật lý nhất định cũng khôi phục lượng máu cùng tỷ lệ của bản thân mở ra quyền hạn sử dụng kẽ hở nguyệt ảnh lời thề hải nguyệt kỹ năng chủ động ngưng tụ lực lượng ánh trăng triệu hồi ra sứ huyễn nguyệt trong lúc tồn tại liên tục khôi phục đồng minh phụ cận bao gồm chính mình xóa trạng thái tiêu cực tất cả đồng minh phụ cận bao gồm chính mình thời điểm hủy diệt kỹ năng chủ động ngưng tụ sức mạnh của ánh trăng phóng ra một con dao hủy diệt mới cực mạnh gây một lượng sát thương lớn cho tất cả kẻ địch trong phạm vi và tăng mọi sát thương tiếp theo khích gian nguyệt ảnh kỹ năng chủ động nhanh chóng tiến vào trạng thái bóng tối không thể khóa miễn dịch mọi tổn thương và di chuyển nhanh đến vị trí được chỉ định lưỡi dao này y có thể cứu người cũng có thể giết người lâm dạ vuốt ve thanh kiếm trên tay thầm cảm thán ba loại hình thái ba đại chiều gần như hoàn hảo phù hợp với tài năng thiên phú của ta hiểm linh nguyệt an nguyệt an hình thái điều tôi quan tâm nhất là chất lượng của nó với tư cách là vũ khí trưởng thành cũng giống như phó bản này có phải ý nghĩa nó có thể lên tới đẳng cấp cao hơn kim cương hay không hệ thống hiện giờ vẫn đang kết toán phần thưởng mở dương kim cương ra, đạt được 20 điểm thuộc tính tự do đạt được trang bị cấp kim cương băng xương chi dẫn, vòng cổ kim cương vòng cổ, cổ cổ long. Đạt được kỹ năng kim cương tốc độ công kích đại huy chương, kiếm được trang bị cấp bạch kim ma thuật hạch tâm, đạt được đạo cụ tinh điệp, vũ kiếm đặc chế, thuốc đặc hiệu quý hiếm x11. Lâm Dạ nhìn thấy phần thưởng thì thầm nghĩ, vòng cổ cổ long và huy hiệu tốc độ tấn công, một kiện phòng ngự hoàn mỹ, cùng một quyền chiến lược thần kỹ vô địch trên chiến trường, rồi cậu liền đưa tay ra nhấn vào bảng hệ thống nói, toàn bộ thêm chút trí lực. Các thuộc tính hiện tại gần như ở cấp độ chuyên nghiệp khoảng cấp 20 hệ thống cũng theo đó mà hiện lên thông báo danh tính, lâm Dạ nghề nghiệp, linh mục, đẳng cấp 11, sức mạnh 152050, thể chất 1520303050, trí thông minh 9520303050, tinh thần 15203050, nhanh nhẹn 15202050, trang bị kích hoạt trang phục lộng lẫy của Ma Hoàng bốn bộ, dày tật phong, đã lấp lánh, nhẫn ngọc lục bảo thạch, thiểm linh nguyệt ẩn dây chuyền cổ long ngọc bội bạch điểu thức tỉnh thiên phú nghịch chuyển càn khôn le vờ hai kỹ năng đơn thể chữa lành cướp bóc kỹ năng phụ trợ minh minh thuật u cấm thuật kỹ năng quần thể liệu pháp thần khí tại ách giáng lâm chư tinh thần diệu thiên địa ngục bích hải triều sinh vong linh trì hải lúc này lâm dạ cũng liền tiến ra bên ngoài vẫn thầm nghĩ nhưng đó chỉ là mục tiêu đầu tiên của mình thừa dịp nữ thần may mắn còn có búc hay là đi cướp đoạt một đợt phó bản cấp 10 nhỉ lúc này lại thêm một thằng óc vật cầm vật gì đó nghiến răng tức giận nói Lâm Dạ, cuối cùng cũng đợi được anh. Lâm Dạ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại hỏi ai, tên kia cũng ngay lập tức cầm một cây giáo nhọn lao thẳng về phía Lâm Dạ miệng hét lớn, "Chết đi, Lâm Dạ, hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi." Ánh mắt của hắn lúc này như một con thú hoang trực chờ cắt chết con mồi miệng vẫn hét lớn, "Là anh, hại chết ta, tất cả mọi người muốn tôi chết, làm tôi biến mất. Bởi vì ta lấy công lực của ngươi, người thân của ta, bằng hữu của ta tất cả đều bỏ rơi ta, họ bắt ta bỏ bài kiểm tra từ bỏ bằng cấp, đều là nhờ ngươi ban tặng." Lâm Dạ thấy cây giáo lao thẳng về phía mình thì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy miệng nói, nói xong chưa, rồi cậu liền suy nghĩ trong lòng, lúc trước đã nói với những sinh viên kia không nên vì chút giận mà lãng. Phí thời gian, bọn họ cũng hứa sẽ không nhúng tay vào. Vốn là muốn cho hắn một bài học, để cho hắn không lấy được điểm thuộc tính. Kết quả bây giờ ầm ĩ muốn nghỉ học. Cho dù Liên Minh và trường học đều chú ý, nhiều nhất chỉ là trừng phạt và cấm túc thôi. Nghĩ xong cậu liền đấm một cái cho hắn bay ra xa, miệng nói, hay là đầu cơ trục lợi, bôi nhọ bịa đặt cầm công lực của ta đây chính là người nói hắn lúc này tuy bị đấm một cú đau điếng nhưng cũng liền đứng dậy vọt tới hai mắt long lên như một con sói đói lâm dạ thấy vậy thì liền chấn kinh thầm nghĩ đây là ma khí lâm dạ vừa né tránh đòn tấn công của tên kia vừa thầm nghĩ tên cao nguyên khốn kiếp này hắn lúc này hai mắt đã gần mất đi tính người mà hét lớn ngươi rồi ngay sau đó cơn ảo giác của hắn cũng liền xuất hiện một tên áo đen liên tục chế nhạo ngươi chỉ là một tên hề một tên vai phụ hèn mọn bị người đời khinh bỉ ta đã nói rồi Ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, không ai thích ngươi, ngươi, ngươi chỉ là một bãi cứt làm nền cho thiên tài, nhưng nếu ngươi không cam tâm làm bãi cứt thì sẽ càng bị nhiều người ghét bỏ hơn. Tên kia lúc này lại càng thêm bị kích thích, càng thêm cuồng nộ nắm chặt tay nói, ta muốn giết hắn, tên áo đen quỷ dị kia lại vẫn tiếp tục kích đều, ừm, tốt lắm muốn có được sức mạnh nghịch thiên. Thay đổi tất cả chứ, nếu ngươi muốn trở thành kẻ mạnh chi phối vận mệnh của người khác, hãy gia nhập vào vòng tay của vực sâu chúng ta. Hắn nghe thấy vậy liền quỳ xuống thuần phục nói, xin hãy ban cho tôi sức mạnh của vực sâu, rồi ngay lập tức một luồng hắc khí được trào ra từ thân thể hắn, hắn lúc này đã hoàn toàn trở nên điên loạn mà hét lớn. Ta không làm người nữa. Lâm Dạ thấy vậy thì liền quay đầu lại hét lớn, kẻ xa ngã. Tào Nguyên, ngươi đã bị ác ma vực sâu mê hoặc rồi. Tào Nguyên, bây giờ ngươi từ bỏ vẫn còn kịp. Nếu ngươi tiếp tục, ta chỉ có thể giết ngươi. Tên kia lúc này gần như bị sạt hoàn toàn đứng dậy liên tục nói, đây chính là sức mạnh của vực sâu sao? Quá mạnh, cơ thể của ta quá mạnh. Lâm Dạ lúc này đã cũng không muốn khuyên giải thêm cho hắn, từ từ dùng sức mạnh nói, điều thứ 11 trong quy tắc của liên minh nghề nghiệp, khi gặp phải kẻ xa ngã bị ác ma vực sâu mê hoặc, mỗi người hành nghề đều có thể tự vệ chính đáng, dùng mọi thủ đoạn tấn công, ngay lập tức tiêu diệt đối phương, tránh gây thương vong cho nhiều sinh mạng vô tội hơn. Tên kia không biết từ lúc nào đã lấy được một thanh đao lớn, chuẩn bị vung về phía Lâm Dạ miệng vẫn nói, ha ha ha, giết ta, ngươi làm được sao? Ngưng tụ Lâm Dạ, đây là báo ứng của ngươi. Kiếm khí chém ngang phiên bản vực sâu, một cú chém ngay sau đó lao thẳng về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ lúc này đã bị một nhát chém ngang eo, hệ thống lúc này cũng liền hiện lên cảnh báo, ngươi bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập năng lực vực sâu, sinh mệnh âm 32 toàn bộ thuộc tính giảm mạnh. Sát thương nhận vào tăng lên, ngươi bị mất máu liên tục, Lâm Dạ hiện giờ ánh mắt đã dần trở nên lạnh lùng, bước lên triệu ra thanh kiếm của mình, trầm giọng nói, nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách ta. Thiểm Linh Nguyệt ẩn bạt đao một thanh đao cũng ngay lập tức xuất hiện trên tay Lâm Dạ, Lâm Dạ cũng ngay tức khắc lao vọt về phía hắn miệng vẫn nói đáng tiếc dù ngươi đã chọn lựa sức mạnh vực sâu cũng không phải đối thủ của ta cùng lắm chỉ là cấp mà thôi khi vừa nói xong một nhát chém đã hướng về phía tên kia mà vung ra nhưng hắn đã dùng cự đao của mình mà chắn lại rồi hắn lên tiếng phân tích nói quả nhiên không sai ngươi đúng là mục sư thuần cộng điểm sức mạnh vậy thì ngươi chết chắc rồi lâm dạ lúc này nhìn hắn thầm đắc ý nghĩ thầm nếu đã vậy thì không cần thiết phải lập tức sử dụng nghịch chuyển càn khôn xung quanh đây hẳn là sẽ có ác ma vực sâu giám sát nếu đối phương phát hiện ta có kỹ năng tương tự bất tử rút lui khỏi hiện trường rồi báo cho ác ma khác mới là tình thế bất lợi một nhát chém cũng ngay lúc này chém ngang ua người tên kia tên kia bị chém một cái thì không tin vào mắt mình lắp bắp ngươi một đao có thể chém ta mất nhiều máu như vậy vớ vẩn sao có thể đều đã bị suy yếu rồi lâm dạ liền bày ra bộ mặt vô tội nói ừm vẫn là chém nhẹ tay thôi rồi cậu thầm nghĩ tên nhóc đạo nháy kém cỏi cả về lý thuyết lẫn quan sát đến sát thương phép thuật bước hai sau sát thương vật lý mà cũng không nhận ra thôi thì cứ dùng hắn dụ quỷ ra vậy nghĩ xong cậu liền vung thêm một đòn nữa chém thẳng vào thân thể hắn rồi thầm tính toán để mạng tào nguyên lại mời ma vào chồng ở bên trên có một tên hắc bào đang nhìn xuống trận chiến mà thầm nghĩ quả nhiên tùy tiện tìm một tên phế vật thật sự không được sao sức chiến đấu sau khi chuyển hóa vẫn rác rưởi thế này một kiếm sĩ được tăng thuộc tính đột biến mà lại không đánh lại một mục sư thôi dù sao cũng chỉ là phế vật còn lâm dạ kia ta nhất định phải có được rồi hắn liền cười gian ác nghĩ thầm nếu lâm dạ chết trạng thái tinh thần vốn cho rằng lâm dạ bất khả xâm phạm của hoàng thiếu phong sụp đổ chẳng phải ta có thể thừa cơ xâm nhập sao nếu lâm dạ chịu quy phục ta tên nhóc hoàng thiếu phong kia chẳng phải sẽ trực tiếp gia nhập đại quân ma cao của ta hay sao tuy nhiên ta vẫn thích cách thứ hai hơn hi hi tên tào nguyên lúc này cũng đã vung một nhát chém lên thân thể lâm dạ rồi hắn liên tục tấn công vừa tấn công vừa nói ngạc nhiên chứ tiếp theo mới là món ngon này lâm dạ vẫn một bộ dáng cũng không để tâm chỉ lặng lẽ hồi máu cho chính bản thân mình tên kia hiện giờ ánh mắt đã hoàn toàn mất đi tính người như một con thú hoang chỉ biết tấn công điên cuồng lâm dạ tay vẫn chống đỡ đòn đánh miệng nói ngươi không phải tào nguyên chứ ác ma vực sâu hắn lúc này sức mạnh tà ác lại càng bùng cháy hơn nói tiếc thật người của liên minh nghề nghiệp đang trên đường đến đây rồi không rảnh để phí thời gian với ngươi tên nhóc ngươi vẫn nên mau chóng chết đi lâm dạ vẫn đứng đó bộ dạng đắc ý như đang chờ hắn ra tay tên kia thấy vậy thì liền không vui nói ngươi lâm dạ nhìn thấy vậy thì ánh mắt dần trở nên lạnh lùng hơn thầm nghĩ cắn câu rồi rồi cậu từ từ lên tiếng chẳng lẽ cái này ồ tham gia với các ngươi vậy lũ ác quỷ vực sâu các ngươi có thể mang lại lợi ích gì cho ta nói nghe xem nào tên tào nguyên lúc này đã bị tên quỷ dị kia khống chế hắc khí trên người càng trở nên mãnh liệt hơn hết lớn vẫn chưa đủ sao